Trước kia ông Tần Lạc gọi hắn vào thư phòng, đợi khi Tần Lạc vào bên trong đều do ông tự mình đóng cửa, nhưng hôm nay ông không có tâm tình để làm điều đó, ông đi thẳng vào trong phòng rồi ông cầm ấm trà rót ra chén và bưng uống. Tần Lạc xoay người đóng cửa rồi hắn đi tới ngồi vào chỗ của mình, trước mặt ông. Tần Minh đâu? Tần Tranh hỏi, tại sao không mang nó về? Chết rồi, Tần Lạc nói. Có lẽ vẫn còn chưa chết nhưng cũng chỉ trong chốc lát mà thôi. Dù Tần Minh có muốn chứng phong điệp hóa thành bướm cũng mất hẳn một tuần, vấn đề là cánh tay cụt của hắn vẫn đang chảy máu. Liệu máu trong người hắn còn có thể chảy trong bao lâu? Xem ra Tần Minh không còn cách nào để được ngắm nhìn những con bướm xinh đẹp bay, múa trên đỉnh đầu mình. Muốn thưởng thức cảnh này chỉ có cách duy nhất là tiêm vào đầu người khác. Vì thế Tần Lạc nghĩ dù Tần Minh có chết hắn cũng chết vì chảy máu. Nói cách khác, trên thực tế Tần Minh bị Ly giết chết chứ hoàn toàn không có quan hệ gì tới Tần Lạc hắn. Phật tổ từ bi, Tần Lạc nghĩ bản thân hắn vẫn là một đứa bé đáng yêu, thường ngửa mặt 45 độ đếm những vì sao trên bầu trời. Những chuyện giết người phóng hỏa, bắt cóc, cướp bóc tài sản của người khác hắn thật sự không bao giờ làm. Nghe Tần Lạc nói Tần Minh đã chết, Tần Tranh trầm lặng. Ông lặng lẽ bưng cốc trà uống, tâm trạng vô cùng buồn bã. Nó báo thù cho bố nó hả? Tần Tranh hỏi. Cũng có một phần nguyên nhân, Tần Lạc gật đầu. Nguyên nhân thực sự là ngay từ nhỏ Tần Minh bị bố dựng ngược đãi nên bị tổn thương tâm lý dẫn tới biến thái, hơn nữa sau khi tới Tần gia thì lại ghen ghét chính hắn. Tần Minh không ghen ghét với bản thân mình, hắn chỉ ghen ghét vì mình có số mệnh tốt hơn hắn. Đây thực sự mới là nguyên nhân chính, nhưng vấn đề là bản thân Tần Minh cũng không nhận ra. Cháu còn nhớ Tần Long không? Tần Tranh đột nhiên hỏi. Dạ nhớ, Tần Lạc nói. Đó là một người đàn ông tướng mạo bình thường, vẻ mặt chất phác, thật thà. Thân hình gầy gò, đen sạm, đầu húi cua, quanh năm suốt tháng chỉ mặc mỗi trường bào đen. Kể cả sau này khi Tần Long học nghề y, trở thành một danh y ở Dương Thành, hình ảnh của ông ấy vẫn như thế. Thật sự vẻ đẹp trai của Tần Minh là hưởng di truyền từ mẹ mình. Mẹ Tần Minh là người phụ nữ rất xinh đẹp, bà vốn là y tá của Tần Long. Sau đó hai người đột nhiên kết hôn và tới năm thứ hai thì sinh ra Tần Minh. Đương nhiên những điều này do bà Tần Lạc trong lúc trò chuyện thường nói ra. Thật ra Tần Lạc không có một chút ấn tượng nào về mẹ của Tần Minh. Hơn nữa hắn sao có thể có ấn tượng với mẹ của người khác? Hắn không phải là người như vậy. Ông đã kể cho cháu nghe về cái chết của Tần Long rồi, Tần Tranh nói. Đúng vậy, Tần Lạc gật đầu. Ông đã nói, trên đường đi xe của ông bị một xe tải cán phải. Chú Tần Long vì cứu ông nên đầu chú ấy đập vào kính xe. Tần Lạc vẫn vô cùng cảm kích và day dứt với Tần Long. Hắn cũng tin tưởng bất kỳ ai trong Tần gia cũng có suy nghĩ đó. Cũng chính vì nguyên nhân này bọn họ mới chuyển tình yêu thương lên Tần Minh. Từ trong nội tâm mỗi người trong Tần gia đều xử sự rất tốt với Tần Minh. Thế nhưng chính vì tâm lý biến thái nên Tần Minh mới cho đó là sự giải dối. Có ai nguyện ý ngụy trang bản thân mình trong gần 20 năm không? Đó là một công việc cực kỳ khổ sở. Không phải bọn ông bị xe tải cán mà là chú ấy chủ động đâm vào xe khác, Tần Tranh nói. Tần Lạc trợn tròn mắt hỏi, tại sao? Tại sao chú ấy lại làm như vậy? Tần Long cũng là, Tần Tranh hình như không muốn dùng từ không hay ho để nói về Tần Long. Ông suy nghĩ một lát rồi nói, là bị người khác phái tới làm nội gián trong Tần gia chúng ta. Cái gì? Đêm hôm khuya khoắt, giọng nói của Tần Tranh giống như một tiếng sấm, Tần Lạc giật mình sửng sốt. Năm đó Tần Long ngất xỉu trước cửa nhà chúng ta, quần áo tả tơi, người xanh xao vàng vọt. Ông thấy chú ấy đáng thương mới thu nhận chú ấy vào Tần gia. Hơn nữa ông còn đem toàn bộ sở học của mình truyền thụ cho chú ấy. Ông còn coi chú ấy con rể của mình. Cái này cháu đều biết, có phải trên đường đi đã xảy ra chuyện gì không, ông? Đúng vậy, khi bọn ông đi tìm danh y ở tỉnh ngoài, cách Dương Thành mấy trăm km. Sau khi xe của ông ra khỏi tỉnh nhà, ông phát hiện có một chiếc xe theo sau, lúc đó ông cũng không để ý vì ông nghĩ bọn họ cũng đi cùng đường với mình. Nhưng sau khi xe tới chân núi Đan Sơn, chiếc xe đó đột nhiên tăng tốc vừa ơ lên và chắn ngang đường, sau đó Tần Long cũng dừng xe lại. Bọn họ thông đồng với nhau hả? Tần Lạc hỏi. Tần Tranh gật đầu, đúng vậy. Bọn chúng bảo Tần Long xuống xe, hơn nữa còn hỏi Tần Long là ông mang theo cái chúng muốn không? Chúng muốn cái gì? Phương thuốc kim hạp. Gì? Bọn chúng cũng muốn phương thuốc kim hạp. Một ý tưởng lóe lên trong đầu Tần Lạc, hình như hắn đã nghĩ ra điều gì đó. Đúng vậy, ông đã đồng ý với vị danh y kia. Ông mang phương thuốc kim hạp tới cho ông ta xem,
ông ấy cho ông đơn thuốc trị chứng dương mạch của cháu Tần Tranh nói. Tần Long đã truyền tin đó ra ngoài, vì thế những kẻ đó mới đi theo ông đúng không? Nếu không người ngoài sao có thể biết ông mang theo phương thuốc kim hạp ra ngoài chứ? Có thể là như thế, Tần Tranh trầm ngâm nói. Sau khi chúng lục soát người ông, chúng đã lấy mất phương thuốc kim hạp. Vậy chuyện sau đó xảy ra như thế nào? Tần Lạc hỏi. Những kẻ đó lấy đi phương thuốc nhưng vẫn không cam lòng. Chúng còn bắt Tần Long giết ông diệt khẩu. Tần Lạc giật mình nhìn ông hỏi, Tần Long có đồng ý không? Tại sao chưa bao giờ ông nói với cháu chuyện này? Tần Long đồng ý, Tần Tranh nói, nó khởi động xe, nó chuẩn bị lôi ông lên xe đưa tới một nơi hẻo lánh để giết người diệt khẩu. Ông vốn cứ tưởng Tần Long sẽ làm như vậy. Tần Lạc sốt ruột nhìn ông mình, bây giờ hắn cảm thấy bản thân mình đang lạc vào thế giới xa lạ. Tần Lạc không ngờ bản thân ông mình lại gặp biến cố khủng khiếp như vậy trên đường, thiếu chút nữa mất cả tính mạng của mình. Bản thân ông đã vì cháu của mình mà không tiếc sức lực của mình. Có một số việc bản thân mình cũng biết, vậy còn bao nhiêu chuyện mà mình không biết đây. Tần Lạc toát mồ hôi lạnh khi hắn nghĩ tới cảnh tính mạng ông mình gặp nguy hiểm. Tần Long để ông ngồi ở ghế sau, sau đó Tần Long lái xe chạy đi, nhưng nó không lái xe vượt qua chiếc xe đó mà đâm thẳng vào chiếc xe đó. Tần Long vẫn còn nhớ tới tình cảm của Tần gia chúng ta, Tần Tranh cúi đầu xuống, dùng tay gạt nước mắt, giọng nói khàn khàn. Vì vậy ông mới nói chú Tần Long chết vì cứu ông để không làm hỏng danh tiếng của chú ấy, Tần Lạc đã hiểu. Hắn móc chiếc khăn tay ở trong túi đưa cho Tần Tranh. Tần Tranh cầm khăn lau khóe mắt rồi nói, dù Tần Long ban đầu tới Tần gia chúng ta với động cơ xấu nhưng khi đó nó mới chỉ là một đứa trẻ mười mấy tuổi. Nó có thể hiểu điều gì không? Bị người khác ép buộc, nó cũng đành phải làm theo. Hơn nữa khi nó ở Tần gia chúng ta, nó không coi là người ngoài. Cuối cùng nó lại dùng tính mạng bản thân mình để cứu ông. Nó đã không làm hại gì Tần gia chúng ta mà là Tần gia chúng ta đã nợ nó quá nhiều. Cháu hiểu, ông đã làm đúng, Tần Lạc nở ủi nói. Cháu cũng rất cảm kích chú ấy. Hình như Tần Tranh cảm thấy khóc lóc trước mặt cháu nội là chuyện rất xấu hổ nên ông lau khóe mắt, cố gắng đè nén sự xúc động của mình và nói tiếp, ông bị thương vào chân. Tần Long chết ngay tại chỗ. Hai người trong xe kia cũng chết ngay tại chỗ. Ông lấy lại phương thuốc kim hạp. Ông biết có người nhắm vào bảo vật của Tần gia chúng ta, vì thế mấy năm nay ông mới ít ra ngoài chữa bệnh. Ông cũng không muốn cho cháu đi ra ngoài. Ông chỉ sợ những người đó giở trò với cháu. Vậy ông đã điều tra chuyện này thế nào? Tần Lạc hỏi. Ông đã điều tra nhưng không tìm hiểu được manh mối gì. Ngoại trừ Tần Long và hai người trên xe đó, ông cũng không tìm được bất kỳ đầu mối nào. Hơn nữa Tần Long và hai người muốn cướp phương thuốc kim hạp đều đã chết. Chuyện này không còn đối chứng. Muốn điều tra ra cũng rất khó, Tần Tranh nói. Có thể những người đó lại xuất hiện rồi, Tần Lạc nói. Lúc sắp chết Tần Minh nói bản thân hắn mang họ Hà, hơn nữa còn nói sau này sẽ có người tới tìm cháu. Cháu nghĩ Tần Minh nhất định đã tiếp xúc với những người đó. Bọn chúng còn nói gì đó với hắn, còn nói bố hắn không hoàn thành nhiệm vụ bây giờ tới lượt hắn phải hoàn thành. Chính vì thế hắn mới vội vàng ra tay. Họ Hà, Tần Tranh trầm tư hỏi. Ông có quen biết ai có họ này không? Tần Tranh lắc đầu nói, nổi tiếng cũng có mấy nhà nhưng không có ai họ Hà. Hơn nữa người này bày một ván cờ trong nhiều năm như vậy chỉ vì phương thuốc kim hạp, chắc chắn người này không đơn giản. Sau này ra ngoài cháu nhất định phải cẩn thận, làm việc gì cháu cũng phải vô cùng cẩn thận. Cháu hiểu, ông và mọi người cũng phải cẩn thận, Tần Lạc dặn dò. Cháu yên tâm, bọn chúng không dám làm sằng bậy ở Dương Thành. Hơn nữa Hạ gia gia của cháu sẽ không để bọn chúng làm bậy. Ôi, ông chỉ hy vọng sẽ sớm điều tra ra chân tướng sự việc. Ông thực sự muốn biết ai là người đứng sau lưng làm ra cái chuyện tuyệt tình với con cháu của mình như vậy, Tần Tranh giận dữ nói. Ông cứ yên tâm, cháu nhất định sẽ điều tra ra, Tần Lạc nói. Cháu ra ngoài đi, ông muốn đi nghỉ, Tần Tranh khoát tay nói. Khi Tần Lạc quay ra phòng khách, tất cả mọi người đã đi ngủ. Chân trời phía đông đã hửng sáng. Xem ra đã qua một đêm, trời sắp sáng rồi. Tần Lạc không muốn đi ngủ, vì thế hắn đi tới ao cá cảnh sau nhà. Tần Lạc lấy ra 1/3 trứng phong điệp còn lại, hắn nghiến răng định ném vào ngọn giả sơn đập nát. Những vật con người chán ghét, tốt nhất là hủy đi. Một vật quý giá như vậy, ngay cả ngoài chợ đen còn không có hàng. Anh thực sự muốn đập bỏ sao? Giọng nói của một cô gái vang lên. Ly đứng ở cửa sổ một trong căn phòng ở lầu 1. Hai mắt nàng sáng quắc trong đêm tối giống như ánh mắt của loài mèo. Nàng nhìn Tần Lạc chằm chằm, không chớp mắt.
Tại sao cô lại không ngủ vừa rồi? Ly chợt lên tiếng làm Tần Lạc giật nảy mình. Quá giấc rồi không ngủ được, Ly nói, anh cứ giữ lấy nó. Nói không chừng sau này lại cần đến. Hơn nữa nếu anh không cần đến anh có thể mang ra đấu giá, chắc chắn sẽ thu được rất nhiều tiền. Thôi được, vậy thì giữ lại. Tần Lạc cất ống trứng phong điệp bỏ vào túi. Hắn cũng không biết sau này trứng phong điệp sẽ thực sự có giá trị thật không. Vừa lúc tôi cũng không ngủ được, tôi tới nói chuyện với cô, Tần Lạc nói. Chương 236, còn sống là tốt. Ly không phải là một cô gái bình thường, nhiều khi trong mắt Tần Lạc, nàng không phải là một người con gái, cũng chính vì nguyên nhân đó mà khi Tần Lạc đi vào phòng nàng trò chuyện hắn không rụt rè, mặt đỏ bừng, chân tay luống cuống. Trong mắt của Ly, Tần Lạc thầy thuốc nhỏ bé, nếu không có sự hợp tác của nàng, nàng không nghĩ Tần Lạc có thể gây ra bất kỳ tổn thương tâm lý cũng như thân thể với nàng. Ngược lại nếu nàng muốn làm gì đó, cơ hội thành công lớn hơn nhiều. Nàng chỉ cần thừa dịp hắn không chú ý, chĩa súng vào đầu hắn sau đó quẳng Tần Lạc lên giường, rút dây lưng trói hai tay hắn tiếp theo nàng xé áo trường bào của hắn, cởi quần hắn và đường đường chính chính xâm nhập vào hắn. Bạn thấy không, bản năng của đàn ông và phụ nữ hoàn toàn giống nhau. Kể cả trong trò chơi tình ái bọn họ cũng chỉ thích tấn công. Ly đang ở trong phòng khách của Tần gia, bài trí trong phòng rất đẹp nhưng đồ dùng thường ngày trong nhà rất ít vì không phải ngày nào cũng có khách tới thăm. Tần Lạc đưa mắt nhìn khắp phòng rồi hắn đi tới rót trà và hỏi Ly, tại sao cô đột nhiên lại xuất hiện ở Thâm Quyến? Vì trước đây Ly nói cuối năm phải đi làm nhiệm vụ nên Tần Lạc cảm thấy trong lòng nặng nề. Vì thế trong những ngày sau đó ngày nào Tần Lạc cũng gọi điện thoại cho Ly mấy cuộc, ngay cả đôi khi đang nằm dài trên giường hắn cũng bấm số gọi cho nàng nhưng hết lần này tới lần khác, hắn đều nhận được không báo, xin lỗi số điện thoại quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Liên tục như thế hắn không thể nào liên lạc với nàng. Mặc dù trong mấy ngày Bối Bối bị bắt đó hắn theo thói quen vẫn gọi điện cho nàng nhưng nàng vẫn tắt máy. Dù Tần Lạc vô cùng thất vọng nhưng trong thâm tâm hắn vẫn có một chút hy vọng nhỏ nhoi. Nhưng tới một buổi tối, điện thoại của hắn đột nhiên đổ chuông. Ly gọi tới. Chỉ chút nữa thôi Tần Lạc đã khóc vì vui mừng. Ly còn sống. Sự xuất hiện của Ly khiến Tần Lạc quyết định không nhờ Gay và Hạ Dương giúp đỡ. Điều này cũng đúng thôi. Cũng bởi vì có Ly trợ giúp Tần Lạc mới dám ngang nhiên một mình đơn thân độc mã xông vào đó. Thi hành nhiệm vụ xong và chuẩn bị quay về, Ly nói. Nàng không phải đang ngồi trên ghế hay ngồi trên giường mà nàng đang tựa lưng vào thành cửa sổ, tay nàng đang lặng lẽ vung vẩy thanh chủy thủy sáng loáng. Tóc dài xõa vai, gò má thanh tú, ánh mắt lạnh, sáng, quần áo da, ủng da màu đen vì dáng đứng của nàng, thân hình nàng có vẻ rất thon thả, trước ngực nổi lên hai tòa núi đôi như muốn mời gọi Tần Lạc. Đương nhiên Tần Lạc biết Ly không cố ý, nàng chỉ vô tình mà thôi. Từ khi học được cách sử dụng máy tính, Tần Lạc đã khám phá ra một thế giới khác của đàn ông ở bên ngoài. Tần Lạc đã từng ôm ấp ảo tưởng với những cô gái mặc các loại trang phục khác nhau, từ các cô gái mặc trang phục cảnh sát, trang phục giả trang OL, trang phục giả trang thỏ ngọc, kể cả các cô gái không mặc trang phục gì, nhưng hắn chưa từng nghĩ tới các cô gái mặc trang phục da đen giống như nữ thiên sứ trong bộ phim Thunder Club Beautiful Girl. Xem ra bây giờ phụ nữ ngày càng hấp dẫn, quyến rũ. Ít nhất bọn họ có thể làm Tần Lạc xúc động và đi tắm nước lạnh. Tôi coi như cũng là bán thành viên Long Tức, Tần Lạc coi như tự rát vàng lên mặt mình. Có thể nói cho tôi biết cô phải thực hiện nhiệm vụ gì không? Ly bĩu môi, thẳng thừng nói, không chút e dè, ai đồng ý cho anh trở thành một thành viên Long Tức? Không phải thì là không phải, làm gì có cái gọi là bán thành viên Long Tức, Long Tức không có bán thành viên. Long Vương là sư phụ tôi, cô là sư muội tôi, còn có hỏa dược, anh ấy còn tặng tôi súng, Tần Lạc buồn bực nói. Chẳng lẽ cô gái này không biết đạo lý đánh người cũng không làm mất mặt người ta sao? Sư phụ là do anh tự nhận, tôi cũng không đồng ý làm sư muội của anh, còn việc hỏa dược tặng anh Tiểu Hắc là vì anh ấy cảm kích việc anh cứu Long Vương. Ly nhẫn tâm cắt đứt các mối quan hệ Tần Lạc cố dựng lên, làm đoạn tuyệt bất kỳ ý định nào nảy ra trong đầu hắn, tôi nói rồi. Tới khi anh chữa khỏi bệnh cho cha nuôi tôi mới có thể xin cho anh một tấm thẻ bài Long Tức. Bây giờ anh hãy bỏ những ý nghĩ đó đi. Tần Lạc không ngờ Ly có thể đọc được suy nghĩ trong đầu hắn. Tần Lạc cười ngượng ngùng, một nụ cười giống như một đóa hoa cúc nhỏ vẫn chưa nở, nói, tôi cảm thấy nếu tôi có tấm thẻ bài đó thì bản thân mình sẽ an toàn hơn nhiều. Nếu như cô không ở bên tôi lúc đó, vậy lúc đó tôi sẽ phải làm gì? Hơn nữa lúc đó khi cô đột nhiên xuất hiện ở hầm ngầm, hô to, động vào Long Tức. Giết sau đó chỉ nghe vù một tiếng, cánh tay của hắn đã rơi xuống đất,
tôi cảm thấy rất tàn khốc. Nếu tôi có tấm thẻ bài đó, tôi không cần phải hô như thế, đúng không? Ly bị kích động như muốn chém người khác, nàng nói, anh cần thẻ bài của Long Tức để làm gì? Đó là biểu tượng vinh dự. Dù nó có kèm theo một số đặc quyền nhất định nhưng những người chúng tôi giết tất thảy đều đáng chết, trong khi đó anh chỉ dùng nó để tranh đoạt với người ta sao? Gương mặt anh Tuấn của Tần Lạc cúi sát vào mặt Ly, hắn nói, cô hãy nhìn kỹ đi. Cô hãy nhìn kỹ xem tôi có phải hạng người thích tranh đoạt tàn nhẫn với người khác không? Tôi thích sự bình dị, thích thu mình, thích cuộc sống bình lặng, chỉ khi nào có người động tới tôi mới thay mặt Long Tức, thay mặt chính nghĩa tiêu diệt bọn chúng. Ly cười nhạt nói, tôi không biết khi nào anh mới thích sự bình dị. Tần Lạc cũng hiểu gần đây bản thân mình đã rất khoe mẽ nhưng tất cả cái đó không phải là chủ ý của hắn. Một bộ trường bào bình thường có thể che giấu được một người đàn ông cực kỳ phong độ sao? Thôi quên đi, chúng ta không nói chuyện này nữa. Dù gì tôi cũng sẽ chữa khỏi bệnh cho sư phụ. Chuyện cô đồng ý với tôi cô cũng nên cố gắng làm. Cô là thành viên Long Tức, không thể nói chuyện mà không tính toán gì sao? Hơn nữa ban đầu cô cũng đã nói gì, chỉ cần tôi có thể trừ hết sẹo trên lưng cô có thể giúp tôi có được tấm thẻ bài. Bây giờ trên lưng cô còn sẹo không? Còn Ly nói. Không thể nào. Tần Lạc trợn tròn mắt nhìn Ly, hắn tuyệt đối tin tưởng vào thứ thuốc bột đó của mình. Không tin thì quên đi. Ly nhún vai ra vẻ bất cần. Thực ra động tác của cô khá giống với của Tần Lạc. Cô hãy cởi ra để tôi xem. Tại sao tôi phải cởi để anh xem? Anh không cảm thấy hành vi của anh rất vô lại sao? Canh ba nửa đêm anh bắt một cô gái cởi quần áo cho anh xem, có ai vô lại hơn anh không? Tần Lạc kinh ngạc nhìn Ly, hắn nhận ra miệng lưỡi của cô gái này tự nhiên sắc bén hơn trước rất nhiều. Trước kia nàng chỉ biết phung dao dọa người, còn việc đấu võ mồm nàng hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Lần này cô ra ngoài là tham gia huấn luyện diễn thuyết và võ mồm hả? Ngu ngốc! Vì lúc trước Ly đã giúp đỡ Tần Lạc nên hắn quyết định không chấp nhặt với cô gái này nữa. Đương nhiên hắn cũng thực sự không biết làm gì nếu chấp nhặt với nàng. Đánh, không đánh lại. Mắng, không mắng lại. Chẳng lẽ bản thân hắn phải giật nút áo ngực, để lộ ra nửa bộ ngực đàn ông của mình và hô, phi lễ sao? Thế nhưng chắc chắn không ai tin vào điều này. Khi nào anh dự định quay lại Yến Kinh? Ly hỏi, cha nuôi vẫn đang ở Yến Kinh chờ anh. Anh rời khỏi đó lâu như vậy, liệu bệnh của cha nuôi có ác hóa không? Chắc chắn là không. Tần Lạc nói. Tốt nhất anh hãy xác định đi. Bây giờ tất cả Long Tử, Long Tôn đều biết có người đang chữa bệnh cho Long Vương. Nếu như anh tiếp tục trì hoãn thế này, tôi khẳng định bọn họ sẽ không nói chuyện với anh như tôi đâu. Tần Lạc cười gượng nói, tôi định 2 ngày nữa quay lại Yến Kinh. Vậy được, chúng ta cùng nhau quay về. Ly gật đầu. Tần Lạc uống cạn ly trà rồi nói, ngủ đi. Ly vẫn đứng dựa vào cửa sổ, nàng không có ý định tiễn hắn. Tần Lạc đi ra tới cửa thì dừng lại. Hắn xoay người đi tới trước mặt Ly nói, chúng ta ôm một cái. Ly bừng bừng tức giận, con dao trong tay kề trên cổ Tần Lạc. Tần Lạc mặc kệ hắn, không cần biết trên cổ hắn có dao hay không, hắn liều lĩnh vòng tay ôm Ly vào lòng mình. Cô hãy sống khỏe mạnh nha, Tần Lạc nói. Ly sửng sốt. Sau đó con dao trong tay nàng từ từ hạ xuống, thân thể nàng cứng đơ, nàng để mặc Tần Lạc ôm mình sát vào ngực hắn. Cho đến tận khi Tần Lạc rời đi, tiếng đóng cửa vang lên, Ly vẫn giữ nguyên tư thế đứng quái dị như vậy. Vẫn còn sống khỏe mạnh, Ly đột nhiên cười nói. Trong bóng tối Ly mỉm cười như hoa mạn đà la, an nhàn, tĩnh lặng. Bởi vì chuyện Bối Bối bị bắt cóc cùng với việc Tần Minh phản bội và chết, trong nhà đột nhiên vắng một người nên không khí ở Tần gia khá trầm lắng. Gần như không có tiếng nói cười. Khả năng giao tiếp của Ly vẫn kém như trước, ai hỏi gì nàng nói đó. Lâm Thanh Nguyên đã thầm giải thích thân thế của Ly với người Tần gia nên không ai trong Tần gia trách cứ nàng. Điều làm Tần Lạc muốn hộc máu chính là Ly và Lâm Hoán Khê ngồi bên trái và phải hắn. Một người lạnh như băng, một người lãnh đạm như sương khói. Có hai khối băng ngồi cạnh mình, Tần Lạc ngồi ở giữa cũng cảm thấy rét run cả người. Tần Lạc thầm nghĩ có khi hắn phải tìm Lệ Khuynh Thành để sưởi ấm cho mình. Vào đầu bữa cơm sáng, Tần Lạc nói với Lâm Thanh Nguyên, Lâm gia gia, 2 ngày nữa cháu và Hoán Khê sẽ quay lại Yến Kinh. Ông cứ ở lại Dương Thành chơi ít ngày nữa nhé. Lâm Thanh Nguyên khoát tay nói, như vậy sao được, bệnh viện cũng có nhiều chuyện quan trọng giải quyết. Hơn nữa lần này Bối Bối đi cùng 2 cháu tới Yến Kinh. Ông muốn giúp các cháu trông chừng Bối Bối.
mặt khác hai cháu còn phải dành thời gian để sinh em bé chứ. Ly liếc nhìn Bối Bối một cái nhưng không nói gì. Cô bé cũng hung hăng trừng mắt nhìn nàng một cái. Lần đầu tiên hai người gặp nhau đã không bình yên. Vậy chúng ta hãy cùng nhau quay về, Tần Lạc nói. Hắn cảm thấy quyến luyến khi chuẩn bị xa nhà lần nữa. Trước kia có Tần Minh, Tần Lạc hoàn toàn yên tâm, hắn cứ nghĩ Tần Minh có thể quan tâm, chăm sóc cho người Tần gia. Nhưng Tần Lạc thực sự không ngờ Tần Minh lại là mặt người dạ thú, ngầm che giấu mưu đồ. Hắn thầm nghĩ cũng may lần này hắn trở về đã giải quyết ổn thỏa chuyện này. Nói cách khác, nếu Tần Minh thừa dịp mình không có nhà làm loạn bậy, không phải lúc đó tình hình càng lúc càng xấu hơn không? Ông, hay mọi người tới Yến Kinh sống cùng với chúng cháu một thời gian? Cháu sẽ mua một ngôi nhà ở đó, Tần Lạc nói. Tần Tranh khoát tay nói, lớn tuổi rồi, ông không muốn đi xa nhà. Hơn nữa mọi người đi tới Yến Kinh với cháu thì ngôi nhà này làm thế nào? Ở Yến Kinh thời tiết lạnh, giá, sức khỏe của bà sẽ không chịu được. Đúng vậy, Tần Lạc, cháu cứ chăm lo tốt cho bản thân mình đi, cháu không lo cho mấy người già chúng ta, không phải vẫn còn bố mẹ cháu sao? Bà hắn cũng khuyên nhủ. Yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì đâu, Cam Vân cũng lên tiếng. Chỉ cần con ở ngoài đừng làm mọi người ở nhà lo lắng là được. Sau khi xảy ra những chuyện như vậy, con ra ngoài nên cẩn thận hơn. Hãy quan tâm, chăm sóc Bối Bối. Con và Bối Bối chính là hai hạt giống của Tần gia chúng ta. Mẹ, con hiểu, Tần Lạc gật đầu nói nhưng trong lòng hắn lại có chút đau buồn. Trong lúc mọi người vẫn đang ăn cơm, chuông điện thoại của Tần Lạc vang lên. Tần Lạc hả, tôi là Yên Mị đây. Hôm nay anh có rỗi không? Từ trong điện thoại vang lên giọng nói sốt ruột của Cửu Yên Mị. Có chuyện gì vậy? Tần Lạc hỏi. Ông lại mới phát bệnh, ông đang làm ầm ĩ nói muốn tìm một thiếu hiệp nói là con của cố nhân gì đó. Tôi đoán người ông nói tới là anh. Khi nào anh có thời gian hãy tới xem bệnh cho ông tôi với, được không? Tần Lạc thấy đau đầu, tâm tình của Cửu lão gia bây giờ suốt ngày ở thế giới tiên hiệp, không thoát ra được, lúc nào cũng yêu quái rồi lại thiếu hiệp. Nhưng vì Tần Lạc muốn Cửu gia thiếu mình một món nợ ân tình nên hắn muốn chữa khỏi bệnh cho Cửu lão gia. Cho dù sau này Tần Lạc ở Yến Kinh hắn vẫn muốn Cửu gia hỗ trợ hắn. Tôi sẽ tới ngay, hãy cho lái xe tới đón tôi, Tần Lạc nói. Mấy ngày nay vì chuyện của Bối Bối làm trì hoãn mọi việc nhưng lái xe của Cửu gia vẫn ở Dương Thành chờ hắn. Hơn nữa theo kế hoạch của Tần Lạc, hắn phải nhanh chóng quay lại Yến Kinh vì thế hắn muốn sắp đặt ổn thỏa chuyện chữa bệnh cho Cửu lão gia. Cây hoa này có tên gọi là Đại Hoa Mạn Đà La theo cách gọi của người Trung Quốc. Tên khoa học của cây hoa là Dacheria suaviolan hay Brugmansia suaviolan. Người Việt thường gọi cây hoa này là cà dược dại hay cà độc dược. Tôi không thích cái tên cà dược này, và gọi cây hoa là hoa Mạn Đà La Đại theo cách gọi của người Trung Quốc. Cái tên Mạn Đà La này mở ra cả một trời tri thức và văn hóa hơn hẳn cái tên cà dược. Quảng Quần Phương Phổ có chép về hoa Mạn Đà La. Quảng Quần Phương Phổ dẫn kinh Pháp Hoa, khi Phật thuyết Pháp, khi đó trời mưa hoa Mạn, Đà, La, Hoa Ma. Ha Mạn, Đà, La, Hoa Mạn, Thù, Sa, Hoa Ma, Ha Mạn, Thù, Sa, để giải trên Đức Phật cùng hàng đại chúng, khắp cõi Phật sáu điệu vang động. Quảng Quần Phương Phổ còn viết thêm, theo đạo gia, sao bắt đầu có Đà La sứ giả tay cầm bông hoa như vậy, do đó đời sau gọi bông hoa đấy là Mạn Đà La. Trong tử vi có sao Đà La, đi cùng với Kình Dương, thuộc loại hung tinh, chính là Đà La sứ giả của đạo gia. Hoa Mạn Đà La, chép trong Quảng Quần Phương Phổ. Được coi là hoa Dacheria stramonium, cùng một chi với hoa Dacheria suaviolan này. Nguồn gốc cái tên Mạn Đà La chỉ có như vậy. Kinh sách Phật giáo hay đưa khái niệm Mạn Đà La thành đa tầng, đa lớp, đa nghĩa, thành ra Mạn Đà La hay được hiểu theo các nghĩa khác nhau. Tuy nhiên đây chỉ là khái niệm cây hoa Mạn Đà La trong văn hóa Trung Quốc, không rõ có xuất xứ gốc rễ từ văn hóa Ấn Độ không. Cây Mạn Đà La là thứ cây độc. Người ta có thể dùng nó để chế ra một loại ma túy hay thuốc mê với cái tên Mông Hãn Dược rất hay gặp trong các truyện kiếm hiệp. Tôi nghĩ chính vì tính ma túy của nó mà kinh Phật hay nói hoa Mạn Đà La là vô ưu, nhưng không tìm được kinh sách khẳng định khái niệm vô ưu này. Theo thần thoại Hindu, thần Shiva hút một loại thuốc làm từ hoa Dacheria. Không rõ đây có phải là gốc tích vô ưu của hoa Mạn Đà La. Thiên Vũ tán hoa, mưa trời giải hoa, chính là nói về hoa Mạn Đà La trong kinh sách Phật giáo. Chương 237, mang đạo cụ tới Yến Kinh. Khi người lái xe của Cửu gia đánh xe tới đón Tần Lạc chuẩn bị khởi hành thì Ly đứng dậy nói, tôi cũng đi. Ly không giỏi trong việc giao tiếp với người ngoài, nàng lại không biết nói chuyện gì với người nhà Tần Lạc.
Ai hỏi câu nào nàng trả lời câu đó. Cái cảm giác đó thực sự rất khó chịu, vì vậy Ly cảm thấy tốt hơn hết nàng nên đi ra ngoài để giải tỏa tâm trạng. Hoán Khê, em có muốn ra ngoài xem đây đó một chút không? Tần Lạc cười hỏi, hắn muốn chứng tỏ bản thân mình và Ly rất trong sạch. Khi vừa rồi Ly nói muốn theo hắn ra ngoài, mọi người trong nhà đã nhìn hắn và Ly với ánh mắt quái dị. Mặc dù tính tình Ly lạnh lùng nhưng bản thân nàng vẫn là một cô gái thanh tao, xinh đẹp. Bây giờ Tần Lạc tự dưng lại đưa Ly đi đây đi đó là có ý gì? Em không đi, Lâm Hoán Khê thản nhiên nói. Em ở nhà trông bối bối. Bây giờ Lâm Hoán Khê hoàn toàn giống như một người mẹ hiền. Nàng cảm thấy bản thân mình rất vui vẻ khi ở cùng với bối bối. Chúng cháu đi đây, Tần Lạc nhéo gò má bầu bĩnh của bối bối nói, em phải nghe lời chị Hoán Khê, không được nghịch ngợm. Bối bối cũng ra dáng người lớn nói, anh cũng phải nghe lời chị Hoán Khê, không được nghịch ngợm. Cả nhà cười nghiêng ngả, tiếng cười đuổi theo bước chân Tần Lạc và Ly đi ra ngoài. Hoán Khê, tại sao cháu không ra ngoài chơi với Tần Lạc? Tần nãi nãi đi tới trước mặt Lâm Hoán Khê cười hỏi. Cùng là phụ nữ đương nhiên bà cũng rất nhạy cảm với những chuyện như này. Xem ra Ly cứ dính chặt với Tần Lạc làm một người bà nội như bà cũng phải lo lắng cho cháu dâu tương lai của mình. Bởi vì cách cư xử của Lâm Hoán Khê ở Tần gia rất tốt nên ai ai trong Tần gia cũng yêu mến nàng. Không sao đâu, bà Lâm Hoán Khê an ủi bà. Nàng là người thông minh nên đương nhiên nàng lập tức hiểu ý của bà. Trong lòng rất cảm kích. Ha, ha, đúng vậy, Tần Lạc nhà chúng ta từ bé đã rất nhút nhát. Mỗi khi nói chuyện với con gái nó đều đỏ mặt tía tai. Trước kia Hạ gia có một cô cháu gái đó suốt ngày chạy tới đây tìm Tần Lạc, nó cứ trốn tránh không chịu gặp bà, hưng phấn nói, vẻ mặt vô cùng tự hào. Bà đâu biết rằng lúc đó Hạ Nguyệt Nguyệt chỉ là một cô bé 12, 13 tuổi béo tròn. Cô bé đó còn chưa tới trưởng thành, sao Tần Lạc có thể có ý gì với cô bé đó được? Một cô bé còn xấu xí, suốt ngày nhìn bạn với con mắt ngưỡng mộ. Theo bạn điều đó có ý nghĩa gì? Lâm Hoán Khê cười, không nói gì. Nàng nhớ tới lần gặp nhau đầu tiên của hai người, khi đó hai mắt hắn chằm chằm nhìn nàng, không chớp. Nếu như không phải nàng thấy ánh mắt hắn trong sáng, không có chút ý đồ xấu nào thì nàng đã không cho hắn vào cửa. Thế nhưng lần sau lại cũng vẫn thấy Tần Lạc thẹn thùng khi nói chuyện với con gái. Vậy đỏ mặt khi nói chuyện với con gái có phải là bản chất của hắn không? Ngồi một chỗ cả ngày với người nhà tôi có khó chịu lắm không? Tôi chỉ không biết nói chuyện gì với bọn họ, Ly ngồi nghiêng người ở ghế, sắc mặt bình thản nói. Người vợ dù xấu cũng phải gặp mặt bố mẹ chồng. Sau này cô lấy chồng thì làm sao? Tôi sẽ không lập gia đình. Thật vậy sao? Vậy ai nói với tôi là nếu tôi chữa khỏi bệnh cho Long Vương thì người đó sẽ lấy tôi nhỉ? Tần Lạc trêu chọc Ly. Bây giờ điều đó không cần thiết nữa. Nếu như tôi muốn, tôi sẽ đồng ý. Thật sao? Sau đó sẽ đi tố cáo anh tội trùng hôn. Trên đường đi hai người lại bắt đầu đấu khẩu với nhau, giống hệt như tình trạng hai người khi mới gặp nhau ở Yến Kinh. Tâm trạng Tần Lạc rất vui mừng, bối bối đã được cứu an toàn, Ly cũng bình an trở về. Dù trong thâm tâm hắn vẫn canh cánh về mối tai họa ẩn giấu nhưng làm người không phải nên vui vẻ một chút sao. Khi tới trước biệt thự Cửu gia, Cửu Yên Mị đã đang đợi ở cổng. Cửu Yên Mị nhìn thấy Ly xuống xe cùng Tần Lạc, nàng liền cười nói, ở bên cạnh anh lúc nào cũng có nhiều mỹ nữ. Vị tiểu thư này là ai? Ly, bạn tôi Tần Lạc giới thiệu. Rồi Tần Lạc lại giới thiệu Cửu Yên Mị với Ly. Ly ngạc nhiên khi thấy cô gái này phong cách thướt tha, xinh đẹp hơn người nhưng nàng chỉ khẽ gật đầu chào. Cửu lão ra đâu? Tần Lạc hỏi. Đã bình tĩnh trở lại. Ông đang ở trong phòng nói chuyện với David tiên sinh, đái duy tư. Cửu Yên Mị vừa cùng Tần Lạc và Ly đi vào sân vừa giải thích. Nói chuyện với David tiên sinh. Ông không bảo David tiên sinh là yêu quái mắt xanh nữa sao? Tần Lạc nghi ngờ hỏi. Lúc ông không phát bệnh thì vẫn bình thường, Cửu Yên Mị cười gượng gạo giải thích. Dù thế nào đi nữa David tiên sinh cũng là chuyên gia chữa bệnh tâm thần nổi tiếng ở nước Mỹ. Trong chuyên ngành bệnh tâm thần, ông ta là một chuyên gia vô cùng nổi tiếng trên thế giới, không ngờ đối với Cửu lão gia ông ta chỉ là một con yêu quái mắt xanh hai tròng. Khi đi tới hậu viện, ba người nghe thấy David tiên sinh đang nói tiếng Anh. Sau đó là giọng phiên dịch của Cửu Trọng Mưu. Ông, David tiên sinh hỏi ông là trước cai có người nào ông đặc biệt không có cảm tình không? Rất nhiều. Bây giờ bọn họ còn sống không? Một số còn, một số không. Ông có bao giờ nghĩ tới chuyện côn kích, trả thù bọn họ không?
hay ông đã từng trả thù bọn họ chưa? Ông ta hỏi cái đó làm gì? Giọng nói của cửu lão gia rõ ràng không hài lòng. Ông, Davis tiên sinh là chuyên gia nổi tiếng trong lĩnh vực tâm thần. Ông ấy nói chuyện với ông chỉ muốn tìm hiểu ý nghĩ chân thật trong lòng của ông cùng nguyên nhân nỗi sợ hãi của ông, cửu trọng mưu cười giải thích. Ông không sợ hãi, câu hỏi này ông cũng không muốn trả lời, cửu lão gia nghiêm mặt nói. Ông phải phối hợp với Davis tiên sinh thì chúng ta mới có thể nhanh chóng chữa khỏi bệnh cho ông. Ông tự biết sức khỏe của mình rất tốt, ông mệt mỏi rồi, hai người đi đi, hãy đưa cả người ngoại quốc này đi khỏi đây. Ông thấy lôi thôi quá, hỏi những câu đó để làm gì, hỏi những câu đó có thể chữa khỏi bệnh sao, cửu lão gia giận dữ nói. Tần Lạc cười hào nhã, hắn hiểu đối với những người gai có địa vị cao như cửu lão gia, bản thân bọn họ có vô số bí mật nhưng cho dù có chết bọn họ cũng không bao giờ nói ra. Bọn họ có thể dễ dàng tha thứ cho một người nước ngoài muốn làm xáo động tâm hồn của họ không? Cửu Yên Mị vội vàng bước vào, nàng cười nói, ông, Trọng Mưu cũng chỉ muốn tốt cho ông thôi. Tốt với ông, nó tìm một người nước ngoài, một câu ông cũng không thể nói chuyện với ông ta được, phải có người phiên dịch. Vậy mà gọi là giao tiếp hả? Câu hỏi thì vớ vẩn, ông cũng không biết trả lời thế nào, hiển nhiên cửu lão gia rất yêu ái cô cháu gái này. Thái độ nói chuyện hòa hoãn hơn nhiều. Khi ánh mắt của cửu lão gia nhìn thấy Tần Lạc, ông lộ vẻ suy tư rồi nói, sao ông cảm thấy người này quen quen nhỉ? Cửu Yên Mị vui mừng hỏi, ông vẫn còn nhớ hả? Phải biết rằng những lần trước khi ông của nàng phát bệnh, khi tỉnh lại ông đều quên hết, không nhớ bất kỳ chuyện gì xảy ra lúc phát bệnh. Lần trước Tần Lạc tới đúng vào lúc ông nàng đang phát bệnh, khi hắn rời khỏi ông nàng đang ngủ, ông nàng hiển nhiên chưa gặp Tần Lạc lúc tỉnh táo. Nàng không nghĩ ông nàng lại còn ấn tượng với Tần Lạc. Đây không phải là cơ hội để chữa bệnh sao? Cửu lão gia lắc đầu nói, ông không nhớ rõ, chỉ thấy quen quen thôi. Tần Lạc đưa mắt nhìn Cửu Yên Mị, ý hắn muốn bảo nàng không cần phải nói tình huống hắn chữa bệnh cho cửu lão gia biết. Hắn cười nói, lần trước cháu đã tới thăm cửu lão gia. Có thể lão gia không nhớ cháu. Thật sao, có thể vì thế ông thấy cháu quen quen cửu lão gia tưởng thật. Tóm lại với Tần Lạc ông có một cảm giác thân thiết mà không giải thích được. Nguyên cửu trọng mưu chăm chú nhìn Tần Lạc nhưng khi trong lúc vô tình hắn nhìn thấy Ly đứng sau Tần Lạc, hắn quay sang nhìn nàng chăm chú. Cửu trọng mưu thầm nghĩ tốt nhất bản thân mình nên có bộ mặt tươi cười khi nhìn Ly, vì thế hắn mỉm cười với Ly nhưng Ly làm như không nhìn thấy điều đó, nàng lạnh lùng đưa mắt nhìn ra chỗ khác. Cửu trọng mưu cười cúi đầu, hình như hắn đang suy nghĩ việc gì. Ông, Tần Lạc là một thầy thuốc trung y rất giỏi. Cháu đặc biệt mời anh ấy tới xem bệnh cho ông. Ông có thể để Tần Lạc xem bệnh cho ông không? Cửu Yên Mị cười nói. Tần Lạc, cũng họ Tần, cửu lão gia không suy nghĩ gì nói luôn, được rồi, hãy bảo cậu ấy xem đi. Trung y còn đáng tin hơn. Nhìn, xem hỏi, nghe và kê đơn mấy vị thuốc trung y này dù sao ông vẫn tin tưởng hơn. Lão gia hãy để cháu bắt mạch cho ông, Tần Lạc cười nói. Hắn nghe cửu lão gia nói tin tưởng trung y nên trong thâm tâm cũng rất vui vẻ. À, cửu lão gia rất hợp tác. Ông duỗi tay ra cho Tần Lạc bắt mạch. Điều này làm Davis tiên sinh đứng bên cạnh rất hâm mộ. Bản thân ông ta hỏi mấy người bệnh cũng không hợp tác. Nhưng khi người thầy thuốc trung y này vừa tới, người bệnh đã nhiệt tình phối hợp. Phải biết rằng nếu như người bệnh không muốn phối hợp thì thầy thuốc rất khó có thể thi triển các phương pháp chữa bệnh. Davis là bác sĩ Tây y, ông ta chủ trương điều trị thân thể và tâm lý người bệnh cùng lúc, nhưng ông ta không có cách nào giao di tiếp cùng cửu lão gia. Làm sao ông ta có thể điều trị tâm lý được? Xem ra người bệnh này mình phải từ bỏ, không chữa trị nữa, dù rằng từ bỏ thì cũng tiếc nuối vì giá chữa bệnh khá cao. Suy nghĩ như vậy nên Davis lúng túng nói với cửu trọng mưu, tiên sinh, tôi thực sự xin lỗi đối với bệnh của ông ngài. Ngài đã thấy hai chúng tôi không có cách nào hình thành sự giao tiếp hiệu quả, vì thế tôi nghĩ bệnh của ông ngài phải để một người thích hợp chữa trị. Ví dụ như vị tiên sinh trung y này. Cái gì? Davis tiên sinh, ngài phải đi sao? Ít nhất ngài phải đợi bệnh của ông tôi tiến triển đã. Hôm nay tôi thực sự xin lỗi ngài. Tôi sẽ cố gắng khuyên bảo ông tôi phối hợp chữa bệnh với ngài. Cửu trọng mưu cố giữ Davis tiên sinh lại. Có chuyện gì vậy? Tần Lạc vừa bắt mạch cho cửu lão gia vừa hỏi. Davis tiên sinh phải rời khỏi đây, Cửu Yên Mị nói. Không được, Tần Lạc sốt ruột nói. Tuyệt đối không được, nhất định phải giữ ông ấy ở lại. Tại sao? Anh muốn ông ấy trợ giúp chữa bệnh hả? Cửu Yên Mị hỏi. Đúng vậy, Tần Lạc nói. Ông ta là đạo cụ tốt nhất. Tôi còn muốn đưa ông ta tới Yến Kinh.
Chương 238, khiêu chiến cùng ứng chiến. Nói thật, Tần Lạc thực sự hy vọng Cửu gia có thể giữ Davis ở lại. Lần trước hai người phối hợp với nhau khá tốt, Tần Lạc cực kỳ hài lòng với Davis tiên sinh, người đóng vai yêu quái má xanh hai tròng. Mặc dù bản thân Davis tiên sinh không có nhiều lời thoại cùng diễn xuất, thậm chí ông ta cũng không biết mình đang diễn trò, nhưng nhân vật yêu quái mắt xanh của ông ta có thể nhanh chóng là Cửu lão gia tham gia diễn trò, mà bản thân Tần Lạc cũng có cơ hội tốt thiết lập trạng thái giao tiếp cùng Cửu lão gia, dò xét tâm tư tình cảm và nguyên nhân gây bệnh của Cửu lão gia. Đương nhiên cũng có thể tìm một người ngoại quốc khác tới đóng vai nhân vật này, nhưng thay đổi diễn viên là điều tối kỵ. Liệu những người đó có thể làm cho Cửu lão gia tham gia trò chơi không? Hơn nữa còn một yếu tố nữa, trước cai Tần Lạc chưa từng có kinh nghiệm chữa bệnh tâm thần thành công. Lần này hắn vội vàng tới xem bệnh của Cửu lão gia chính là muốn kiểm nghiệm kết quả thực tế. Phương pháp chữa bệnh của hắn đều căn cứ vào kiến thức y học vững vàng. Mỗi phương pháp hắn lựa chọn một ít, vì vậy hắn cũng không dám chắc có hiệu quả trị liệu với người bệnh hay không. Davis tiên sinh là một chuyên gia trong lĩnh vực này. Ông ta đã có nhiều kinh nghiệm thành công trước đây. Kinh nghiệm của ông ta chắc chắn sẽ có lợi cho Tần Lạc. Nói cách khác, Tần Lạc hy vọng có thể học lỏm được một vài điều từ Davis tiên sinh. Nếu ông ta bỏ đi, vậy bản thân hắn sẽ đi học ở đâu? Sau này làm thế nào hắn có thể có cơ hội học tập miễn phí ở đâu nữa? Về phần chi phí khám chữa bệnh trả cho Davis tiên sinh, bản thân hắn có cần quan tâm tới không? Đương nhiên tất cả chi phí đều do Cửu gia chi trả. Cửu Trọng Mưu cảm thấy bất ngờ khi hắn nghe thấy Tần Lạc muốn giữ Davis tiên sinh lại. Khi Tần Lạc mới tới, Cửu Trọng Mưu đã từng rất khinh bỉ Trung Y, hơn nữa hắn còn lợi dụng Tây Y để công kích Trung Y. Bây giờ Davis tiên sinh không có cách giao tiếp để trị bệnh cho ông hắn, rõ ràng Tần Lạc nhận được tín nhiệm của ông hơn. Đúng là gió đông thổi bạt gió Tây, Trung Y chiếm thượng phong. Hắn có nên lên tiếng châm chọc nữa không? Chẳng lẽ Cửu Trọng Mưu hắn có gan làm như vậy? Cửu Yên Mị khẽ gạt mấy lọn tóc phương trên tán, động tác của nàng vô cùng thanh nhã. Nàng nhìn Tần Lạc hỏi, ông ta ở lại có giúp đỡ gì cho việc trị bệnh của anh không? Có một số vấn đề chúng tôi có thể trao đổi với nhau, Tần Lạc nói. Cửu Yên Mị gật đầu, nàng cười nói với Davis tiên sinh, chúng tôi rất tôn trọng danh dự của ngài, cũng như chúng tôi cũng rất cần kiến thức chuyên môn của ngài. Thầy thuốc Trung Y của chúng tôi cũng lên tiếng mời ngài ở lại. Anh ấy hy vọng có thể hợp tác cùng tiên sinh để hoàn thành một công việc đầy thách thức này. Davis tiên sinh nghe nói chính vị thầy thuốc Trung Y mà mình rất tán thưởng đề nghị mời mình lại, ông ta nhìn Tần Lạc nói, cảm tạ tiên sinh đã mời tôi ở lại. Anh ấy thầy thuốc mà tôi rất khâm phục, tôi tình nguyện ở lại phối hợp với anh ấy chữa trị cho ông của tiểu thư. Cửu Yên Mị gật đầu, nàng nói với Tần Lạc, Davis tiên sinh nói ông ấy rất cảm ơn yêu cầu của anh. Ông ấy sẵn lòng ở lại trợ giúp anh chữa bệnh. Tốt lắm, Tần Lạc nói, cứ để ông ấy tiếp tục đóng vai con yêu quái mắt xanh hai tròng. Yêu quái mắt xanh hai tròng là gì? Cửu lão gia đột nhiên lên tiếng hỏi. Là một yêu quái trong truyện Tây Du Ký, Tần Lạc cười trả lời qua quýt. Hắn đương nhiên không thể nói sự thật cho Cửu lão gia biết, nếu không Cửu lão gia sẽ không thể nhập vai một cách tự nhiên được. Tây Du Ký, sao ông không nhớ trong đó có một yêu quái như thế nhỉ? Cháu muốn nói đây là Tân Tây Du Ký. Ôi, mấy cái bộ cải biên làm loạn hết cả lên. Cái bộ Tam Quốc hay như thế mà cải biên thì như vậy. Xem không vào mắt, Cửu lão gia than thở. Ông ta có vẻ rất đam mê Tây Du Ký. Sau khi bắt mạch cho Cửu lão gia, Tần Lạc nói, ông à, có phải ông rất hay có một thời kỳ chán ăn phải không? Đúng vậy, rất chán ăn, Cửu lão gia nói, chỉ có thể uống ít cháo loãng. Tần Lạc nói, như vậy không được, thời gian làm việc và nghỉ ngơi của ông không bình thường. Đau đầu, mất ngủ, ác mộng là do thân thể không được nghỉ ngơi đầy đủ. Nếu thật sự ông không chú ý tới vấn đề dinh dưỡng, ông không bao giờ có sức khỏe tốt được. Ồ, vậy sao? Không phải người ta thường nói người già cần ăn nhiều cháo loãng và rau sao? Thế nhưng vẫn phải chú ý tới dinh dưỡng, Tần Lạc nói. Nhưng ông cứ yên tâm, lát nữa cháu sẽ kê một đơn thuốc bồi bổ thân thể cho ông. Chỉ cần sau này ông chú ý ăn uống hàng ngày, chắc chắn sức khỏe của ông sẽ không có vấn đề gì. Vậy của ông? Tinh thần của ông không có vấn đề gì, đúng không? Cửu lão gia hỏi, không phải đã bảo bản thân mình có bệnh tinh thần sao? Tại sao bây giờ lại bảo mình bồi dưỡng sức khỏe? Thân thể tốt, tinh thần khỏe mạnh, Tần Lạc nói. Vậy là tốt rồi, Cửu lão gia vui mừng, liên tục gật đầu. Trung y quả thực vẫn rất hay. Bác sĩ Tần, làm phiền cháu quá.
đây là chuyện cháu nên làm. Tần Lạc đưa mắt ra hiệu cho Cửu Yên Mị, sau đó hai người lần lượt đi ra khỏi phòng. Vậy thực sự có thể trị hết bệnh cho ông tôi không? Cửu Yên Mị nghi ngờ hỏi. Rõ ràng ông của nàng bị bệnh tâm thần, bồi dưỡng sức khỏe có trị hết bệnh không? Không thể. Tần Lạc lắc đầu. Vậy anh, nếu như bệnh này có thể trị khỏi, Cửu gia của chị có còn dầu dĩ vì vấn đề này không? Tần Lạc hỏi ngược lại. Cửu Yên Mị bắt đắc dĩ thở dài. Nếu quả thực bệnh này có thể chữa trị thì những người đàn ông của Cửu gia sao có thể còn lo lắng về căn bệnh tâm thần di truyền chết tiệt này nữa? Hơn nữa Cửu Ư gia cũng đã đi khắp nơi tìm danh y. Nếu như có thể chữa khỏi, bọn họ còn để tới bây giờ sao? Trong tâm Cửu lão gia vượng hỏa, thân thể suy nhược. Trạng thái tinh thần vô cùng kém. Tại sao ông chị hay sinh ra ảo giác? Bởi vì chính nguyên nhân tinh thần kém này. Trong lúc đang ngủ gà ngủ gật, đó chính là lúc thân thể yếu nhất. Đây cũng chính là lúc rất dễ nằm mơ cũng như bị hoảng. Trước tiên chúng ta dùng thuốc bồi bổ nguyên khí cho lão gia, để có thể làm giảm bớt thời gian cùng tần suất phát bệnh, Tần Lạc kiên nhẫn giải thích. Còn có phương pháp điều trị hỗ trợ nào không? Đây cũng chính là nguyên nhân tôi bảo chị giữ David tiên sinh lại, Tần Lạc gật đầu nói. Đợi lần tới Cửu lão gia phát bệnh, tôi sẽ tiếp tục hình thành trạng thái giao tiếp cùng lão gia để xem rốt cuộc trong thâm tâm lão gia có vấn đề gì, lúc đó sẽ đối chứng kê đơn, hẳn là chữa khỏi. Tần Lạc, thật phiền anh quá. Ánh mắt ẩn đáng yêu, ẩn chứa tình cảm của Cửu Yên Mị nhìn Tần Lạc, nàng cảm kích nói. Tần Lạc cười nói, tôi vẫn còn một chuyện muốn thương lượng cùng chị. Chuyện gì? Cửu Yên Mị hỏi. Bệnh của Cửu lão gia không phải là chuyện một sớm một chiều có thể chữa khỏi. Trường học cũng sắp bắt đầu, bản thân tôi cũng còn nhiều chuyện cần phải làm ở Yến Kinh. Tần Lạc nhìn thẳng vào hai mắt Cửu Yên Mị, thành thật nói, tôi thực sự không thể ở lại đây quá lâu. Tôi nghĩ liệu có thể đưa Cửu lão gia tới Yến Kinh ở một thời gian không? Đi Yến Kinh, Cửu Yên Mị kinh ngạc, sau đó nàng hiểu ra liền gật đầu nói, tôi cũng biết nếu như một mực yêu cầu anh ở lại đây thì chỉ là gượng ép. Sau hai ngày nữa tôi cũng phải quay lại Yến Kinh để quản lý danh viện hội. Thế này đi, tôi đồng ý với đề nghị của anh nhưng chuyện này tôi không thể tự quyết định được. Tôi phải bàn bạc với bố tôi và chú tôi rồi mới có thể quyết định, tới lúc đó tôi mới có thể trả lời anh cụ thể, được không? Được. Tần Lạc gật đầu, tôi cảm thấy có lẽ thay đổi chỗ ở, không khí có khi Cửu lão gia sẽ hồi phục nhanh hơn. Tôi sẽ cố gắng thuyết phục bọn họ, Cửu Yên Mị nói. Mặc dù Cửu Trọng Mưu về nhà dưỡng thương nhưng vết thương ở chân của hắn chưa hoàn toàn bình phục. Hắn chỉ có thể ngồi xe lăn thay vì đi lại tự nhiên. Cửu Trọng Mưu thấy Tần Lạc và Cửu Yên Mị nói chuyện với nhau ở bên ngoài, hắn đẩy xe lăn đi tới trước mặt Ly, hắn chìa tay phải ra nhã nhặn giới thiệu, xin chào cô. Tôi là Cửu Trọng Mưu, chữ Trọng Mưu như Tôn Trọng Mưu, Trọng Mưu là tên chữ của Tôn Quyền nhà Đông Ngô thời Tam Quốc. Chào mừng cô tới Cửu gia. Ly liếc mắt nhìn Cửu Trọng Mưu, tay cầm con dao nhỏ, nàng bỏ đi ra ngoài. Ly hoàn toàn không để ý tới việc trả lời hắn. Cửu Trọng Mưu cười tươi xem ra khi nhìn theo kiều đồn rất đầy đặn của nàng. Một cô gái có cá tính, hai mắt Cửu Trọng Mưu sáng lên, rất hợp với khẩu vị của mình. Việc có đưa Cửu lão gia tới Yến Kinh chữa bệnh hay không, Cửu Yên Mị cần phải triệu tập các thành viên gia đình bàn bạc. Tần Lạc là người ngoài nên đương nhiên hắn không tham dự. Bởi vì Kính Hải cách Dương Thành khá xa nên hôm nay Tần Lạc và Ly đành phải ở lại Cửu gia. Đi tới đi lui liên tục thực sự cũng không thuận tiện lắm. Cũng may Cửu Yên Mị cũng nhận ra Tần Lạc và Ly không phải là đôi bạn tình nên nàng đã sắp xếp cho mỗi người một phòng. Đương nhiên Tần Lạc cũng không cảm kích Cửu Yên Mị vì chuyện này. Tần Lạc vừa mới vào trong phòng, chuẩn bị đi ngủ thì chuông điện thoại di động trong túi hắn vang lên. Số điện thoại trên màn hình là của Vương Dưỡng Tâm, Tần Lạc thầm nghĩ mấy người này gọi điện chắc là dục hắn mau quay lại Yến Kinh. Một năm mới bắt đầu, nghiệp đoàn Trung Y có rất nhiều cần phải xử lý. Tất cả đều cần có người phụ trách. Vương Tu Thân là một trong những người phụ trách nghiệp đoàn Trung Y, chắc chắn sẽ bận rộn tới mức không thể nhấc chân lên được. Mà Tần Lạc, người sáng lập ra nghiệp đoàn Trung Y cùng với Lâm Hoán Khê người quản lý nghiệp đoàn lại đang xây tổ ấm ở phương Nam, không muốn về. Nói không chừng việc này đã khiến nhiều người tức giận. Sư huynh, khi nào anh quay lại Yến Kinh? Quả nhiên câu hỏi đầu tiên của Vương Dưỡng Tâm chính là vấn đề này. Sau hai ngày nữa, Tần Lạc cười nói. Có một chuyện khó giải quyết, ông bảo em gọi điện hỏi ý kiến anh, Vương Dưỡng Tâm cười gượng nói. Chuyện gì vậy? Anh còn nhớ Âu Dương Lâm không? Âu Dương Lâm, quỷ y phái,
Tần Lạc giật mình, bởi vì Quỷ Y phái là mối họa ngầm trong lòng hắn nên Tần Lạc đương nhiên nhớ kỹ cái tên Âu Dương Lâm này. Mấy hôm trước khi hắn nói chuyện với ông mình còn đặc biệt nói tới vấn đề này. Quan điểm cơ bản của Tần Tranh trong chuyện này là, nếu có thể tránh thì hãy tránh, tránh xung đột trực diện. Đương nhiên bản thân ông cho rằng Tần Lạc không thể chống lại một môn phái trung y sừng sững hàng ngàn năm này, từ thời cổ đại. Đúng là bọn họ Vương Dưỡng Tâm nói, bây giờ vừa mới đầu năm bọn họ đã tới tìm anh. Tìm anh làm gì, đòi anh hủy bỏ nghiệp đoàn trung y hả? Tần Lạc cười nhạt hỏi. Không phải, họ tới tìm anh khiêu chiến. Khiêu chiến, Tần Lạc ngẩn người, khiêu chiến về cái gì? Đương nhiên là khiêu chiến về y thuật. Bọn họ còn tuyên bố là sẽ lấy y thuật để quyết định bên nào là trung y chính thống. Bên nào thua thì sẽ hủy bỏ nghiệp đoàn trung y của chính mình. Bây giờ không chỉ có Quỷ Y phái tham gia mà còn có Bồ Tát môn gì đó và Chính Khí môn cử đại biểu tham gia. Tần Lạc suy nghĩ một lát rồi nói, hãy đồng ý với bọn họ. Thực sự phải đồng ý sao? Nếu chúng ta bị thua thì sao? Ông em đang có ý muốn tìm ký do gì đó để từ chối bọn họ Vương Dưỡng Tâm khuyên nhủ. Nếu từ chối là chúng ta đã thua, Tần Lạc kiên định nói. Chương 239, chờ sư tỷ tới chữa trị. Sau khi cúp điện thoại Tần Lạc đau đầu vuốt mặt thầm nghĩ, trời. Bọn người này đúng là âm hồn bất tán. Thời đại này làm chuyện xấu rất dễ dàng, làm chuyện tốt thì vô cùng khó khăn. Một khi đã đồng ý sẽ phải quyết đấu một trận, con hổ không thị uy các người lại cho rằng ta là con hổ ốm, Tần Lạc lạnh lùng thầm nghĩ. Hơn nữa Tần Lạc cũng không nghĩ bản thân hắn sẽ chịu thua. Chỉ dựa vào thủ pháp Thái Ất Thần Châm của hắn, bọn người đó sẽ không có cách nào vượt qua hắn, huống chi bản thân hắn không chỉ có một lá bài tẩy đó. Cho dù bản thân hắn có thua hắn cũng sẽ học được mấy chiêu tuyệt kỹ của mấy người đó. Tóm lại trận tỉ thí này rất đáng giá. Tần Lạc là một người đàn ông có lòng tự trọng nhưng hắn cũng là người theo chủ nghĩa thực dụng. Nếu có một người phụ nữ cầm tiền tới nện vào mặt hắn và nói, hãy uống hết chén rượu này, tôi và cả số tiền này đều là của anh, bản thân hắn cũng không coi đây là một chuyện nhục nhã gì hết. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là trong lúc đó bản thân hắn không có tiền và phụ nữ bên cạnh. Bây giờ hắn đã có hai điều đó, đương nhiên không cần dựa vào gương mặt điển trai của mình để đạt được điều đó. Điều duy nhất làm Tần Lạc lo lắng là hắn hoàn toàn không có hiểu biết gì về Quỷ Y phái, Bồ Tát môn và Chính Nghĩa môn. Hắn hoàn toàn không biết bọn họ có át chủ bài nào. Mặc dù ông hắn kiến thức uyên bác nhưng cũng chỉ biết thực sự có sự tồn tại của những phái đó, ông cũng không biết bọn họ có tuyệt kỹ gì. Một môn phái hàng nghìn năm không suy sụp đương nhiên sẽ có những tuyệt học mà người khác không có. Tần Lạc vốn định gọi điện bàn bạc cùng với ông mình nhưng hắn sợ như vậy lại làm ông lo lắng. Hơn nữa lúc này Tần Tranh cũng không ủng hộ một Tần Lạc chưa đủ lông cánh đi quyết đấu sống mái với ba thế lực khổng lồ đó. Thế thủ thì thừa nhưng thế công vẫn chưa đủ. Cho dù là một Tần Tranh ngông cuồng kiêu ngạo khi đối mặt với một đối thủ hùng mạnh cũng chỉ biết lựa chọn giải pháp thỏa hiệp. Sau khi chút bỏ được nỗi lòng Tần Lạc đi vào phòng tắm rửa mặt rồi hắn đi ra gõ cửa phòng của Ly. Ly đi ra mở cửa rồi nàng lặng lẽ đi vào. Trong phòng TV đang mở, kênh Orin Taiwan đang phát vở kịch rất được yêu thích gần đây, ở cùng nhau ngắm mưa gió sấm chớp. Cô thích xem cái này hả? Tần Lạc kinh ngạc vì sở thích của Ly. Cô gái này thân thể khỏe mạnh nhưng tính cách còn mạnh mẽ hơn. Tôi vừa mới mở ra, vẫn chưa kịp đổi kênh, Ly nói. Lúc này Tần Lạc mới phát hiện ra tay phải của Ly đang cầm cái điều khiển từ xa chứ không phải con dao nhỏ. Hãy cởi quần áo ra, Tần Lạc nói. Cái gì? Ly trừng mắt nhìn Tần Lạc. Thật thần kỳ, cái điều khiển TV trong tay lập tức biến thành một con dao nhỏ. Tốc độ rút dao của Ly và tốc độ rút súng của hỏa dược đúng là tuyệt vời, nhanh tới mức không ai nhìn thấy bất kỳ hành động nào. Nhưng Tần Lạc nghe nói cái này vẫn chưa phải là thế mạnh nhất của Long Tức. Thật sự không thể biết các thành viên Long Tức trở thành những quái vật như thế nào. Tần Lạc lấy cái bình sứ từ trong người ra giơ lên trước mặt Ly, giọng nói nghiêm túc, có phần chê trách, tuổi còn nhỏ mà đã học những thứ linh tinh. Cô nghĩ cái gì vậy hả? Cô coi tôi là hạng người nào hả? Tôi mà là cái loại người như cô nghĩ sao? Tôi chỉ tới chữa trị vết thương cho cô thôi. Tại sao anh lại biết tôi có vết thương trên người? Ly hỏi. Tôi nhận ra nhờ vào tư thế ngồi xe của cô, Tần Lạc đắc ý nói. Có ai ngồi xe một tư thế mấy giờ liền không? Ly không ngờ một người đàn ông như Tần Lạc lại chu đáo như vậy, nàng nói, anh cứ đưa thuốc bột cho tôi. Tôi tự bôi. Cô cứ làm như đây là hộp phấn rôm 3 tệ 51 xu hả? Để cho cô tự bôi,
cô làm lãng phí thuốc thì sao? Còn nữa, tự cô có thể mở vết thương không? Cô có thể xoa bóp vị trí huyệt đạo để thuốc nhanh chóng ngấm vào vết thương không? Tần Lạc tiếc nuối nhìn lọ thuốc của mình nói, vì lần trước dùng thuốc trị thương ở lưng cho cô nên gần hết cả thuốc bột. Đây chỉ là một ít cuối cùng, tôi không có kim dũng nên không thể nào điều chế ra thuốc này. Nếu như vết thương của cô quá lớn, có thể bằng này thuốc cũng chưa đủ. Tôi có thể để người khác bôi thuốc vào vết thương được không? Ly vẫn do dự, vị trí của vết thương lần này khá. Để cho ai? Tần Lạc hỏi. Sư tỷ hoặc những người khác. Cô cũng có sư tỷ. Tần Lạc nghi ngờ hỏi. Sư tỷ của cách, không phải cũng là sư tỷ của mình sao? Quân sư bái Long Vương làm thầy trước tôi. Chị ấy cũng là nghĩa nữ của Long Vương, Ly nói. Long Vương có nghĩa tử không? Tần Lạc cười tủm tỉm hỏi. Anh hỏi làm gì? Tò mò thôi. Không, Ly trả lời. Ánh mắt Tần Lạc trở nên tinh quái, hắn thầm nghĩ thì ra sư phụ của mình cũng là một người phong lưu. Ly nhìn thấy vẻ mặt Tần Lạc như vậy, nàng lập tức hiểu ngay hắn đang suy nghĩ xấu. Bù! Thanh chủy thủ của nàng lập tức áp sát vào cổ Tần Lạc, nàng lạnh lùng nói, không được bất kính với Long Vương, nếu không tôi sẽ giết anh. Không có, không có. Tần Lạc cười lui lại sau tước bước một, tránh lưỡi dao của nàng. Đấy là sự tôn trọng của một người đàn ông với một người đàn ông khác. Tần Lạc biết đề tài này không phải là sở thích của Ly. Hơn nữa hắn cũng biết hắn hoàn toàn không thể làm lay chuyển địa vị của Long Vương trong lòng mấy người như Ly, vì vậy hắn vội vàng nói sang chuyện khác, quân sư là sư tỷ của cô, vậy cô ấy không phải là sư tỷ của tôi sao? Cô ấy không biết anh. Cô ấy là người thế nào? Xinh đẹp không? Cái đó không liên quan gì tới anh. Thôi quên đi, tôi chỉ muốn biết một chút thôi, Tần Lạc nói. Cô chắc chắn phải đợi quân sư tới bôi thuốc cho cô hả? Bây giờ cô ấy đang ở đâu? Phải chờ đợi bao lâu nữa? Không biết. Ôi, Tần Lạc thở dài, mấy người các cô tại sao cứ có thành kiến với người khác nhỉ? Thầy thuốc thì phải không có giới tính sao? Cô hãy xem có bao nhiêu nam bác sĩ phụ khoa. Lần trước cô cũng cởi quần áo, tôi có nhìn cô không? Quả thật hắn không liếc mắt nhìn mà là nhìn chăm chú. Thôi quên đi, tùy cô thôi. Nếu tôi cưỡng ép cô lại cho tôi có mục đích gì đó. Tôi chỉ không đành lòng nhìn thấy cô mang theo vết thương trên người quay về. Tần Lạc nói xong hắn xoay người định đi ra khỏi phòng. Chờ một lát, Ly đột nhiên lên tiếng. Có chuyện gì vậy? Tần Lạc đứng ở cửa hỏi. Đóng cửa lại, Ly chăm chú nhìn màn hình tivi và nói. Hình như nàng bị vở kịch Lôi Vũ đó hấp dẫn. Tần Lạc đành đi tới bên cạnh Ly hỏi, ngoài vết thương ở chỗ đó ra còn vết thương nào nữa không? Không, Ly lúng túng trả lời. Điều làm Tần Lạc bất ngờ chính là hắn nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhó của Ly khi nàng trả lời hắn. Ly là ai? Nàng không phải là một người con gái bình thường, mà là một siêu nữ. Lần trước vết thương ở trên lưng nàng đồng ý cởi hết sao ra cho Tần Lạc chữa trị, còn lần này vết thương ở trên. Đương nhiên khi một người con gái tình nguyện cởi hết áo trước mặt một người đàn ông, cũng không có nghĩa cô nàng sẽ để người đàn ông đó cởi quần của mình. Thực tế quần của một cô gái khó tụt ra hơn so với áo. Lấy tiền làm ví dụ, nếu bạn đưa 50 tệ bảo một cô gái cởi áo như vậy, bạn muốn cởi quần thì phải là 250. Khó khăn gấp 5 lần. Vậy là tốt rồi, chỉ có một vết thương, có thể đủ thuốc bôi, Tần Lạc nói. Không sao đâu, cô cứ thoát ra. Không phải là tôi chưa từng nhìn thấy. Anh, Ly tức giận, trừng mắt nhìn Tần Lạc, con dao nhỏ trong tay nàng lại vung vẩy, có vẻ muốn đâm ai đó. Nói đùa chút thôi, vui vẻ lên chút nào, Tần Lạc cười ha hả nói. Nếu cô cảm thấy ngại thì cứ vào trong toilet thay quần áo đi. Ly bối rối nhìn Tần Lạc, nàng lại nhớ tới người vợ chưa cưới đang ở trong nhà hắn. Nàng thầm nghĩ có lẽ hắn thực sự không có ý gì khác, hắn chỉ muốn chữa trị vết thương cho nàng. Bên cạnh mình có một người phụ nữ xinh đẹp như vậy, có ai còn hứng thú với những người phụ nữ khác không? Ly đột nhiên cảm thấy suy nghĩ này của mình đã làm giảm giá trị của bản thân nàng nên nàng vội vàng đi vào trong toilet. Tần Lạc ở bên ngoài tìm tòi, hắn tìm thấy hộp thuốc cấp cứu để trong một cái ngăn tủ. Tần Lạc lấy băng gạc, cồn cùng một ít bông, sau đó hắn dùng rượu cồn tẩy trùng con dao nhỏ của Ly, để chuẩn bị lát nữa cắt ra hỏng ở vết thương. Lần trước chính Tần Lạc đã dùng con dao này nên Tần Lạc khá quen thuộc với nó, nhưng cũng có thể nó chỉ là một con dao khác cùng loại. Kẹt! Cánh cửa toilet mở ra, Ly xuất hiện, nàng đã cởi ủng ra và quần, nửa thân dưới của nàng quấn bằng một cái khăn tắm to màu trắng. Ngoại trừ bắp chân còn không có bất kỳ xuân quang nào hé lộ ra ngoài.
nằm lên trên giường Tần Lạc nói. Ly nhìn xung quanh phòng rồi nói, khóa cửa lại, kéo rèm cửa sổ và bật điện. Cô muốn làm gì? Tần Lạc cảnh giác nhìn Ly, hỏi. Cô gái này sẽ không có ý đồ xấu với mình chứ? Bản thân mình không đánh lại cô ấy, đến lúc đó mình phải làm gì? Ngốc, tôi không có thói quen để lộ trước mặt người khác, Ly hừ một tiếng nói. Tần Lạc thầm nghĩ hai người bọn họ đang ở lầu một. Nếu có ai đi ngang qua cửa sổ nhìn thấy hành vi bên trong này, người đó còn tưởng hai người bọn họ có bí mật gì không muốn để người khác nhìn thấy. Danh tiếng là quan trọng, chính bản thân mình đã quyết chí trở thành một danh y. Sau khi Tần Lạc khóa cửa, kéo rèm cửa sổ, bật điện, Ly tự giác nằm trên giường. Dù nửa trên thân thể nàng vẫn mặc áo da làm cho người khác nảy sinh một cảm giác kỳ lạ nhưng tư thế nằm của nàng lại vô cùng đáng ghét. Bản thân Tần Lạc ghét nhất là bị người khác quyến rũ. Tần Lạc đi tới, hắn đang định kéo khăn tắm quấn quanh eo của Ly xuống thì nàng đột nhiên nói, chờ đã. Có chuyện gì vậy? Tần Lạc hỏi, đây chỉ là chữa bệnh, không phải là chuyện nam, nữ, chẳng lẽ cũng cần phải chuẩn bị tâm lý trước sao? Ly hít một hơi thật sâu, nàng úp mặt vào chăn rồi nói, tiếp tục đi. Lúc này Tần Lạc mới kéo khăn tắm của Ly xuống, phần eo nhỏ, không có bất kỳ chút thịt thừa do luyện tập nhiều của nàng lập tức hiện ra trước mắt Tần Lạc. Tần Lạc nuốt nước bọt. Tần Lạc kéo xuống một chút nữa, kiều đồn săn chắc, vô cùng đàn hồi, mịn màng giống như một chiếc đĩa bạch ngọc treo ngược hoàn toàn lõa lổ hiện ra trước mắt hắn. Tần Lạc lại nuốt nước bọt. Nhưng khi hắn phát hiện ra miệng vết thương đỏ đỏ nằm ở vị trí vô cùng quyến rũ người khác thì hắn đỏ mặt lên. Tần Lạc kéo khăn tắm che kín lại cho Ly rồi nói, tôi thấy tốt hơn chúng ta nên chờ sư tỷ quay về, sư tỷ sẽ bôi thuốc giúp cô. Chương 240, Phụng mệnh chữa bệnh. Ly thấy Tần Lạc rời khỏi giường, hắn không kịp thu dọn cái gì định bỏ chạy, nàng liền lạnh lùng quát, đứng lại. Tần Lạc nhăn nhó quay người nhìn Ly nói, cô không nghĩ một vết thương như vậy chờ sư tỷ quay về chữa trị cho cô thì thích hợp hơn sao? Chị ấy không biết cách chữa trị, thì có thể học. Nếu làm lãng phí thuốc bột của anh thì sao? Không sao, dù gì cũng chỉ còn có vậy. Sau này tôi sẽ nghĩ cách điều chế thêm một ít nữa. Chị ấy không biết cách xoa bóp các huyệt đạo vì vậy không thể làm thuốc ngấm nhanh vào vết thương. Cái này, thực sự rất đơn giản. Tôi chỉ cần chỉ cho cô ấy một số thủ pháp cơ bản, cô ấy sẽ học được, Tần Lạc cười nói. Có vẻ Tần Lạc đã hoàn toàn quên trước đó khi hắn yêu cầu trị thương cho Ly, hắn đã dùng lý do đó để từ chối yêu cầu của nàng. Ly chớp mắt nói, có một việc tôi không thích làm lại lần thứ hai, đó là anh hãy trị vết thương cho tôi. Tôi không muốn phải cởi quần áo lần nữa. Nhưng cô sẽ không bắt tôi phải chịu trách nhiệm chứ? Tần Lạc e dè hỏi. Bây giờ Tần Lạc đã có Lâm Hoán Khê, hơn nữa giữa hắn và Vương Cửu Cửu có không ít chuyện mập mờ. So với chuyện của Vương Cửu Cửu, chuyện này còn rắc rối hơn nhiều. Mỗi khi nhớ tới Vương Cửu Cửu, Tần Lạc lại nhớ tới nàng ngồi ở hàng ghế thứ nhất trong lớp học, hàng mi dài chớp chớp, đôi mắt xinh đẹp bối rối nhưng tràn ngập tình cảm nhìn hắn, hắn lại thấy vô cùng xúc động. Hơn nữa lại còn yêu Tinh Lệ Khuynh Thành. Lần trước suýt chút nữa hắn đã ăn nàng, không phải suýt chút nữa hắn đã bị nàng ăn. Ôi, đào hoa nhiều quá lại trở thành kiếp nạn đào hoa, phải đi tới đâu tính tới đó thôi. Ngu ngốc Ly tàn nhẫn cắt ngang mộng tưởng bất bình thường của Tần Lạc. Tần Lạc khoan khoái khi hắn nghe Ly trả lời, hắn thầm nghĩ xem ra bản thân mình cũng không phải là món ăn bày trên đĩa được phụ nữ yêu thích. Hơn nữa hắn cũng thấy nếu như vết thương kia của Ly không được chữa trị kịp thời quả thực sẽ có phiền phức. Điều này cũng dễ hiểu tại sao sau khi nàng hoàn thành nhiệm vụ cũng không tìm ai đó xử lý hộ vết thương. Có vẻ nàng không muốn mất mặt. Được rồi, cô đã nói không bắt tôi chịu trách nhiệm, Tần Lạc nói rồi hắn quay người lại. Thôi nói vớ vẩn đi, hãy mau chữa trị cho tôi, Ly thúc giục Tần Lạc. Tần Lạc không nhịn được cười hỏi khi hắn nhớ tới vị trí vết thương của Ly, tại sao cô lại bị thương ở chỗ đó. Vui lắm hay sao mà cười, Ly lạnh lùng trừng mắt nhìn Tần Lạc hỏi lại. Không buồn cười, Tần Lạc vội vãi lấy lại bộ mặt nghiêm túc nói. Chẳng lẽ trên chiến trường anh phải nói trước cho kẻ thù chỗ nào có thể bị thương, chỗ nào không thể gây ra thương thế sao? Giọng nói của Ly ẩn chứa sát khí. Tôi cứ tưởng đám chó điên Philippines đó đã chết hết, không ngờ chúng nằm giả chết trên mặt đất. Đương nhiên chúng cũng phải trả một cái giá đắt. Ly cảm thấy vô cùng xấu hổ khi nàng bị thương ở vị trí đó. Nàng chỉ là một quân nhân trên chiến trường mà trên chiến trường không phân biệt giới tính của người lính. Đối với người lính như nàng, chuyện quan hệ nam nữ không có ý nghĩa gì hết, cũng không có nữ quân nhân rụt rè, ngượng ngùng.
Trong đầu nàng chỉ có một ý nghĩ, mau chóng chữa khỏi vết thương. Là một thành viên Long Tức, bọn họ luôn ở trong trạng thái sẵn sàng nhận nhiệm vụ cùng sự nguy hiểm tới tính mạng. Trên chiến trường, bản thân mang vết thương chính là điểm yếu chí mạng. Là một thành viên Long Tức thông minh chính là thân thể và sức khỏe của người đó luôn ở trong trạng thái tốt nhất. Bây giờ Tần Lạc có thể hiểu tại sao Ly lại bị thương ở vị trí đó, hơn nữa vết thương cũng khá kỳ quái. Nếu vết thương lùi xuống một chút nữa thôi, sau này hắn sẽ không bao giờ nhìn thấy Ly với cái bụng to đi tới đi lui làm dáng trước mặt hắn. Nghĩ vậy, trong lòng Tần Lạc lại sinh ra một cảm giác vừa đau lòng vừa thương tiếc. Tần Lạc đi tới bên giường, hắn nhìn tư thế nằm sấp của nàng với các đường cong lồi lõm và nói, sau này cô phải chú ý một chút. Anh không cảm thấy là anh đang nói chuyện rất nhảm nhí à? Tần Lạc cũng không dám tiếp tục nói chuyện này nữa, căn bản Ly không thích những câu sáo rỗng như vậy. Hắn lại dùng cồn tẩy trùng lưỡi dao rồi kéo khăn tắm xuống. Vết thương bắt đầu từ mông kéo dài cho tới tận bẹn. Tần Lạc có thể tưởng tượng một dao đó nguy hiểm tới cỡ nào. Tần Lạc thoáng cảm thấy đau đớn khi nghĩ tới lưỡi dao sắc bén đó cắt vào da thịt Ly, máu từ người nàng phun ra như suối. Bản thân mình là một đàn ông gặp một vết thương như vậy đã cảm thấy cực kỳ đau đớn, khó chịu. Tại sao Ly có thể kiên cường chịu đựng tới tận bây giờ? Ly có khóc không? Dạng chân ra một chút, Tần Lạc nói. Ly cử động một cách khó khăn, cuối cùng nàng cũng dạng chân ra. Con dao trong tay Tần Lạc hạ xuống, hắn cẩn thận rạch một đường trên lớp da non của nàng. Máu tươi rỉ ra. Màu máu đỏ tươi, chứng tỏ Ly đã từng băng bó qua cho mình để cầm máu và tránh nhiễm trùng. Ánh mắt Tần Lạc chăm chú nhìn miệng vết thương cùng con dao giải phẫu trong tay mình. Hắn cố gắng tập trung tinh thần vào công việc thế nhưng trên trán hắn vẫn lấm tấm những giọt mồ hôi. Tuy không có thuốc tê nhưng hình như Ly không cảm thấy đau đớn. Từ đầu tới cuối nàng chỉ dùng cái gối chùm lên đầu mình. Thậm chí Tần Lạc không nghe thấy nàng kêu rên một tiếng nào vì đau đớn. Cô gái này. Sau khi Tần Lạc dùng dao rạch một đường xung quanh miệng vết thương của Ly, hắn bắt đầu rắc bột thuốc kim dũng vào miệng vết thương của nàng. Bây giờ toàn bộ thứ thuốc bột bảo bối này của hắn đã dùng hết. Thực thần kỳ, khi Tần Lạc vừa rắc thuốc bột vào miệng vết thương, máu lập tức ngừng chảy. Màu thuốc bột vốn màu nâu lập tức chuyển sang đỏ sậm. Tần Lạc bỏ con dao xuống, hắn dùng bông lau sạch vết máu xung quanh vết thương và ở đùi của nàng, sau đó hắn dùng băng gạc băng bó vết thương lại. Sau khi làm xong tất cả mọi việc, Tần Lạc lại tẩy trùng lưỡi dao một lần nữa. Hắn cầm bông thấm máu và băng gạc bỏ đi vứt vào thùng rác rồi đi vào toilet, vừa rửa tay vừa thở hổn hển. Ôi mẹ ơi, quá kích thích. Qua gương phản chiếu, Tần Lạc nhìn thấy có một vật hình tam giác nhỏ màu trắng treo trên giá. Hắn quay người cầm lấy vật đó, mắt chăm chú nhìn một hồi, rốt cuộc hắn xác định được đó là một cái quần chip. Ôi, sao một vật như này lại là màu trắng? Sau khi Tần Lạc đi ra, Ly vội đi vào toilet tắm rửa. Hiển nhiên nàng đã nghĩ tới quần cùng quần chip của nàng thay ra vẫn treo trên giá, chưa kịp giấu đi. Tần Lạc giả vờ như không có chuyện gì. Hắn vội vàng lau những vết máu chảy xuống giường. Liệu người giúp việc của Cừu gia có nghĩ vết máu này là dấu hiệu trinh trắng không nhỉ? Tần Lạc nhìn vũng máu lớn đọng trên tấm ga trắng, thầm nghĩ. Sau đó hắn lại lắc đầu thầm nói, chắc chắn không ngu ngốc như vậy. Làm gì có lần đầu tiên của ai lại chảy nhiều máu như vậy? Chỉ mấy giọt thôi chứ, không thể nhiều như cắt một miếng thịt. Khi Ly từ toilet đi ra, trên người nàng vẫn quấn cái khăn tắm đó. Tần Lạc thoáng nghi ngờ rồi hắn hiểu ra điều cơ bản. Bởi vì hắn vừa mới rạch miệng vết thương của Ly, bây giờ nàng mặc cái quần da bó sát người kia, việc đi lại sẽ rất khó khăn. Anh không được kể cho bất kỳ ai biết chuyện này, giọng của Ly lạnh như băng. Trong lúc nói, hai mắt nàng không nhìn Tần Lạc. Mặc dù Ly nói với hắn nhưng hắn cảm thấy hơi bất ngờ khi đây chỉ là chữa trị vết thương mà thôi. Lần trước nàng đã để hắn nhìn thấy lưng, có lẽ cả ngực nữa, nhưng khi đó nàng rất bình thản. Nhưng lần này thái độ của Ly không được tự nhiên, đối với người con gái vị trí đó luôn có một ý nghĩ đặc biệt. Chuyện gì vậy? Tần Lạc ngơ ngác hỏi. Chính là chuyện vừa rồi, Ly hung hăng từng mắt nhìn Tần Lạc nói. Vừa rồi có chuyện gì? Ly chằm chằm nhìn Tần Lạc một lúc rồi nàng gật đầu nói, tốt nhất là hãy quên đi. Tần Lạc thầm nghĩ, dù cô có giết tôi cũng không bao giờ thừa nhận. Đến lúc đó cô dùng chuyện này uy hiếp bắt tôi phải lấy cô thì tôi phải làm sao? Ở bên ngoài cửa vang lên tiếng giày cao gót, sau đó tiếng gõ cửa vang lên. Ly, cô có ở trong phòng không? Giọng nói của Cửu Yên Mị vang lên.
Tần Lạc đang định trả lời thì Ly đã bịt miệng hắn. Lúc này Tần Lạc mới nhớ ra hai người đã khóa cửa phòng, đóng cửa sổ, ở cùng một phòng. Hơn nữa bây giờ Ly đang quấn khăn tắm quanh người. Nếu bây giờ để Cửu Yên Mị vào, nàng có tin tưởng mối quan hệ giữa hắn và Ly chỉ là bạn bè bình thường không? Cửu Yên Mị đứng đợi một lát ở ngoài cửa, không nghe thấy người bên trong trả lời liền tế nhị bỏ đi. Anh hãy mau quay về phòng mình đi. Ly nghe thấy tiếng bước chân Cửu Yên Mị đi xa liền bảo Tần Lạc. Có người nào như cô không? Khi cô cần dùng thuốc của tôi thì bắt tôi ở lại. Khi không cần dùng thì đuổi đi. Dù ngoài mồm Tần Lạc nói vậy nhưng trong thâm tâm hắn cũng hiểu tiếp tục ở lại đây là không thích hợp. Người khác hiểu lầm Ly cũng không sao. Do đặc thù nghề nghiệp nàng luôn đứng trong bóng tối. Nếu người khác hiểu lầm chính mình như vậy rất tệ hại. Mặc dù bình thường Tần Lạc vẫn cố giữ mình trong sạch nhưng sau này khi hắn trở thành một thầy thuốc danh tiếng nhất thế giới vẫn có vô số chuyện xấu xảy ra xung quanh hắn. Sau khi ăn cơm tối, Cửu Yên Mị thông báo cho Tần Lạc rằng Cửu gia đã đồng ý để Cửu lão gia đi Yến Kinh tạo điều kiện cho Tần Lạc tiếp tục chữa bệnh. Davis tiên sinh cũng cùng tới đó. Chú hai của cô có đồng ý không? Tần Lạc cười hỏi. Tại sao không đồng ý? Cửu Yên Mị ngạc nhiên hỏi. Ánh mắt của Tần Lạc có gì đó là người khác phải suy nghĩ. Cũng đúng thôi, một khi chị nhận trách nhiệm vì SC này, ông ấy sẽ không phải gánh trách nhiệm nữa, Tần Lạc nói. Sao tôi có thể để bọn họ đứng ngoài việc này? Cửu Yên Mị cười nói. Tôi đã nói với Cửu Trọng Mưu, đợi khi chân của nó bình phục nó sẽ cùng tới Yến Kinh với ông. Tôi phải quản lý danh viện hội, hàng ngày tôi rất bận rộn. Nếu có Trọng Mưu, nó có thể giúp tôi một số việc. Tần Lạc cười không nói. Anh, chị em trong các đại gia tộc mâu thuẫn với nhau không khác gì những người dân bình thường trong xã hội. Người nào cũng sợ bản thân mình nhận được ít, gánh chịu nhiều trách nhiệm. Tôi đã bảo người lấy vé máy bay, tối mai quay về Yến Kinh, Tần Lạc nói. Tôi cũng sắp xếp công việc trong nhà. Hai ngày nữa tôi cũng về đó. Cửu Yên Mị ngừng lại một lát, nàng nhìn Tần Lạc rồi nói, hãy gửi lời hỏi thăm sức khỏe của tôi tới Lệ Khuynh Thành. Tần Lạc gật đầu. Trong thâm tâm hắn hiểu hắn còn phải can dự nhiều hơn nữa vào công việc của Cửu gia. Lệ Khuynh Thành, có phải chỉ một mực hy vọng không một người đàn ông nào của Cửu gia có kết cục tốt không? Chương 241, đại ân không lời nào cảm tạ hết. Mặc dù vừa qua năm cũ, mùa đông ở phương Nam đã sắp hết. Hàng ngày ánh nắng mặt trời chiếu rọi khắp nơi. Dù thỉnh thoảng gió lạnh thổi tới làm mọi người phải co người lại nhưng phần lớn đều có cảm giác khí hậu ôn hòa, dễ chịu. Nhưng ở phương Bắc thời tiết vẫn còn cực kỳ giá lạnh, gió lạnh điên cuồng thổi khắp thành phố. Vừa bước xuống máy bay, một luồng không khí lạnh đập vào người. Bối bối đang nằm trong lòng Tần Lạc khẽ kêu a, một tiếng rồi xít xoa kêu lạnh. Cô bé này từ lúc sinh ra tới giờ chỉ ở phương Nam. Đây là lần đầu bối bối tới Yến Kinh, lại gặp lúc thời tiết lạnh giá nên đương nhiên không thích nghi. Có thể lúc trước vừa mới có mưa nhỏ, trên mặt đất vẫn còn ẩm ướt, bầu trời u ám. Khi hít thở không khí có vị vẩn đục. Bão cát ở Yến Kinh càng lúc càng lớn. Hãy lấy áo khoác của ông mặc vào cho bối bối. Lâm Thanh Nguyên nghe thấy bối bối kêu lạnh, ông vội vàng bước tới hai bước, định cởi cái áo khoác ngoài màu đen ra. Tần Lạc vội ngăn lại nói, ông đừng cởi áo khoác ra. Ông cũng vừa quay lại từ phương Nam, chưa kịp thích ứng với thời tiết. Chúng ta đi lấy hành lý trước, trong túi có quần áo mùa đông của bối bối. Lâm Hoán Khê cũng vội khuyên nhủ ông nàng. Nàng lo ông nàng tuổi đã cao, khi cởi áo khoác ngoài sẽ bị nhiễm phong hàn. Hàng ngày ông đều rèn luyện thể dục, thân thể ông rất khỏe. Lâm Thanh Nguyên cười nói. Ông cũng không cởi áo ra nữa. Mấy người đi nhanh tới lấy hành lý, tìm quần áo ấm cho bối bối. Ly một mực bước đi, hình như nàng không phát hiện ra sự việc phát sinh bên này. Cô gái này, không có tình cảm với con trẻ chút nào. Vì không có ai ra đón nên mấy người ngồi taxi đi về bia thự Lâm gia. Mặc dù cả Lâm Thanh Nguyên và Lâm Hoán Khê đều về phương Nam ăn Tết nhưng người làm của Lâm gia vẫn ở lại trong coi nhà cửa, vì thế sau khi quay lại mấy người không cần phải dọn dẹp gì nhiều. Tần Lạc để bối bối xuống rồi nói, ông và Hoán Khê trông chừng bối bối, cháu ra ngoài cần làm chút chuyện. Cháu cứ đi, không sao mà. Lâm Thanh Nguyên cười ha hả nói. Bản thân ông rất yêu mến cô bé bối bối dáng vẻ đáng yêu, ngoan ngoãn lại hiểu biết này. Ông cũng đang nóng lòng đợi có cháu bế bồng. Bây giờ Tần Lạc và Hoán Khê vẫn chưa có con, ông muốn bế bối bối để thỏa cơn nghiền. Tôi về đây. Ly đứng trước cửa nói. Nàng không có ý định vào trong nhà. Tần Lạc nói, cô hãy đợi tôi một lát, khi quay về tôi sẽ cùng cô đi thăm sư phụ.
Ly gật đầu, nàng không ra về nữa. Tần Lạc lại cười nói với Lâm Hoán Khê, ý bảo nàng hãy tiếp đón Ly chu đáo. Thế nhưng những chuyện này có lẽ không cần hắn lo lắng, dù Lâm Hoán Khê là một phụ nữ lãnh đạm nhưng nàng cũng là một người phụ nữ hiểu đạo lý. Tần Lạc bắt xe tới Thần Châm Vương. Sau khi hắn hỏi thăm nhân viên ở cửa, Tần Lạc đi thẳng lên lầu 2. Người của Thần Châm Vương đều biết Tần Lạc nên không ai ngốc nghếch chạy ra ngăn cản hắn. Tần Lạc đẩy cửa bước vào phòng làm việc của Vương Dưỡng Tâm. Vương Dưỡng Tâm đang ngồi ở bàn làm việc nói chuyện điện thoại, nhìn thấy Tần Lạc bước vào hắn dùng tay ra hiệu Tần Lạc chờ chút. Tần Lạc gật đầu, hắn cũng không khách khí đi tới rót trà uống. Vương Dưỡng Tâm bỏ điện thoại xuống, hắn bước tới cười hỏi Tần Lạc, anh quay về lúc nào? Vừa mới quay về anh lập tức tới đây ngay, Tần Lạc nói, sư phụ đâu? Ông ở nhà tổ chức tiệc mừng năm mới chiêu đãi bạn bè cũ tới Yến Kinh chơi, Vương Dưỡng Tâm nói. Lần này anh trở về chắc có nhiều kinh nghiệm hơn. Việc đó ở phía Nam ồn ào thì không tính làm gì nhưng ở Yến Kinh cũng rất xôn xao, nhưng sau đó tự nhiên không biết sao lại tự nhiên chìm luôn, không có bất kỳ tin tức gì nữa. Ý của Vương Dưỡng Tâm muốn nói tới chuyện chúng độc thực phẩm thân tâm. Chuyện đó không chỉ gây xôn xao ở phía Nam mà ở Yến Kinh cũng có rất nhiều người chú ý. Lúc đó Vương Dưỡng Tâm đã gọi điện cho Tần Lạc, hắn cũng muốn trợ giúp Tần Lạc nhưng Tần Lạc đã từ chối. Sau đó theo như lời Vương Dưỡng Tâm nói, chuyện đó đang gây chấn động ở Yến Kinh đột nhiên lặng xuống. Đúng là có người đứng sau ngầm ra tay xử lý nhưng bản thân Vương Dưỡng Tâm cũng không tài nào biết là ai. Thậm chí ngay cả Tần Lạc cũng không biết điều này. Cũng may mọi chuyện đã xử lý êm đẹp, không còn gì rắc rối nữa, Tần Lạc cười nói. Lúc này danh tiếng của anh nổi như cồn. Giới truyền thông ở Yến Kinh xưng tụng anh là người thầy thuốc trung y có trách nhiệm nhất. Anh xem vì nâng tầm của anh lên mà hạ thấp mọi người xuống, bây giờ không ai dám ra ngoài gặp người khác, Vương Dưỡng Tâm trêu chọc Tần Lạc. Tần Lạc cười gượng, đây chắc chắn là chiêu nâng lên đánh triệt hạ. Trọng vụ chúng độc thực phẩm thân tâm, bản thân mình đã cố gắng hết sức, chỉ hy vọng những người bị hại sau này sẽ có cuộc sống tốt hơn mà thôi. Giới truyền thông thổi hắn như vậy chỉ e sẽ có nhiều người sinh ác cảm với hắn. Chỉ cần bản thân mình không thẹn với lương tâm là được. Sao có thể để ý hết quan điểm của người khác chứ? Vương Dưỡng Tâm an ủi Tần Lạc như thể hắn hiểu hết suy nghĩ của Tần Lạc. Tần Lạc gật đầu rồi hắn chủ động nhắc tới chuyện chính, quỷ y phái cử ai tới. Vẫn là hai người lần trước, Vương Dưỡng Tâm nói, à, anh chờ chút. Ông biết chắc sau khi anh quay về sẽ tới đây nên ông để thư mời trên bàn. Ông còn nói em hãy khuyên anh tìm một lý do nào đó để hủy bỏ cuộc giao đấu này. Tần Lạc cười nói, còn có thư mời hả? Như vậy là chính thức sao? Đúng vậy, em cũng thấy kỳ quái, Vương Dưỡng Tâm nói rồi hắn mở ngăn kéo tìm kiếm và lấy ra một quyển sổ con. Tần Lạc mở quyển sổ, hắn không ngờ đó là một bức thư viết tay. Nội dung trong bức thư chính thức mời Tần Lạc tới tham hội đấu vương y cử hành 3 năm một lần giữa ba phái quỷ y môn, chính nghĩa phái và Bồ Tát môn. Đi thăm, chẳng lẽ không phải giao đấu à? Trong thư còn nói đây là đại lễ tổ chức thường xuyên 3 năm một lần giữa ba môn phái đó. Nói cách khác trận đấu y này tổ chức ra không phải để vì để đối phó với chính hắn. Đối với bọn họ hắn cũng chỉ là một trong những khách tham dự. Tâm trạng Tần Lạc khá thoải mái nhưng hắn cũng cảm thấy có chút mất mát. Điều thoải mái là những người đó không phải hoàn toàn muốn đối phó với hắn. Điều mất mát là bọn họ không giống như một món ăn bày sẵn trên đĩa mời gọi hắn. Thế nào, có cần em từ chối giúp anh không? Vương Dưỡng Tâm cười tủm tỉm nhìn Tần Lạc hỏi. Em hy vọng em từ chối sao? Tần Lạc nhìn Vương Dưỡng Tâm hỏi. Hắn không biết Vương Dưỡng Tâm đang nghĩ gì. Suy nghĩ của ngồi già luôn khác với suy nghĩ của chúng ta. Hơn nữa em cho rằng anh chắc chắn sẽ thắng, Vương Dưỡng Tâm cười hì hì nói. Xem ra hắn đã nhìn thấu tâm tư của Tần Lạc. Dù sao đây cũng chỉ là tới dự, quan sát cuộc đấu đó. Tại sao phải từ chối? Tần Lạc nói. Tới quan sát cuộc đấu. Hiển nhiên Vương Dưỡng Tâm chưa xem thư mời này nên hắn ngạc nhiên hỏi. Tần Lạc gấp lá thư bỏ vào túi, hắn đứng dậy nói, tới lúc đó để xem có thể mang theo nhiều người tới dự không. Em cùng đi với anh đi. Trong thư có nói là mời Tần Lạc tới dự cuộc đấu, trong khi đó người của quỷ y phái là tới tỉ thí. Chẳng lẽ bọn họ nghĩ chỉ cần mời mình tới dự là đủ để mình sợ hãi giải tán nghiệp đoàn trung y sao? Tần Lạc cười nhạt nghĩ xem ra bọn họ đã quá ngông cuồng. Quá mục rỗng rồi. Giống như một cây cổ thụ ngàn năm trải qua mưa gió. Bão táp bỗng đổ sụp xuống. Tần Lạc quay trở lại biệt thự Lâm gia. Hắn phát hiện ra trong nhà có hai người khách. Chào ông,
sức khỏe của ông tốt hơn chưa? Tần Lạc chào hỏi, hai người khách đó chính là ông lão lần trước tới trường để hắn chữa bệnh miễn phí, người kia chính là con trai của ông, Đại Đầu. Trên mặt ông lão có các nếp nhăn không tương xứng với tuổi nhưng sắc mặt ông tốt hơn rất nhiều. Cơ thể cũng béo hơn một chút, không còn gầy dơ xương như lần trước. Ông lão mặc một cái áo lông màu xám, một cái quần dạ màu đen, giày da đen. Quần áo cũng tốt hơn nhiều so với trước đây. Ngồi bên cạnh ông là người con trai ít nói nhưng khái tính, Đại Đầu, hắn mặc một cái áo hàng nhái của hãng KAPA, vốn đôi nam nữ in trên áo ngồi dựa lưng vào nhau bây giờ bị sửa lại thành một người quỳ gối trên mặt đất, người kia ôm từ phía sau rất giống một tư thế trong đĩa hình dạy cho những cặp vợ chồng mới cưới. Hắn đi một đôi giày thể thao màu trắng, Tần Lạc cũng chẳng buồn xem nó mang nhãn hiệu gì. Thế nhưng lần này trông Đại Đầu khá hơn rất nhiều so với lần gặp trước. Ân nhân đã về, ông lão đang ngồi nói chuyện với Lâm Thanh Nguyên nhìn thấy Tần Lạc về liền quỳ gối trước mặt hắn. Đại Đầu, con mau quỳ xuống dập đầu bái tạ ân nhân. Đại Đầu chỉ ngẩng đầu nhìn Tần Lạc, hắn không quỳ xuống. Mau quỳ xuống dập đầu, ông lão giật quần con trai mình. Đại Đầu vẫn đứng thẳng, không chịu quỳ xuống. Tần Lạc vội tiến lên hai bước đỡ ông lão đứng dậy và nói, ông lão, đây là chuyện cháu nên làm. Tại sao ông lại tới đây làm thế này? Nhưng nếu tôi không làm vậy, tôi thực sự không biết làm thế nào để tạ ơn ân nhân, ông lão chảy nước mắt nói. Tần Lạc khoát tay nói, ông không cần cảm ơn, cháu cũng không cần ông cảm ơn, chỉ cần hai bố con ông sống vui vẻ là được. Tôi chắc chắn sẽ báo đáp anh. Đại Đầu vẫn yên lặng từ nãy tới giờ đột nhiên nói. Giọng nói của hắn ngang ngạnh giống hệt như người, không có cảm xúc gì nhưng rõ ràng rất kiên định, giống như không tha thứ cho bất kỳ ai từ chối. Tần Lạc vỗ vai ông lão cười nói, tri ân báo đáp là chuyện tốt. Chỉ cần làm theo khả năng của mình là được. Đại Đầu móc từ trong người ra 1.000 tệ nói, trả lại anh số tiền này. Tần Lạc không từ chối, hắn thản nhiên nhận 1.000 tệ đó. Mắt Đại Đầu sáng lên, trong lòng hắn lại càng cảm kích. Tại sao hai người lại tìm được tới đây? Tần Lạc cười hỏi. Chúng tôi tới trường hỏi giáo viên trực trường, bọn họ nói cho chúng tôi biết. Tôi và Đại Đầu tự mình tìm tới đây. May mắn là không tìm nhầm, ông lão cười vui sướng. Các nếp nhăn trên mặt vặn vẹo giống như một đóa hoa cúc nở rộ. Chị Lý đang gọt táo cho bối bối ăn vội nói xen vào, hai bố con Đại Đầu tới đây vào ngày mồng một Tết. Sau đó ngày nào cũng tới đây nhưng mấy người đều chưa về. May mắn hôm nay bọn họ gặp được. Ông lão hình như thấy ngượng trước lời khen của chị Lý, ông ngượng ngập nói, hai bố con tôi vốn định tới chúc Tết ân nhân, không ngờ lại để chậm tới bây giờ. Tần Lạc mỉm cười nhưng trong lòng hắn thực sự cảm động trước vẻ chất phác của ông lão. Chương 242, anh hãy cầu hôn tôi. Ốm lâu ngày mới biết con hiếu thảo. Tần Lạc vốn định về nhà đón Tết trong 10 ngày nhưng vì xảy ra sự kiện trúng độc thực phẩm thân tâm cùng với sự kiện bối bối bị bắt cóc, thoáng cái hắn đã ở nhà gần một tháng. Vì thế ngay ngày đầu tiên quay lại Yến Kinh, hắn đã muốn cùng với Ly đi thăm Long Vương ở viện an dưỡng. Hắn để sự phụ mình ở một mình trên giường bệnh một thời gian dài như vậy, không biết có xảy ra chuyện gì không. Nếu như không có mối quan hệ thầy trò, chỉ e là quân đội đã tới Dương Thành mời hắn đi rồi. Cho dù quân đội không tới, chẳng lẽ chính mình cũng không biết điều hay lẽ phải sao? Đại Đầu ngồi ở trên ghế cạnh lái xe. Đây là yêu cầu bất ngờ của Ly. Tần Lạc nhìn Đại Đầu lặng lẽ ngồi phía trước, hắn cười hỏi Ly, hỏa dược có tiếp nhận cậu ấy không? Chỉ cần có năng lực, lòng trung thành Long Tức đều hoan nghênh. Đương nhiên với thực lực của anh ta chỉ có thể là thành viên hoạt động bên ngoài. Nói cách khác anh ta không thể gia nhập Long Tức, Ly thẳng thắn nói. Tôi thực sự không nhìn ra Đại Đầu có năng lực gì mà cô lại coi trọng cậu ta, Tần Lạc nói. Nhanh, anh ta rất nhanh, Ly nói. Đây là tố chất cơ bản của một tay súng. Đây cũng là tố chất quyết định. Còn về phần chính xác cũng như tâm lý vững vàng thì có thể huấn luyện được. Chuyện là thế này. Khi Tần Lạc và Ly chuẩn bị rời đi, bối bối chạy đuổi theo hai người. Dù sao trong lòng bối bối Tần Lạc mới là người cô bé thích nhất, cũng là người mà cô bé muốn lấy làm chồng trong tương lai. Thế nhưng vì bối bối không chú ý bậc cầu thang, bị trượt chân, chuẩn bị ngã từ cầu thang xuống. Lâm Thanh Nguyên và Lâm Hoán Khê ở đằng sau bối bối, dù cả hai đều nhìn thấy tình huống đó nhưng cả hai không kịp có phản ứng gì. Chị Lý cũng sợ hãi há hốc mồm, không cả kêu lên được tiếng nào. Nhưng không hiểu lúc đó Đại Đầu làm thế nào mà tốc độ của hắn nhanh hơn tốc độ rơi của bối bối. Lúc đó Đại Đầu vẫn đang đứng ở phía sau đột nhiên xuất hiện. Hắn vươn tay ôm lấy bối bối,
tay còn lại vươn ra bắt lấy quả táo mới gặm một miếng của cô bé sắp rơi xuống đất. Người nhà của cô bé đáng thương cũng không thích nhìn thấy sự lãng phí trái cây như vậy. Tần Lạc chỉ cảm thấy tốc độ của hắn rất nhanh nhưng hắn không quá để tâm, nhưng Ly sau khi nhìn thấy điều đó, hai mắt nàng sáng lên. Cũng chính vì thế cuộc đời của đại đầu đã thay đổi hoàn toàn. Sau khi xe dừng lại để kiểm tra ở cổng, từ từ chạy vào trong rồi dừng lại trước cửa tiểu lâu mà Tần Lạc đã tới đây vào lần đầu tiên. Ly và Tần Lạc lần lượt xuống xe, đại đầu cũng lặng lẽ xuống xe. Mặc dù tâm lý đại đầu khá vững vàng nhưng trong mắt hắn vẫn thoáng hiện ra sự sợ hãi nhìn Tần Lạc. Nơi này không phải là một nơi bình thường. Hỏa dược có nhà không? Ly bước nhanh tới hỏi Kiều Mộc, đây là thư ký riêng của Long Vương, cũng kiêm luôn vai trò đội trưởng đội bảo vệ. Có, Kiều Mộc cười nói, rồi anh ta quay người lại chào Tần Lạc, cuối cùng anh cũng quay lại. Long Vương thường xuyên nhắc tới cậu, Long Vương nói nếu cậu không quay lại sẽ bảo tôi tới bắt cậu về. Có vài việc nên chậm trễ, Tần Lạc cười gượng gạo nói. Tôi biết, Long Vương cũng biết, Kiều Mộc nói đầy ẩn ý. Tần Lạc thầm cảm động, hắn không ngờ Long Vương đang đau ốm vậy mà còn quan tâm đến chuyện của hắn ở Dương Thành. Anh hãy bảo người dẫn anh ta đi gặp Hỏa Dược, Ly chỉ vào đại đầu nói. Kiều Mộc nhìn thoáng qua đại đầu và gật đầu. Tần Lạc nhìn đại đầu cười nói, chúc cậu may mắn. Đại đầu nhìn Tần Lạc, không rõ trong ánh mắt hắn ẩn chứa điều gì. Tần Lạc và Ly đi ra khu biệt viện nhỏ gặp Long Vương. Tần Lạc vẫn nhìn thấy ông nhà canh cửa lần trước, tư thế vẫn như là đang ngủ say. Khi Ly đi tới gần người đó, bước chân của nàng chậm hơn, nhẹ nhàng hơn. Tần Lạc không nhịn được, hắn nhìn thoáng qua ông già trong bộ quân phục màu xanh đang ngủ gật. Hắn thầm nghĩ chẳng lẽ đây là một đại nội cao thủ như trong truyền thuyết. Vừa vào tiểu viện, Tần Lạc đã nhìn thấy Long Vương đang nằm trong phòng tiền sảnh gần cửa ra vào, ở vị trí nhìn ra sân. Chỉ cần kê đầu Long Vương cao hơn một chút là ông có thể thưởng thức cảnh sắc bên ngoài, cây xanh, hoa hồng, mây, núi. Bên ngoài rất lạnh, bên trong rất khó chịu, không thích hợp với việc dưỡng bệnh cho Long Vương. Sư phụ Tần Lạc cười chào Long Vương, hắn thực sự không có chút giả dối nào. Hắn cảm nhận được sự quan tâm của Long Vương đối với mình. Hắn quả thực cũng có cảm tình sâu sắc với ông. Long Vương nghe thấy giọng nói của Tần Lạc, mở đôi mắt khép hờ rồi cười nói, nếu không quay về ta sẽ cho người đi đánh con một trận. Vì có chút chuyện nên chậm trễ, Tần Lạc bối rối nói. Hắn chăm chú sắc mặt Long Vương. Sau khi năm mới qua đi, sắc mặt Long Vương tốt hơn một chút. Ánh mắt vẫn sáng như gương. Lúc này Tần Lạc càng tin tưởng vào phương pháp chữa trị của mình. Ta biết rồi, con xử lý tốt lắm, Long Vương nói. Cảm ơn sư phụ, Tần Lạc cười nói. Cha nuôi, sức khỏe của cha thế nào? Ly đi tới nắm tay Long Vương hỏi. Tốt, rất tốt, tâm trạng Long Vương rất khá, ông cười ha hả nói. Cha biết con đã hoàn thành nhiệm vụ sớm nhưng không thấy quay lại trụ sở. Cha hỏi Kiều Mộc thì biết con đi Dương Thành. Là anh ấy tìm con nhờ hỗ trợ, Ly vội vàng giải thích. Nàng lo lắng cha nuôi sẽ hiểu lầm nàng và Tần Lạc có mối quan hệ mập mờ nào đó. Đi đây đi đó một chút cũng tốt, Long Vương cười nói. Sư phụ, để con bắt mạch cho sư phụ, Tần Lạc nói rồi hắn tiến lại cầm lấy cổ tay Long Vương. Sau một thời gian xa cách lâu như vậy, Tần Lạc đương nhiên phải tìm hiểu rõ cùng đánh giá về tình trạng sức khỏe của Long Vương, sau đó hắn mới có định hướng cho bước điều trị tiếp theo. Sau khi bắt mạch xong, Tần Lạc nhéo tay vào bắp đùi và bắp tay Long Vương rồi hắn cười nói, bắp thịt đã mềm hơn nhiều, đàn hồi. Xem ra mấy người hộ lý săn sóc đặc biệt đã rất chăm chỉ. Các cô ấy đã xoa bóp cho sư phụ đúng theo phương pháp con chỉ dẫn. Ngày nào cũng xoa bóp đúng giờ, Long Vương trả lời. Con châm cứu cho sư phụ, Tần Lạc nói. Lập tức Ly tích cực phối hợp với Tần Lạc, nàng tự mình chạy đi lấy hộp ngân châm, rồi lấy nước đun sôi. Hai người bọn họ đã cùng nhau làm công việc này nhiều lần. Tần Lạc vẫn sử dụng thủ pháp thấu tâm lương của Thái Ất Thần Châm. Sau khi trải qua rất nhiều lần kiểm nghiệm thực tế, châm pháp này rất hiệu nghiệm với thân thể của Long Vương. Sau mỗi lần châm cứu có cảm giác hơi thở của Long Vong ngày một đều hơn. Sư phụ, thế nào? Tần Lạc vừa xoay tròn cây châm vừa hỏi Long Vương. Lạnh, Long Vương trả lời. Bây giờ, càng lạnh hơn, lại còn ngơ ngứa, Long Vương trả lời. Tần Lạc thầm vui vẻ, sau đó hắn lại đâm cây châm vào sâu và hỏi, bây giờ cảm giác thế nào? Đau, Long Vương khẽ nhíu mày, nhăn mặt. Tần Lạc càng vui mừng hơn nhưng hắn không biểu lộ điều đó trên mặt. Hai ngón tay hắn lại nhẹ nhàng xoáy cây châm lún sâu vào trong, giống như hắn muốn đâm thủng cánh tay của Long Vương. Thế nào, sư phụ,
Tần Lạc hỏi. Rất đau, Long Vương nói. Ngay cả Long Vương cũng nói đau đớn như vậy, đó là cảm giác đau đớn thực sự. Ly đứng ở bên cạnh không nhịn được lên tiếng hỏi, những lần trước châm cứu cha không thấy đau. Tại sao hôm nay cha lại đau? Anh phải cẩn thận một chút. Tôi biết nên làm thế nào, Tần Lạc nói, trong lúc đó cây châm trong tay hắn lại lún sâu vào trong. Long Vương đau đến mức cánh tay khẽ run rẩy, ngón tay giữa sau hơn 2 năm không cử động được đột nhiên duỗi thẳng ra, sau đó nó lại nhanh chóng trở lại vị trí như bình thường. Vừa rồi có phải sự thật không? Ly tròn mắt hỏi Tần Lạc. Là thật, Long Vương cười nói. Chính bản thân ông cũng cảm giác được là ngón tay của mình đã nhúc nhích. Sư phụ, cái này có tính là sự khởi đầu tốt đẹp không? Tần Lạc cười hỏi. Đối với Tần Lạc đây là một niềm vui bất ngờ. Hắn thực sự không ngờ lần châm cứu này có thể làm cho ngón tay của Long Vương có phản ứng. Khí quan của người chính là như vậy. Chỉ cần một chỗ thông suốt, các chỗ khác cũng không suốt. Một chỗ không thông suốt, toàn thân khó chịu. Một đầu ngón tay của Long Vương có thể thông suốt, chứng minh các vị trí khác cũng có thể thông suốt. Cha nuôi, nhất định cha sẽ đứng dậy được, Ly cười nói, hai mắt nàng thoáng đỏ. Chỉ hy vọng là thế, Long Vương ôn hòa, yêu thương nhìn Ly nói, cha đứng dậy được là con phải chịu thiệt thòi. Con không thiệt thòi gì, Ly nói. Long Vương cười nói với Tần Lạc, xem ra con thắng cược cuộc đánh cá giữa chúng ta. Con cũng hy vọng là con có thể thắng, Tần Lạc nói. Trên đường đưa Tần Lạc quay về nhà, Ly lặng lẽ không nói câu nào. Lần này nàng cũng không lái xe nhanh như bay, sau đó hứng thú quay sang nhìn nét mặt tái nhợt, nôn ọe của Tần Lạc. Đại đầu ở lại hả? Tần Lạc chủ động phá vỡ bầu không khí trầm mặc trong xe. Hỏa dược rất thích anh ta, Ly nói. Tần Lạc cười, hắn rất vui mừng cho đại đầu. Chính bản thân hắn trải trăm ngàn cay đắng nghĩ cách có một tấm thẻ bài long tức mà tới giờ vẫn chưa thành công. Nói không chừng đại đầu còn có trước hắn. Đương nhiên Tần Lạc cũng biết đại đầu còn phải trải qua rất nhiều thử thách cùng đau đớn. Cảm ơn, Ly lên tiếng. Tại sao cảm ơn tôi? Tần Lạc làm ra vẻ không hiểu, hắn nghênh mặt trêu Ly. Vì cha nuôi, Ly thẳng thắn nói. Phương thức cảm tạ lúc đầu cô nói không phải như này, Tần Lạc lật tẩy nàng. Ly thoáng liếc nhìn Tần Lạc và nói, sẽ có thẻ bài. Cô đồng ý với tôi chuyện khác, Tần Lạc muốn nói hứa hẹn của Ly, nếu hắn chữa khỏi cho Long Vương, nàng sẽ lấy hắn, còn nếu không khỏi nàng sẽ giết hắn. Được, anh cầu hôn tôi đi, Ly nói. Tần Lạc trợn tròn mắt nhìn Ly, hắn thực sự không ngờ Ly lại trả lời hắn như vậy. Vậy không phải nàng đã cầm đá đập gãy chân của mình sao? Thế nào, không dám hả? Ly cười nhạt nói, làn môi mỏng, mềm mại khẽ cong lên. Tôi chỉ nói đùa thôi mà, Tần Lạc cười xấu hổ nói. Cô cũng biết rồi, tôi đã có bạn gái. Hơn nữa cô xuất sắc vậy, tôi không xứng đáng với cô. Tần Lạc nghĩ không tệ chút nào khi làm cho người khác nảy sinh những tình cảm tốt đẹp. Tôi nói thật. Nếu anh yêu cầu tôi sẽ không từ chối, Ly nói. Bởi vì anh hoàn toàn không hiểu việc Long Vương đứng dậy có ý nghĩa gì đâu. Anh hoàn toàn không hiểu, Ly kích động nói. Chương 243, anh rể. Một người mặc trường bào xanh, cổ quàng một cái khăn màu đen, gương mặt thanh tú, trong tay cầm một quyển sách đang vội vã bước đi trong buổi sáng sớm, người đó chính là Tần Lạc, phong thái nho nhã, anh tuấn. Sáng sớm trời rất lạnh nhưng Tần Lạc lại không thấy lạnh. Cái khăn quàng cổ này do đích thân Lâm Hoán Khê quàng cho hắn. Hắn cũng không muốn từ chối sự quan tâm của nàng, quàng khăn cũng có thể trấn an người khác nên hắn không thấy cần thiết phải bỏ khăn ra. Tần Lạc mở cửa bước vào lớp học, đưa mắt nhìn sinh viên của hắn đang ngồi chật cứng, chen chúc nhau trong phòng học. Tần Lạc mỉm cười, giọng nói có chút kiêu hãnh, tôi tưởng rằng các em chỉ tới lớp sau Tết Nguyên Tiêu. Tại sao hôm nay có nhiều người tới vậy? Ngày 14 tháng Giêng là ngày trường Đại học Y khoa Thủ đô bắt đầu vào học. Nhưng dựa theo tục lệ mê tín có rất nhiều sinh viên dù thế nào đi nữa cũng ở nhà cho tới hết Nguyên Tiêu mới chịu tới trường học. Vì vậy có rất nhiều giảng viên ngày 16 mới chính thức tới trường làm việc. Đây được coi như là một quy định bất thành văn. Hôm nay là ngày 14 tháng Giêng, ngày bắt đầu học theo quy định của trường, không ngờ tất cả sinh viên đã tới, trong phòng học không còn một chỗ trống. Tần Lạc hiểu rõ bên trong có cả những sinh viên dự thính. Nếu không trong lớp học không thể nào có nhiều sinh viên như vậy. Nếu nói cho giảng viên của những sinh viên đó biết rằng trong ngày học đầu tiên sau năm mới sinh viên của học đã tới lớp nghe Tần Lạc giảng bài, chỉ e bọn họ sẽ nhìn Tần Lạc với ánh mắt không thiện cảm nhưng Tần Lạc cũng không quan tâm tới điều đó. Vương Cửu Cửu vẫn ngồi ở bàn đầu tiên sát lối đi.
Gương mặt nàng rạng rỡ như ánh bình minh, ánh mắt như làn nước hồ thu, nàng nhìn chằm chằm vào đôi mắt sáng của Tần Lạc giống như đang nhìn một báu vật quý giá của thế gian. Vương Cửu Cửu mặc một cái áo khoác có mũ đội màu hồng, một cái quần jean màu bạc, một đôi giày vải, đầu đội một cái mũ len màu sắc rực rỡ. Điểm nổi bật nhất đó là gương mặt hồng hào, mịn màng, làn da trắng như trứng gà bóc. Chỉ cần nhìn qua cũng thấy tràn ngập sức sống của mùa xuân, khỏe mạnh, tươi mới. Đứng dậy, Vương Cửu Cửu đột nhiên hô to. Rầm, toàn bộ sinh viên trong phòng đứng lên. Chúc thầy Tần khỏe mạnh, vạn sự như ý, công tác tốt. Cảm ơn thầy Tần đã dạy dỗ chúng em thành những sinh viên ưu tú, tài năng xuất chúng, đạo đức hơn người. Tất cả sinh viên đồng thanh nói. Không cần phải nói cũng biết các sinh viên đã thống nhất với nhau lời chúc này. Thì ra những sinh viên này tới học sớm hơn một ngày để chúc Tết Tần Lạc. Dựa theo ngày Tết truyền thống của người Trung Quốc, mỗi năm xuân về, qua ngày Tết Nguyên Tiêu là coi như hết Tết âm lịch. Chúc Tết người trên sau ngày đó có vẻ vô cùng vô duyên. Trong lòng Tần Lạc cảm thấy ngọt ngào, hắn khẽ mỉm cười, nhìn những sinh viên có thể là xuất chúng nhất, lỗi lạc nhất trước mặt mình. Các em đang tự rát vàng lên mặt mình. Nửa đầu nghe rất dễ chịu nhưng nửa sau các em đang tâng bốc tôi, hay là đang tự tâng bốc chính mình. Tần Lạc đi tới bục giảng, hắn để tập giáo án trong một năm qua chưa từng sử dụng lên mặt bàn, cười nói. Thầy, chúng em nói thực lòng mà, một sinh viên nào đó mặt dạn mặt dày nói tiếp, y thuật của thầy lợi hại nhất. Thầy là giáo viên có nhân phẩm nhất, chúng em đều là sinh viên đắc ý của thầy, đương nhiên chúng em phải là những sinh viên xuất chúng, phẩm đức trác tuyệt nhất. Đúng thế. Không có sự chỉ dạy sáng suốt của thầy, chúng em có ngày hôm nay không? Hơn nữa khi chúng em thành công, thầy Tần cũng là giáo viên thành công. Thầy Tần, em rất nhớ thầy. Trước kia em luôn có cảm giác mấy ngày nghỉ Tết trôi đi quá nhanh. Bây giờ em suốt ngày tính xem còn mấy ngày thì bắt đầu đi học. Hải Giao, không phải bạn thích thầy Tần đấy chứ? Đây chính là cặp tình nhân một ngày không gặp như xa cách ba thu. Tôi thích thì đã sao nào? Tần Lạc chỉ đứng nhìn đám sinh viên đùa giỡn ồn ào bên dưới, không lên tiếng ngăn cản. Sinh viên hiếu động là chuyện bình thường. Khi còn nhỏ e dè, nhút nhát, lớn lên sẽ là người vô dụng. Tần Lạc vô cùng khinh bỉ cái gọi là phương pháp giáo dục nhồi sọ, uốn học sinh vào một khuôn phép giống như nhồi gà. Sau một lúc lâu đùa giỡn, trêu chọc nhau, đám sinh viên phát hiện ra Tần Lạc vẫn đứng trên bục giảng mỉm cười nhìn bọn họ, chợt cảm thấy hình như bản thân mình không tôn sư trọng đạo lắm nên tất cả ngừng nói chuyện. Cười đùa. Tần Lạc nhìn lướt qua phòng học cười hỏi, tại sao không nói nữa? Không ai nói chuyện, rất nhiều sinh viên không dám nhìn vào mắt Tần Lạc. Bọn họ tưởng rằng Tần Lạc tức giận vì sự thiếu tôn trọng của mình. Cứ tiếp tục, Tần Lạc khuyến khích, bạn bè xa cách nhau một thời gian dài, có rất nhiều chuyện để nói với nhau, đúng không? Các em cứ tiếp tục, hôm nay chúng ta chỉ nói chuyện tình cảm với nhau, không học bài. Các sinh viên Tần Lạc sau đó bật cười ha hả. Khi mọi người bộc lộ cảm xúc, tâm trạng vui vẻ khi gặp lại nhau, hai tiết học buổi sáng diễn ra rất nhanh. Quả nhiên không ngoài dự đoán của Tần Lạc, hắn vừa mới ra khỏi phòng học, Vương Cửu Cửu lại đã đuổi theo hắn. Cô gái này dáng người cao ráo, chân dài, mấy ngày Tết vừa qua có lẽ tâm trạng cũng không tệ nên có vẻ béo lên một chút, trông càng xinh đẹp hơn. Xét cho cùng, Tần Lạc yêu thích một nữ sinh có da có thịt. Cảm giác còn hơn khi tìm kiếm trên QQ, đúng không? Thầy Tần, Vương Cửu Cửu gọi to, ánh mắt long lăng giống như nước sắp chảy tràn ra. Năm mới vui vẻ, Tần Lạc cười nói. Thầy chúc qua điện thoại rồi mà, Vương Cửu Cửu nói. Vào ngày mùng một Tết nàng đã gọi điện cho Tần Lạc chúc Tết hắn và Tần gia. Tần Lạc cười hỏi, có chuyện gì vậy? Mẹ em bảo em hỏi thầy khi nào thầy tới nhà em ăn cơm. Vương Cửu Cửu nói, nàng dùng mẹ làm bia cho mình. Tần Lạc thấy căng thẳng. Không biết Cửu Cửu có nói cho mẹ biết chuyện lần trước rơi xuống băng không? Nếu mẹ Cửu Cửu cho người dí súng vào đầu mình và hỏi, tối nay cậu không được về. Cậu hãy làm tiếp cái chuyện tối hôm đó cậu làm với con gái tôi thì mình phải làm sao? Thật sự là quá giết người. Chờ mấy hôm nữa đã. Hôm nay mới vào học lại, thầy còn nhiều chuyện cần làm, Tần Lạc nói. Quả thật Tần Lạc có rất nhiều chuyện cần xử lý. Hôm qua ngay sau khi quay lại Yến Kinh hắn đã đi thăm Long Vương. Giờ hắn vẫn muốn tới thăm nhiều người nữa. Ví dụ như một sư phụ khác của hắn, Vương Tu Thân và Thứ trưởng Thái Công Dân. Thậm chí cho tới giờ hắn vẫn chưa gặp lại Lệ Khuynh Thành. Hắn cũng không biết sau ngày Tết, yêu tinh, đó có trở nên đầy đặn hơn chút nào không.
mà tại sao mình phải lo nghĩ xem người ta có đầy đặn hơn làm gì nhỉ? Tần Lạc ngạc nhiên thầm nghĩ. Được, nhà em sẽ trở thầy, Vương Cửu Cửu nói. Nhưng giọng nói, ánh mắt, sắc mặt, sự ngượng ngùng thì lại như muốn nói với Tần Lạc, được, em chờ anh. Tôi biết, tôi không nên sờ loạn bậy như vậy, Tần Lạc thầm nghĩ. Sau khi lấy cớ, hắn vội vàng chạy đi. Thật kinh khủng, chỉ sau có một tháng ánh mắt của cô gái này nhìn người khác như có lửa. Giống như chỉ muốn đè người ta xuống đất, giống như một nữ sắc lang cưỡng ép đàn ông. Thời đại này không có những cô gái như vậy thì những chàng trai ngoan sẽ như thế nào? Tần Lạc vừa đi ra tới cổng trường, hắn đã nhìn thấy một đội xe sang trọng đang đỗ trước cổng. Nhìn thấy Tần Lạc đi ra cổng, cửa chiếc xe ở chính giữa đoàn xe mở ra. Mã Duyệt xuống xe, đứng ở cửa giơ tay mời Tần Lạc. Trong ánh mắt ngưỡng mộ của rất nhiều người, Tần Lạc bước nhanh tới cười với Mã Duyệt, sau đó hắn ngồi vào ghế và nói với cô gái ngồi bên cạnh, sát cửa sổ xe, tôi đã nói không cần tới đây đón tôi. Tôi sẽ tự đi taxi tới. Văn nhân Mục Nguyệt quay đầu nhìn Tần Lạc, thản nhiên nói, vừa lúc tôi đi ngang qua đây. Sau nhiều ngày không gặp, cô gái này vẫn không có bất kỳ sự thay đổi nào. Hoặc có thể nói có thay đổi. Ví dụ như nàng cao hơn cm, ngực nàng tăng thêm một số, đôi cận thị thay đổi. Nhưng những thay đổi này Tần Lạc rất khó phát hiện. Nhưng ít nhất dựa vào biểu hiện của nàng, nàng vẫn giữ vẻ lãnh đạm mà e dè, vẫn đang kiêu ngạo mà nhạy bén, vẫn xinh đẹp mà gợi cảm, vẫn giống một nữ thần làm cho người khác sẵn sàng quỳ rạp xuống đất, xúc động hôn lên chân nàng. Tất cả những điều này đều không thay đổi. Thậm chí Tần Lạc nghĩ có lẽ cả đời này cũng không thay đổi. Đội xe bắt đầu khởi động, chạy theo hướng nhà của văn nhân lão gia. Tần Lạc ngồi bên cạnh văn nhân Mục Nguyệt. Hắn bị hơi thở, phong thái mạnh mẽ của nàng làm cho khó chịu, nhưng trong lòng thầm xuất hiện sự sung sướng cũng như đắc ý. Trên thế giới này có mấy người đàn ông làm cho một người con gái tự đến đón mình. Văn nhân Mục Nguyệt không nói câu nào, Tần Lạc cũng không biết nói chuyện gì. Mã Duyệt thì hai mắt nhắm lại, hơi thở nhẹ nhàng, có cảm giác nàng đã ngủ. Trong chiếc xe rộng rãi này rất dễ quên đi sự hiện diện của nàng. Không khí bên trong xe khá nặng nề. Tần Lạc thực sự không thích cái cảm giác này. Văn nhân lão gia có khỏe không? Tần Lạc chủ động bắt chuyện. Tốt, văn nhân Mục Nguyệt trả lời gọn lỏn. Ông tôi có nói tôi thay mặt ông chuyển lời vấn an tới văn nhân lão gia, Tần Lạc cười nói. Ngay lúc đó văn nhân Mục Nguyệt cũng không nói gì, nàng chỉ liếc nhìn Tần Lạc với ánh mắt quái dị. Tần Lạc xấu hổ, hắn đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ xe, như thể cảnh sắc bên ngoài rất hấp dẫn hắn. Anh hãy nói chuyện khác đi, văn nhân Mục Nguyệt nói. Chuyện khác, Tần Lạc sửng sốt, hắn quay đầu nhìn văn nhân Mục Nguyệt, hắn nhìn xem trên gương mặt hoàn mỹ của nàng có bất kỳ sự thay đổi bất thường nào. Văn học, nghệ thuật, quần áo, trang sức, trang điểm, chính trị, kinh tế, quân sự và sản phẩm công nghệ cao, văn nhân Mục Nguyệt cười nhạt nói, cũng có thể nói về những chuyện đã xảy ra với anh, văn nhân Mục Nguyệt liệt kê ra một loạt chủ đề. Một người máy thậm chí cũng có thể đọc những tin tức nhan nhản đó. Mình biết phụ nữ thù rất dai. Đội xe nhanh chóng tiến vào đường Tiên Nữ, sau đó tiến vào trong sân biệt thự văn nhân gia tộc ở khu biệt thự cao cấp dưới chân núi Tiên Nữ. Hôm nay biệt thự vô cùng náo nhiệt, trong sân có rất nhiều loại xe sang trọng, trước cửa có mấy đứa trẻ đang chơi đùa. Chúng nhìn thấy Tần Lạc và văn nhân Mục Nguyệt xuống xe, không vui mừng chạy tới mà chỉ đứng nhìn từ xa. Tần Lạc đi theo sau văn nhân Mục Nguyệt bước nhanh vào đại sảnh. Khi mới tới gần đại sảnh đã nghe thấy bên trong có rất nhiều người đang nói chuyện, cười đùa. Anh rể, anh rể, anh đã tới, văn nhân Chiếu đứng lên nói. Gương mặt nhỏ nhắn cười như hoa như ngọc, tràn đầy sự ngạc nhiên, mừng rỡ. Anh rể. Tiếng ồn ào nói chuyện trong đại sảnh đột nhiên tắt lịm. Ánh mắt của mọi người lập tức chuyển sang người Tần Lạc đang đứng cạnh văn nhân Mục Nguyệt. Chương 244, nỗi oan ức của văn nhân Chiếu. Lần trước tham gia tiệc rượu mừng thọ Tần lão gia, Tần Lạc cũng đã từng nói giỡn với văn nhân Chiếu. Bắt hắn gọi mình là anh rể, bởi vì Tần Lạc biết văn nhân Chiếu có thành kiến sâu sắc với hắn, Tần Lạc khẳng định văn nhân Chiếu sẽ không gọi. Sở dĩ Tần Lạc nói thế là muốn chọc tức văn nhân Chiếu. Bạn có cảm thấy chọc tức con cháu của một gia đình giàu có địch quốc là một chuyện vô cùng thoải mái sao? Huống chi lúc nào văn nhân Chiếu cũng mang gương mặt cam chịu, khiến cho ai nhìn thấy cũng chỉ muốn trêu chọc. Nhưng Tần Lạc không ngờ hôm nay văn nhân Chiếu uống nhầm phải thuốc gì mà dám làm trò gọi hắn là anh rể trước mặt người nhà. Chẳng lẽ lần trước bản thân mình mạnh mẽ răn dạy hắn, hắn đã ái mộ phong thái kẻ cả, hơn người của mình sao?
Tần Lạc cảm thấy không thoải mái khi ánh mắt của những người trong đại sảnh đổ dồn trên người hắn. Ánh mắt của những người đó như thể Tần Lạc hắn đã lấy trộm mất đồ vật quý giá nhất của họ và bị người khác phát hiện ra. Văn nhân lão gia gọi điện mời hắn tới ăn bữa cơm rau dưa gia đình, nhưng tại sao hôm nay trong nhà lại có nhiều người thế này? Xem ra bữa cơm rau dưa gia đình này cũng không đơn giản. Kỳ thật Tần Lạc không biết mỗi năm một lần gia tộc văn nhân đều tổ chức tiệc rượu toàn gia tộc, không chỉ có thế hệ hậu sinh của gia tộc văn nhân như văn nhân Liệt, văn nhân Hữu Chí, văn nhân Huyên, văn nhân Nhã Ca, mà ngay cả bác cả văn nhân Không, bác hai văn nhân Chăn của văn nhân Mục Nguyệt, bố của văn nhân Mục Nguyệt, văn nhân Tiệp cùng tất cả các thành viên dòng chính của gia tộc văn nhân ra ngoài làm ăn, tất cả đều sắp xếp công việc mang theo vợ con gấp rút quay về nhà dự tiệc. Có thể nói ngoài mấy người quan trọng của gia tộc văn nhân phụ trách công việc làm ăn ở nước ngoài không xuất hiện, còn toàn bộ thành viên của gia tộc văn nhân đã có mặt đông đủ. Trong trường hợp này, tiếng gọi anh rể của văn nhân Chiếu, nếu như văn nhân Mục Nguyệt là một thành viên bình thường trong gia tộc văn nhân thì dù có hô như nào đi nữa cũng không nhiều người để ý. Cùng lắm là cũng chỉ hỏi thăm nhân cách, con người, gia thế gia đình của người đó. Nếu như cảm thấy xứng đôi vừa lứa với con gái của gia tộc văn nhân thì bọn họ sẽ vui vẻ nói chuyện một lát. Nếu như cảm thấy không xứng thì bọn họ sẽ khuyên nên từ bỏ. Thế nhưng văn nhân Mục Nguyệt là người nắm quyền điều khiển gia tộc văn nhân. Nàng là chỉ huy chiến hạm hàng không mẫu hạm kinh tế của gia tộc văn nhân. Vị hôn phu mà nàng lựa chọn đương nhiên phải trải qua sự sát hạch ngặt nghèo nhất của mọi người. Một người cực kỳ nghèo khổ có xứng đôi với văn nhân Mục Nguyệt không? Người rất giàu có, vậy liệu sau này có nảy sinh ý đồ với gia sản của gia tộc văn nhân không? Một người rất hiền lành, lương thiện có thể trợ giúp văn nhân Mục Nguyệt điều hành công ty không? Một người không ngoan, có tính toán, liệu có thể an tâm giao phó văn nhân Mục Nguyệt cho một người như vậy không? Nếu như bạn muốn phản đối một việc gì đó, bạn nhất định sẽ tìm ra một cái cớ chính đáng nào đó. Văn nhân Liệt, văn nhân Hữu Chí, văn nhân Huyên, văn nhân Nhã Ca, mấy người đã từng gặp qua Tần Lạc hơn nữa còn xảy ra xung đột với hắn. Lúc này thấy Tần Lạc vừa tới đã bị văn nhân Chiếu nói một câu đẩy ra ngoài đầu sóng ngọn gió, những nụ cười đủ các loại xuất hiện trên mặt mấy người. Tất cả lãnh đạm chờ xem Tần Lạc sẽ ứng phó thế nào với những giám khảo kỹ tính này. Anh rể, ngồi đi, văn nhân Chiếu đứng dậy cười nói. Tần Lạc chỉ hận không thể xông tới, một đấm đập nát cái mũi dọc dừa của hắn. Mục Nguyệt, sao cháu không giới thiệu qua cho mọi người biết? Bác cả của văn nhân Mục Nguyệt, văn nhân Không lên tiếng. Dù địa vị và gia sản của văn nhân Không ở gia tộc văn nhân không bằng văn nhân Mục Nguyệt, nhưng lời nói của ông ta vẫn rất có trọng lượng vì là bề trên của nàng. Một khi đã nghe bác cả nói thế, văn nhân Mục Nguyệt cũng không tiện từ chối. Tần Lạc, văn nhân Mục Nguyệt thản nhiên nói. Không hồi hộp, không bất ngờ, sắc mặt bình tĩnh, phong thái ung dung, thư thái trước thiên quân vạn mã. Cháu giới thiệu đơn giản quá, văn nhân Chăn nói. Ông ta quay đầu nhìn người em trai, vốn khá xa cách của mình, văn nhân Tiệp nổi tiếng là một người hào hoa, đa tình trong gia tộc văn nhân, hỏi, chuyện này em đã biết chưa? Văn nhân Tiệp là cha của văn nhân Mục Nguyệt và văn nhân Chiếu. Một người Mỹ Nam điển hình, thân hình cao lớn, mũi cao thẳng, gương mặt góc cạnh, ánh mắt sáng có thần, bản tính hào hoa nhưng không có năng lực thực sự, không đảm nhận bất kỳ chức vụ nào ở công ty. Hoàn toàn sống dựa vào số lợi nhuận phân chia cho các thành viên trong gia tộc hàng năm. Nhưng chỉ cần số tiền đó cũng đủ cho ông ta có cuộc sống xa hoa hơn rất nhiều so với người lao động bình thường. Mấy năm trước đây ông ta thay đổi các ngôi sao điện ảnh trẻ tuổi như thay áo, chỉ tới khi văn nhân Mục Nguyệt nổi lên nắm quyền hành thừa kế phần lớn tài sản của gia tộc văn nhân Tiệp bớt phóng túng đi nhiều. Em không biết, văn nhân Tiệp nói. Ông ta quay nhìn văn nhân Mục Nguyệt nói, Mục Nguyệt, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Văn nhân Mục Nguyệt không cả liếc nhìn cha của mình, nàng nói với Tần Lạc, chúng ta đi ra vườn sau. Ở đây rất ồn ào. Hiển nhiên Tần Lạc rất vui mừng, hắn thật sự không chuẩn bị tư tưởng tới gia tộc văn nhân làm con rể, hắn cũng không có ý định nịnh nọt mấy đại gia này. Vì vậy hai người không tiếp tục ngồi lại ở đại sảnh với đám đông ồn ào đó, lập tức bỏ đi. Thái độ gì vậy? Văn nhân Không giận dữ nói. Đây là thái độ gì vậy? Đúng thế. Dù sao chúng ta cũng là bề trên. Chú ba, chú không có việc gì thì chú cũng phải quan tâm, dạy bảo con gái chú đi. Chú xem thái độ của nó là gì vậy? Từ khi nó tiếp quản công việc của bố, trong mắt nó còn có ai không? Văn nhân Tiệp không ngừng cười gượng gạo. Ông ta biết con gái của mình rất hận sự kém cỏi cùng bản tính phóng đãng của mình. Bình thường văn nhân Mục Nguyệt đã không coi ông ta là cha mình,
nàng cũng không bao giờ nói với ông ta nhiều hơn một câu. Sao nàng có thể vui lòng lắng nghe lời khuyên nhủ của ông ta đây? Gió lạnh căm căm, lá cây xác xơ, mùa đông ở Yến Kinh mang lại cho người ta lạnh lẽo, điều hưu. Dù trong vườn ở hậu viện có nhiều cây cối bốn mùa xuân, hạ, thu, đông, nhưng hôm nay cảnh sắc âm trầm, nước lạnh như băng, ngay cả những bức tượng đá được sắp đặt rất ngăn nắp cũng không có chút sinh động nào. Tóm lại những điều này cũng bị ảnh hưởng bởi tâm trạng của con người. Văn nhân Mục Nguyệt thở dài nói, đây chính là lý do tôi không muốn quay về. Cô ứng phó hay lắm, Tần Lạc cười khích lệ. Tôi không muốn quan tâm tới điều đó, văn nhân Mục Nguyệt liếc nhìn Tần Lạc, trong mắt nàng chợt lóe lên một tia sáng lạnh giá. Không để ý tới chính là phương pháp đối phó hữu hiệu nhất, Tần Lạc cười nói. Bây giờ cô là người quản lý gia tộc Văn Nhân, tất cả sản nghiệp của gia tộc nằm trong tay cô, có liên quan tới sự tồn vong của gia tộc. Tiếng nói của cô rất quan trọng, cô không cầu xin bọn họ cái gì, cũng không có gì để dựa vào bọn họ. Cô để ý tới những lý do của bọn họ là gì? Khi một người có ràng buộc về lợi ích với người khác thì sẽ phải quan tâm tới quan điểm của người khác. Ví dụ như một thị trưởng và phó thị trưởng ở một huyện cũng giống quản lý một công ty gia đình với các thành viên. Nếu như không có các mối quan hệ rắc rối đó, có ai quan tâm tới suy nghĩ của bọn họ không? Một người thị trưởng ở huyện có thể ở đó làm mưa làm gió, uy phong lẫm liệt bởi vì người ở huyện đó chịu sự quản lý của người đó, nhưng nếu như người đó tới Yến Kinh còn có ai coi người đó là thị trưởng không? Vấn đề này Tần Lạc thực sự hiểu rất rõ. Vì vậy cách làm việc của hắn không ý kỵ gì, thường xuyên không tuân thủ các quy tắc thông thường. Ban đầu ở bệnh viện trung y hắn có xung đột với Mã Hữu Tài chính bởi vì hắn hiểu rằng chỉ cần hắn không vào làm việc trong bệnh viện, Mã Hữu Tài có thể nhúng tay vào việc của hắn sao? Tôi không muốn làm ông buồn, văn nhân Mục Nguyệt nói. Tần Lạc lắc đầu nói, văn nhân lão gia là người thông minh. Sao ông không hiểu suy nghĩ của con cái mình chứ? Bọn họ muốn cô không làm được việc, vậy cô hãy quang minh chính đại cư xử với bọn họ. Gia đình hòa thuận mới hưng thịnh. Đây là điều mà ông tôi muốn nhìn thấy, văn nhân Mục Nguyệt nói. Tần Lạc thở dài, hắn thực sự không ngờ một cô gái kiêu ngạo như nàng lại hiếu thuận như vậy. Chị, anh rể, tại sao hai người lại đi ra đây? Văn nhân Chiếu đứng ở cửa vườn, cười hỏi. Em lại đây, văn nhân Mục Nguyệt lạnh lùng nói. Có chuyện gì vậy chị? Văn nhân Chiếu thấy sắc mặt của chị mình không bình thường, nụ cười trên môi hắn vụt tắt, hắn cẩn thận hỏi. Lại đây, văn nhân Mục Nguyệt lại nói. Giọng nói không lớn nhưng có uy lực làm người khác không dám phản kháng. Tần Lạc thầm nghĩ cô gái này chính là dùng thái độ cứng rắn này để tung hoành trên thương trường. Liệu giữa hai chị em có xảy ra xung đột không? Thế nhưng xem ra rất tàn khốc. Văn nhân Chiếu không dám phản kháng câu nói của chị, gương mặt nhỏ nhắn khẽ cau lại, hắn líu díu đi lại chỗ hai người. Chị, có chuyện gì vậy? Văn nhân Chiếu xun xoe hỏi văn nhân Mục Nguyệt. Ai đã bày đặt chuyện này? Văn nhân Mục Nguyệt nhìn chằm chằm vào mắt văn nhân Chiếu, lạnh lùng hỏi. Bày kế gì, em không hiểu, văn nhân Chiếu cười nói. Tần Lạc ở bên cạnh cười ngượng ngùng, hắn thờ ơ đứng xem cuộc chiến tranh sắp xảy ra giữa hai chị em. Văn nhân Chiếu, nếu hôm nay em không nói thật cho chị biết, từ nay về sau chị sẽ không bao giờ nói chuyện với em, văn nhân Mục Nguyệt nói một cách dứt khoát. Văn nhân Chiếu ngập ngừng nói, chị, em thực sự không biết chị đang nói cái gì. Ánh mắt trong sáng nhưng lạnh lùng như núi băng ngàn năm của văn nhân Mục Nguyệt nhìn chằm chằm, không nháy mắt vào gương mặt nhỏ nhắn, tuấn tú của văn nhân Chiếu chờ đợi hắn cho mình một câu trả lời như ý muốn. Một lúc lâu, em đi đi, sau này em đừng tới tìm chị nữa, văn nhân Mục Nguyệt nói. Trong mắt nàng không giấu được sự thất vọng. Chị đừng tức giận, đây không phải là ý của ai, chỉ là anh cả bảo em phải có quan hệ tốt với Tần Lạc, văn nhân Chiếu vội vàng giải thích. Vì vậy em mới làm theo ý của anh ta hãm hại Tần Lạc. Trước mặt mọi người gọi anh ấy là anh rể. Văn nhân Mục Nguyệt trừng mắt nhìn người em trai ngốc nghếch của mình. Không phải, em không cố ý hãm hại, văn nhân Chiếu liếc nhìn Tần Lạc rồi từ chối. Gương mặt tuấn tú của hắn đỏ lên, dáng vẻ rất oan ức. Em lại còn không thừa nhận. Văn nhân Mục Nguyệt to tiếng. Nàng thực sự không thể giữ được bình tĩnh khi đối mặt với người em trai mà nàng hết mực thương yêu. Văn nhân Chiếu. Chị rất thất vọng với em. Em không có, cuối cùng văn nhân Chiếu bật khóc, nghẹn ngào nói, em vốn muốn có một người anh rể như vậy mà. Văn nhân Mục Nguyệt sửng sốt, sau đó nàng thừ mặt nhìn người em trai đang sụt sùi khóc của mình. Tần Lạc cũng đứng ngây người, hắn thầm nghĩ liệu có phải bản thân mình đã thu phục được tình cảm của chàng trai lầm lỗi này không? Chương 245, nếu dám cưới,
tôi cũng có can đảm cưới. Đi ngược dòng tất lâm vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Văn nhân Mục Nguyệt tiếp nhận quản lý gia sản của gia tộc Văn nhân, lúc đó gia tộc Văn nhân đã có một gia sản khổng lồ nhưng từ khi nàng tiếp nhận tài sản của gia tộc Văn nhân tăng lên với tốc độ nhanh chóng, điều này làm cho các thành viên của gia tộc Văn nhân vô cùng ngạc nhiên. Phải biết rằng từ tay trắng làm ra một đồng rất dễ dàng. Từ 1 triệu là ra 5 triệu cũng rất dễ dàng nhưng từ 10 tỷ làm ra 20 tỷ thì không phải bất kỳ ai cũng có thể làm được. Khi phát triển tới cực thịnh tất sẽ suy, cho dù là một gia tộc hay một quốc gia. Một khi đã phát triển lên tới đỉnh điểm, nếu như không có một người nào đó đủ sức làm cho nó tiếp tục tiến lên, vậy nó tất đi xuống, đành phải dương mắt nhìn đối thủ cạnh tranh của mình mạnh mẽ vượt qua mình. Vì vậy tất cả thành viên trong gia tộc không hài lòng khi thấy Văn nhân Đình lão gia chọn người cháu gái trẻ tuổi Văn nhân Mục Nguyệt làm người tiếp quản gia tộc, thế nhưng thành tích mà Văn nhân Mục Nguyệt đạt được đã khiến cho những người chỉ trích phải câm lặng. Văn nhân không đã từng kín đáo gặp cha mình để bày tỏ thái độ. Ông ta nói nên để thế hệ con cái tiếp nhận việc quản lý gia sản của gia tộc, việc để cho một người cháu gái tuổi còn trẻ quản lý là việc làm không thích hợp. Văn nhân Đình lãnh đạm liếc nhìn con trai của mình và nói, nếu ai cảm thấy bản thân mình có thể là tốt hơn Mục Nguyệt khi ngồi vào vị trí đó thì bất kỳ lúc nào cũng có thể tới tìm ta, yêu cầu ta thay đổi. Vì thế cho tới bây giờ cũng không có ai tự tin tới gặp Văn nhân Đình lão gia. Văn nhân Mục Nguyệt là một người cực kỳ thông minh. Gian quản lý công ty tài giỏi, đương nhiên nàng cũng cực kỳ nhạy cảm. Văn nhân Chiếu bất hòa với Tần Lạc đương nhiên nàng hoàn toàn biết. Văn nhân Chiếu không chỉ một lần chạy tới văn phòng của nàng kể tội, nói xấu Tần Lạc, cả hai như ở thế kẻ thù không đội trời chung. Hơn nữa Văn nhân Chiếu có quan hệ thân thiết với Tần Túng Hoành, hắn đã từng không ít lần bào chữa cho Tần Túng Hoành. Lần trước khi Tần Lạc dạy dỗ Văn nhân Chiếu ở vườn hắn đã khóc lóc. Lần này Văn nhân Chiếu đột nhiên gọi Tần Lạc là anh rể. Điều khác thường này tất có nguyên nhân, Văn nhân Mục Nguyệt đương nhiên phải tìm ra câu trả lời. Tần Túng Hoành có thể sai em trai nàng vạch trần mối quan hệ của nàng với Tần Lạc, sau đó có thể dồn Tần Lạc vào thế đối nghịch với toàn bộ gia tộc. Đương nhiên Tần Túng Hoành hiểu rõ tính cách của Tần Lạc, hắn biết Tần Lạc không có khả năng quan hệ hòa thuận với các thành viên trong gia tộc Văn nhân. Tần Túng Hoành xuất thân từ một gia tộc giàu có và quyền lực, đương nhiên việc sử dụng một thủ đoạn nhỏ nhoi này đối với hắn dễ như trở bàn tay. Tần Túng Hoành hiểu rằng bây giờ Tần Lạc đang nắm lợi thế nhưng Tần Lạc không thể vượt qua cuộc sát hạch của gia tộc. Làm sáng tỏ mối quan hệ mập mờ giữa Văn nhân Mục Nguyệt và Tần Lạc đó chính là cách mượn đao giết người, tạo nên một lực cản ngăn cản Tần Lạc tiến vào gia tộc Văn nhân. Thật ra trong lòng Văn nhân Mục Nguyệt đã có câu trả lời. Nhưng điều làm nàng tức giận là người em trai ngốc nghếch của nàng lại không có bản lĩnh. Tại sao lại để người khác sử dụng như một con tốt? Thế nhưng tình huống lúc này đã thay đổi. Hình như người em trai của nàng bị oan ức. Văn nhân Chiếu khóc lóc thảm thiết, gương mặt nhỏ nhắn giàn giụa nước mắt làm người khác phải cảm thấy thương cảm. Tần Lạc tiến tới vỗ vai Văn nhân Chiếu nói, lần trước anh đã bảo em làm đàn ông phải như nào. Tại sao em phải khóc, có người đàn ông nào khóc lóc như em không? Ai bảo chị ấy đổ oan cho em? Văn nhân Chiếu giận dữ nói. Hắn dùng tay gạt nước mắt trên mặt nói tiếp, mẹ mất sớm, cha cũng không chăm sóc hai chị em. Dù trước đây em rất ghét anh ấy nhưng con người có thể thay đổi chứ. Hơn nữa lần trước anh ấy còn khuyên bảo em phải bảo vệ chị, em thấy anh ấy nói rất đúng. Em là đàn ông em phải bảo vệ chị, ngoại trừ anh ấy hơi xấu trai một chút, còn có điểm nào không xứng là anh rể của em. Mấy câu trước Tần Lạc nghe có vẻ sầu thảm quá, hắn thầm nghĩ cậu bé đáng thương này không chỉ thiếu tình thương của mẹ mà còn thiếu cả tình thương của người cha. Chính bản thân mình, một người đàn ông dạy dỗ cậu bé này một trận. Dạy cho cậu ta biết làm một người đàn ông thì phải như thế nào, vì thế cậu ta coi như đã tìm thấy tình cảm của người cha hiếu hụt đã lâu ở bản thân mình. Nhưng mấy câu sau cậu ta nói gì vậy? Câu nói đó về mình sao? Tôi xấu lắm hả? Tần Lạc nhìn chằm chằm vào Văn nhân Chiếu, nén giận hỏi. Đôi mắt trong veo như là nước của Văn nhân Chiếu chăm chú nhìn gương mặt Tần Lạc rồi hắn dè dặt nói, cũng không phải là quá xấu. Đứng trên lập trường của Văn nhân Chiếu, hắn đương nhiên có đủ tư cách nói ra những lời này. Ai bảo Văn nhân Chiếu hắn là người đẹp như một bông hoa? Cô có nghĩ vậy không? Tần Lạc cười tủm tỉm hỏi Văn nhân Mục Nguyệt, con mắt thẩm mỹ của đàn ông và phụ nữ khác nhau mà. Nói chung khá xấu trai, Văn nhân Mục Nguyệt nói. Tình huống này rõ ràng hai chị em đã vào húa với nhau bắt bạt mình. Văn nhân Nhã Ca đứng ở trước cửa vườn nhìn ba người Tần Lạc đứng nói chuyện với nhau, trong mắt nàng hiện lên sự đắc ý. Nàng gọi to, Tần Lạc, có người tìm anh. Ai tìm tôi?
Tần Lạc hỏi. Đương nhiên là người gia tộc Văn Nhân. Anh có đi không đây? Văn Nhân Nhã Ca lãnh đạm nói. Bản thân nàng cũng là một mỹ nữ tuyệt sắc, mắt hạnh, má đào, môi hồng, răng trắng, nhưng nếu so sánh với một người không một khiếm khuyết như Văn Nhân Mục Nguyệt thì vẫn còn kém xa. Điều quan trọng nhất, cho dù là với đàn ông hay với phụ nữ, chính là phong cách. Có người không đẹp lắm nhưng phong cách xuất chúng vẫn thu hút được sự chú ý của người khác. Có người gương mặt đẹp nhưng phong thái thô tục, ngôn ngữ, cử chỉ, quần áo, trang điểm giống như một bà bán cá ngoài chợ, thì không bao giờ có thể có được tình cảm của người khác. Phong thái của Văn Nhân Mục Nguyệt vô cùng kiêu ngạo, lãnh đạm. Phong cách cao quý, với phong cách đó cho dù nàng có làm diễn viên điện ảnh, truyền hình, hay kịch đều cũng sẽ trở thành một minh tinh vô cùng hiếm thấy. Gia tộc Văn Nhân sinh ra mỹ nữ, tuấn nam thế, nhưng ngoại trừ Văn Nhân Mục Nguyệt, Tần Lạc không còn thấy ai gây ra cảm giác như hoa thơm cỏ lạ. Tôi bận lắm, Tần Lạc nói. Ngay cả người muốn gặp mình là ai cũng không nói mà lại muốn kêu mình đi gặp người đó, cô nghĩ rằng cô là ai chứ? Tôi là khách mời của Văn Nhân Đình lão gia, tôi không phải là người hầu của gia tộc nhà cô. Hơn nữa bọn họ cũng hiểu lầm một vấn đề, đó là bản thân mình không có khát vọng trở thành con rể của gia tộc Văn Nhân, vì thế bản thân mình cũng không phải chạy đi lấy lòng bất kỳ ai. Cùng lắm thì sau này không tới đây nữa. Anh, Văn Nhân Nhã Ca giận dữ nói. Nàng không ngờ Tần Lạc lại trả lời nàng như vậy, hắn không lẽ phép chút nào. Ngay cả khi Tần Túng Hoành tới nhà chơi, anh ta cũng phải khách khí với bản thân mình nữa là. Tần Lạc hắn có thể so với một người như Tần Túng Hoành sao? Là chú ba tìm anh, Văn Nhân Nhã Ca dù không muốn nói nhưng rốt cuộc nàng vẫn phải nói người muốn gặp Tần Lạc là ai. Cha em hả? Văn Nhân Chiếu ngạc nhiên hỏi. Cha cô hả? Tần Lạc nhìn Văn Nhân Mục Nguyệt hỏi. Văn Nhân Mục Nguyệt vẫn bình thản như không, không biết nàng đang nghĩ gì. Thôi được, tôi sẽ đi gặp, con rể xấu phải luôn gặp mặt bố vợ, Tần Lạc trêu chọc nàng. Gương mặt của Văn Nhân Mục Nguyệt thoáng hiện lên vẻ ngượng ngùng rồi nhanh chóng biến mất. Văn Nhân Nhã Ca dẫn Tần Lạc đi qua một hành lang rồi nàng đứng lại trước cửa một căn phòng và nói, anh hãy vào đi. Tôi không làm người hầu cho anh nữa. Nói xong Văn Nhân Nhã Ca xoay người bỏ đi. Tần Lạc cười, hắn biết những người trong gia tộc Văn Nhân không ưa hắn. Nói chính xác bọn họ không thích Văn Nhân Mục Nguyệt, vì thế ghét ai thì ghét cả tông ty họ Hàng, nên hắn cũng bị ghét lây. Một người đàn ông ngồi trên chiếc ghế da màu nâu trong phòng, đó là người Tần Lạc đã gặp qua lúc ở đại sảnh. Nhìn thoáng qua ông ta mới hơn 30 tuổi, nhưng nếu người này là cha Văn Nhân Mục Nguyệt chắc chắn tuổi sẽ nhiều hơn rất nhiều. Ông ta mặc một cái áo len màu đen, một cái quần ngủ màu đen, một đôi giày da đen buộc dây. Nếu ông ta đi ngoài đường cũng có thể khiến cho một cô bé hét toáng lên vì sợ. Ông ta đang ngồi pha trà, dáng vẻ rất chăm chú, nghe thấy tiếng bước chân Tần Lạc đi vào cũng không ngẩng đầu lên. Tần Lạc đi tới cười nói, chú tìm cháu. Ừ, ngồi đi, Văn Nhân Tiệp vẫn không ngẩng đầu lên. Sau khi ông ta hoàn thành việc pha trà, lần lượt rót cho bản thân mình và Tần Lạc mỗi người một chén rồi mới ngẩng đầu nhìn Tần Lạc và hỏi, cháu chính là Tần Lạc. Dạ vâng, Tần Lạc gật đầu. Tần Lạc vốn định trả lời là không thể giả được nhưng hắn cảm thấy như vậy thì đùa hơi quá, mà cũng chưa chắc ôn ta có thể hiểu được câu nói đùa của hắn. Chú biết chuyện của cháu và Mục Nguyệt, Văn Nhân Tiệp nói thẳng vào vấn đề chính. Chuyện gì ạ? Tần Lạc hỏi. Văn Nhân Tiệp khẽ nhíu mày. Rõ ràng Tần Lạc đã biết rồi mà còn làm bộ. Ông ta bưng chén trà ô long uống rồi thờ ơ nói, đương nhiên đó là chuyện phúc chỉ vi hôn giữa cháu và Mục Nguyệt. Tần Lạc sửng sốt. Hắn thầm nghĩ bản thân mình đã tới đây thối hôn, ông ta là cha của Văn Nhân Mục Nguyệt sao lại không biết sự việc này. Điều này cũng dễ hiểu tại sao Văn Nhân Chiếu oán trách cha mình không quan tâm tới mình. Xem ra đó là sự thật, trong tim ông ta con cái không có một vị trí đặc biệt nào hết. Vậy ý của chú là gì? Tần Lạc cố ý hỏi. Hắn muốn dò xét suy nghĩ thực sự của người đàn ông làm cha này. Chú không thích cháu, Văn Nhân Tiệp nói. So với những người khác cũng đang theo đuổi Mục Nguyệt, cháu không có điểm nào làm người khác yêu mến. Văn Nhân Tiệp thầm nghĩ, với thái độ ngạo mạn vừa rồi của cậu đương nhiên sẽ không ai trong gia tộc thích cậu. Thì sao ạ? Tần Lạc tiếp tục hỏi. Nụ cười vẫn thường trực trên gương mặt hắn. Văn Nhân Tiệp thấy chán ghét, chỉ riêng cái bộ mặt tươi cười này cũng đủ làm người khác ghét rồi. Nó cứ tưởng chỉ giữ cái vẻ điềm đạm, không cáu giận đó thể đủ điều kiện bước vào nhà này sao? Vì vậy chắc cháu hiểu. Bản thân cháu nên làm gì chứ? Văn Nhân Tiệp ẩn ý nói. Phải cố gắng lấy lòng chú thì chú mới thích, đúng không? Tần Lạc lại cố ý hỏi. Cháu, Văn Nhân Tiệp tức giận, ông ta bỏ chén trà xuống và nói,
cháu hãy biết khó mà rút lui. Đây là ý kiến của chú. Tần Lạc cười hỏi. Đúng. Chú là bố của Mục Nguyệt. Đúng. Vậy chú có nghĩ Mục Nguyệt sẽ nghe lời chú không? Mặt Văn Nhân Tiệp khẽ co quắp, ông ta nói, đây cũng là ý kiến của mấy bác của Mục Nguyệt. Sở dĩ Văn Nhân Tiệp tìm Tần Lạc nói chuyện là vì ông ta bị mấy người anh trai thúc ép lúc ở đại sảnh, buộc ông ta phải có hành động rõ ràng. Đây là ý kiến của gia tộc Văn Nhân sao? Tần Lạc cười nhạt, chú có nghĩ Mục Nguyệt sẽ nghe theo ý kiến của mấy người bác đó không? Văn Nhân Tiệp liên tục bị một hậu sinh như Tần Lạc dồn ép. Hơn nữa vấn đề đó cũng như một cái kim đâm trong tim ông ta. Cơn giận dữ bốc lên mặt, ông ta không nhịn được nữa, Văn Nhân Tiệp đập tay xuống bàn trà nói, đây là ý kiến của toàn bộ gia đình. Cái gì là ý kiến của cả gia đình? Ai cho phép anh thay mặt người trong gia đình nói chuyện với Tần Lạc? Anh dựa vào cái gì mà nói chuyện với Tần Lạc? Chuyện trong nhà này không có liên quan gì tới anh. Văn Nhân Đình lão gia đứng trước cửa, lạnh lùng nói. Văn Nhân Tiệp, ta nói cho anh biết, chỉ cần Tần Lạc dám hỏi, ta sẽ đồng ý ngay. Tần Lạc toát mồ hôi lạnh, hắn thầm nghĩ sao mình lại có khẩu vị quái đản thế được. Cho dù ông dám gả, cháu cũng không dám lấy. Cháu lấy một ông lão như ông làm gì? Ngày xưa, ở bên Trung Hoa có phong tục chỉ phúc vi hôn có nghĩa là chỉ vào bụng, đang có bầu, mà định hôn nhân. Điều này thường xảy ra giữa hai gia đình quen thân với nhau khi hai bà mẹ có bầu một lượt, hứa với nhau khi sanh ra nếu một bên sanh con trai, một bên sanh con gái thì khi chúng lớn sẽ thành vợ thành chồng. Chương 246, một lần nữa thoái hôn. Trong cơn kích động, Văn Nhân Đình lão gia vẫn chưa phát hiện lời nói của mình còn mang ý nghĩa khác, ông vẫn tiếp tục mắng Văn Nhân Tiệp, bây giờ anh mới nhớ tới Mục Nguyệt là con gái anh sao? Trước đây anh bỏ đi đâu? Tại sao trước kia anh không thể hiện trách nhiệm với hai chị em Mục Nguyệt? Cha, con cũng chỉ vì muốn tốt cho Mục Nguyệt, Văn Nhân Tiệp nhỏ nhẹ giải thích. Ông ta không ngờ những câu nói của mình với Tần Lạc, cha mình lại nghe thấy. Khi nhìn thấy Thủy Bá đứng sau cha mình, Văn Nhân Tiệp hung hăng trừng mắt nhìn ông ta. Văn Nhân Tiệp hiểu nếu không có lão già chó má đó báo tin, cha ông ta không thể nào tới đây bắt gặp thế này. Vì tốt cho Mục Nguyệt hả? Anh mà cũng dám nói câu này sao? Anh đuổi người bạn trai Mục Ngụy yêu thích mà bảo vì tốt cho Mục Nguyệt hả? Còn nữa, anh hãy nói cho ta biết Mục Ngụy nhận anh là cha từ lúc nào? Văn Nhân Đình bị người con trai này làm cho vô cùng giận dữ mất cả bình tĩnh. Ông cười nhạt nói. Nhưng quả thật cậu ta không xứng với Mục Nguyệt, Văn Nhân Tiệp nói. Có khi cậu ta có ý đồ với gia sản của gia tộc Văn Nhân chúng ta. Không cần phải Tần Lạc có ý đồ, chỉ cần Tần Lạc muốn, ta sẽ cam tâm tình nguyện giao toàn bộ gia sản của gia tộc Văn Nhân này cho Tần Lạc. Cũng tránh cho chúng mày suốt cả ngày ngồi không gây chuyện, Văn Nhân Đình tức giận quát to. Cha! Văn Nhân Tiệp kêu lên rồi im lặng. Văn Nhân Đình lão gia đã nói tới thế, ông ta còn biết nói thế nào đây? Văn Nhân Tiệp nhìn chằm chằm Tần Lạc với vẻ khó chịu. Tại sao ông già mình lại coi trọng thằng danh con này? Chẳng lẽ là vì chuyện của hơn 20 năm trước? Thế nhưng nhiều năm đã trôi qua, gia tộc Văn Nhân và Tần gia cũng không gặp mặt hơn 20 năm rồi, còn ai nhớ tới chuyện này chứ? Ông, tức giận không tốt cho sức khỏe của ông bằng không cháu đã gây ra tội lớn. Tần Lạc đỡ Văn Nhân Đình. Hắn cười nói an ủi. Chắc chắn ông sẽ bị thằng con hỗn láo này làm tức chết, Văn Nhân Đình lão gia thở hổn hển nói. Từ nhỏ tới lớn nó chẳng làm được cái gì làm cho ông hết lo lắng vì nó, ngoại trừ việc sinh cho ông một đứa cháu gái xuất chúng. Tần Lạc cười gượng, không nói gì. Văn Nhân Đình lão gia luôn điềm đạm, khôn khéo, ông rất ít giận dữ, quát mắng người khác như vậy. Xem ra cha của Văn Nhân Mục Nguyệt thật sự không tốt lắm. Vấn đề là một người con tới từng đó tuổi mà vẫn bị cha mình quát mắng. Có vẻ Văn Nhân Tiệp cũng đáng thương. Lão gia, tới giờ ăn cơm rồi. Mọi người đang chờ lão gia. Thủy Bá ở bên cạnh nhắc nhở. Coi như là gián tiếp giải nguy cho Văn Nhân Tiệp. Đi, Tần Lạc, chúng ta đi ăn cơm. Văn Nhân Đình cầm tay Tần Lạc kéo đi, không có ý định buông ra. Phòng ăn của gia tộc Văn Nhân thực sự rất xa hoa, sang trọng. Trong phòng không bố trí một cái bàn ăn bằng đá cẩm thạch dài mà bố trí ba cái bàn hình tròn kê theo hình tam giác. Văn Nhân không, Văn Nhân chăn mấy anh em cùng với mấy người anh em họ khác ngồi chung một bàn. Văn Nhân Liệt, Văn Nhân Hữu Chí, Văn Nhân Huyên, Văn Nhân Nhã Ca, Văn Nhân Mục Nguyệt, Văn Nhân Chiếu mấy người trẻ tuổi ngồi chung một bàn. Mấy đứa trẻ nhỏ và mẹ ngồi một bàn. Một bữa tiệc gia đình của gia tộc Văn Nhân tổng cộng có ba bàn tiệc với tổng số khoảng mấy chục người. Khi Văn Nhân Đình kéo tay Tần Lạc đi tới, những người trong phòng ăn tự giác đứng dậy. Văn Nhân Liệt,
Văn Nhân Hữu Chí và mấy người trẻ tuổi rất bất ngờ khi thấy ông mình thân mật cầm tay Tần Lạc. Dù hàng ngày ông bọn họ cư xử với bọn họ khá tốt nhưng có bao giờ thân mật cầm tay như vậy không? Ông, hãy để cháu qua bên kia ngồi. Tần Lạc đỡ Văn Nhân Đình tới ngồi ở vị trí người chủ gia tộc rồi hắn định rời đi. Cháu ngồi bên cạnh ông, Văn Nhân Đình nói. Cái này, Tần Lạc liếc nhìn người ngồi trong bàn này, hắn cười nói, ông, hãy để cháu sang bàn kia ngồi. Bàn kia toàn thanh niên cháu muốn nói chuyện với họ. Cháu hãy ngồi bên cạnh ông. Ông còn có chuyện muốn nói với cháu, Văn Nhân Đình kiên quyết nói. Vì vậy Văn Nhân không đành phải đứng lên chuyển sang ngồi ở ghế đối diện với Văn Nhân Đình lão gia. Những lần tổ chức tiệc trước kia ông ta đều ngồi bên cạnh bố của mình nhưng hôm nay lại bị một người ngoài, xa lạ chiếm mất. Dù ông ta cố che giấu phản ứng của mình nhưng Tần Lạc biết trong lòng ông ta vô cùng hận mình. Chuyện đã được định đoạt, Tần Lạc đành phải ngồi xuống. Văn Nhân Tiệp bị cha mình giáo huấn một trận cũng lầm lũi đi ra, ông ta không nói câu nào, lặng lẽ ngồi ở vị trí bên phải. Những người biết Tần Lạc thì vẫn đang chăm chú nhìn hắn để tìm hiểu xem rốt cuộc hắn có cái gì hơn người mà để Văn Nhân lão gia coi trọng hắn hơn những người khác. Những người không biết Tần Lạc thì xì xào bàn tán với nhau. Một lần nữa Tần Lạc lại trở thành nhân vật chính trong mắt mọi người. Văn Nhân Đình lão gia cầm chén rượu lên, giọng nói của ông lại một lần phơ nữa làm những người khác kinh hãi. Chén thứ nhất, kính Tần Lạc. Yên tĩnh. Một sự yên tĩnh đến cùng cực. Người trong gia tộc Văn Nhân lại một lần nữa trợn tròn mắt, ánh mắt kinh ngạc nhìn Tần Lạc. Chẳng lẽ Văn Nhân lão gia đã bị Tần Lạc bắt mất hồn? Tần Lạc vội vàng đứng lên nói, ông, không được, cháu là bề dưới, cháu không thể để mọi người mời rượu. Tần Lạc bất chấp việc bản thân mình không thể uống rượu, hắn cầm chén rượu trước mặt mình nói, chén thứ nhất. Tần Lạc xin kính mọi người. Nói xong Tần Lạc uống cạn. Xem ra Văn Nhân Đình rất yêu mến Tần Lạc, ông cười rồi cũng cầm chén rượu của mình uống cạn một hơi. Lúc này những người khác mới có phản ứng, tất cả cũng cầm chén uống. Tần Lạc, cháu bao nhiêu tuổi? Văn Nhân lão gia đột nhiên lên tiếng hỏi. Tần Lạc ngẩn người rồi nói, cháu 23. Chẳng lẽ Văn Nhân lão gia vẫn chưa từ bỏ ý định, muốn gả cháu gái cho mình? Ồ, 23 tuổi, vẻ mặt Văn Nhân Đình u buồn, ông nói. Khó trách được mấy người đó đã quên. Trong lòng Tần Lạc khẽ động, rồi hắn trầm mặc không nói gì. Văn Nhân Đình đập tay xuống bàn, tức giận quát, 23 năm thì đã sao? Các người đã quên nhưng ta không quên. 23 năm trước khi ông già này đang mang bệnh nan y nằm trên giường chờ chết, chỉ sớm chiều là mất mạng. Gia sản của gia tộc Văn Nhân cũng có nguy cơ bị thôn tính, ông của Tần Lạc trong lúc nguy cơ nhất đã ra tay cứu ta, cũng là đã cứu cả gia tộc Văn Nhân chúng ta. Văn Nhân Liệt nhếch miệng cười nói với Văn Nhân Nhã Ca ngồi bên cạnh, lại nữa rồi. Đó là chuyện của mấy chục năm trước, hơn nữa ông của Tần Lạc cứu ông chúng ta, Tần Lạc có liên quan gì ở đây? Đây không hẳn chỉ là suy nghĩ của Văn Nhân Liệt và Văn Nhân Nhã Ca mà còn là suy nghĩ của các thành viên gia tộc Văn Nhân. Sao suốt ngày cứ phải nói ra chuyện của hơn 20 năm trước làm gì? Nếu cảm thấy áy náy sao không gửi cho bọn họ một ít tiền? Dù Văn Nhân Đình không nghe thấy tiếng xì xào bàn tán của mấy người đó nhưng chỉ cần nhìn sắc mặt của mọi người ông cũng hiểu những người đó đang suy nghĩ gì. Có phải các người cho rằng người mà ông Tần Lạc cứu là lão già này nên không có liên quan tới các người, phải không? Văn Nhân Đình lão gia nhìn khắp phòng ăn, lạnh lùng hỏi. Dù trong thâm tâm Văn Nhân không cũng có suy nghĩ đó nhưng ông ta không bao giờ dám thừa nhận trước mặt cha của mình. Ông ta cười khuyên giải, cha đừng nóng giận. Lúc đó mấy đứa Nhã Ca chưa sinh ra, sao chúng có thể nhớ chuyện này? Không phải mấy người bọn con luôn ghi nhớ chuyện này sao? Không được, Văn Nhân Đình tức giận nói. Có biết tại sao hôm nay ta mời Tần Lạc tới dự tiệc cùng gia đình chúng ta không? Một lần nữa ta muốn nói lại cho các người biết cái món nợ ân tình này của Tần gia mỗi người trong gia tộc chúng ta luôn phải ghi nhớ trong lòng, mang nó trên lưng. Đừng tưởng chuyện này không có liên quan gì tới các người. Văn Nhân Đình lão gia tức giận. Những người khác không ai dám lên ý kiến, không ai dám lên tiếng phản đối. Tất cả chỉ biết liếc nhìn Tần Lạc với ánh mắt tức tối. Nhưng ngược lại Văn Nhân Chiếu nhìn Tần Lạc cười hì hì. Xem ra Văn Nhân Chiếu đã bị Tần Lạc khuất phục sau khi bị Tần Lạc giáo huấn một trận. Xảy ra chuyện như vậy nên không khí trong bữa cơm khá nặng nề. Tất cả mọi người đều lặng lẽ, ăn rất nhanh. Chỉ một lát đã có mấy người cháu buông đũa xuống. Văn Nhân Đình lão gia cũng không quan tâm tới mấy người đó. Sau khi cạn hai chén với Tần Lạc, Văn Nhân lão gia không uống rượu nữa, bắt đầu ăn. Ông nhiệt tình tiếp đãi Tần Lạc, hơn
hơn nữa lại ăn rất ngon miệng. Mấy người văn nhân không chỉ còn cách ngồi cùng, không ai dám rời bàn ăn sớm. Sau khi buông đũa xuống, văn nhân lão gia nhận cái khăn bông ấm lau miệng rồi đứng dậy nói, Tần Lạc, cháu và Mục Nguyệt hãy tới thư phòng của ông. Tần Lạc và văn nhân Mục Nguyệt liếc mắt nhìn nhau, sau đó cả hai cùng đứng dậy đi theo văn nhân Đình tới thư phòng của ông. Thư phòng của văn nhân Đình lão gia khá lớn nhưng bên trong có rất ít đồ đạc. Chỉ có một cái giá sách nhỏ. Trong giá sách cũng có rất ít sách. Thực sự thư phòng này không giống như thư phòng của những người nhiều tiền khác. Trong phòng tràn ngập giá sách, trong giá sách đầy chất các loại sách. Cháu ngồi đi, văn nhân lão gia chỉ vào ghế sofa nói. Tần Lạc cùng văn nhân Mục Nguyệt cùng ngồi xuống cạnh nhau, văn nhân Đình ngồi đối diện hai người. Văn nhân gia gia, ông không cần phải tức giận với bọn họ về chuyện này. Hơn nữa, ông cũng không phải quan tâm tới việc đó, Tần Lạc cười nói. Nó không quan tâm nhưng ông vẫn phải để tâm, văn nhân Đình nói. Cả đời ông làm ăn buôn bán, luôn tuân thủ một chữ trung thực. Cả đời này ông không nợ ai bất kỳ điều gì, ông chỉ nợ Tần gia của cháu một món nợ mà ông vẫn không có cách nào hoàn trả được. Tần Lạc cười gượng gạo, ông già này quá cố chấp, giống hệt tính cách của ông mình. Một khi đã quyết định chuyện gì thì không có gì có thể ngăn cản được nữa. Văn nhân Đình nhìn Tần Lạc nói, Tần Lạc, lần đầu tiên cháu tới đây thối hôn, ông không phản đối bởi ông biết lúc đó cháu và Mục Nguyệt vẫn chưa gặp mặt nhau, cũng chưa có cảm tình gì với nhau. Bây giờ cháu và Mục Nguyệt đã trở thành những người bạn tốt. Ông rất hiểu người cháu gái này của ông, nó là người cao ngạo, người bình thường căn bản nó không cần để tâm. Nếu Mục Nguyệt đã không phản đối, chứng tỏ cháu cực kỳ xuất sắc, vì thế hôm nay ông phải hỏi cháu một lần nữa. Cháu thực sự vẫn muốn thối hôn. Tần Lạc sửng sốt, hắn không ngờ văn nhân lão gia vẫn nói lại chuyện xảy ra đã hơn nửa năm trước. Tần Lạc quay đầu nhìn văn nhân Mục Nguyệt, nàng đang cúi đầu suy nghĩ gì đó, hiển nhiên nàng không có ý định giải vây cho hắn. Ông, hôm nay chúng ta uống rượu gì vậy? Hai mắt Tần Lạc lờ đờ, hỏi, tại sao rượu hôm nay lại mạnh như vậy? Cháu đừng làm bộ say rượu, cháu hãy nghiêm túc trả lời câu hỏi của ông, văn nhân Đình nhận ra quỷ kế của Tần Lạc, ông quát hắn. Chương 247, chị có hiểu chuyện tình cảm không? Gừng càng già càng cay, Tần Lạc đương nhiên hiểu mánh khóe nhỏ nhoi đó căn bản không qua được mắt văn nhân Đình lão gia. Cái văn nhân Đình lão gia muốn chính là một đáp án rõ ràng. Vẫn theo như lời văn nhân Đình lão gia, vì lần thứ nhất Tần Lạc hắn tới từ hôn hắn căn bản không biết rõ mặt văn nhân Mục Nguyệt, không biết nàng gầy hay béo, cao hay thấp, ngây thơ hay cáo giả, lương thiện hay độc ác. Hắn hoàn toàn không biết gì về văn nhân Mục Nguyệt, vì thế đương nhiên không có cái gọi là xúc phạm tới danh dự của văn nhân Mục Nguyệt. Thế nhưng hoàn cảnh lúc này hoàn toàn khác, Tần Lạc và văn nhân Mục Nguyệt đã thành bạn bè thân thiết. Đúng thế, ít nhất trong thâm tâm Tần Lạc cũng nghĩ thế. Dù bản tính văn nhân Mục Nguyệt lạnh lùng như băng giá, cả ngày gần như nàng chỉ mang gương mặt lãnh đạm, xa lạ, nhưng quả thật Tần Lạc đã coi nàng như một người bạn. Hơn nữa chính và Tần Lạc đã cứu văn nhân Mục Nguyệt mà bị đâm thủng tay. Hàng ngày nàng đều tự mình đút cháo cho hắn, giống như một người y tá chăm sóc đặc biệt. Nói cách khác, quan hệ giữa hai người cũng thân thiết hơn nhiều. Nếu hắn một lần nữa từ chối nàng, hắn có làm nàng đau lòng không? Huống chi bản thân nàng là một người con gái vô cùng kiêu ngạo. Thế nhưng Tần Lạc không thể không từ chối lần nữa, bởi vì lúc này hắn đã có Lâm Hoán Khê. Lâm Hoán Khê cũng là người lãnh đạm, ít nói nhưng vô cùng tao nhã. Đó chính là điều làm hắn lần đầu tiên gặp đã nảy sinh tình cảm với ngự tỷ Lâm Hoán Khê. Lâm Hoán Khê cũng là người con gái đã lấy đi tấm thân xử nam của hắn. Cháu đã có bạn gái, Tần Lạc thẳng thắn nói. Hả, là ai? Văn nhân Đình lão gia nhíu mày hỏi. Lâm Hoán Khê, Tần Lạc nói. Ồ, cháu gái của Lâm gia. Quan hệ của hai cháu đã chính thức chưa? Văn nhân Đình gật đầu nói. Hiển nhiên ông biết tới sự tồn tại của Lâm Hoán Khê. Đã chính thức xác định từ Tết âm lịch vừa rồi. Hoán Khê đã quay về Dương Thành cùng với cháu Tần Lạc, lén quay đầu nhìn văn nhân Mục Nguyệt. Hắn thấy nàng vẫn giữ nguyên tư thế cúi đầu, trên mặt nàng không thể hiện bất kỳ cảm xúc nào. Hình như chuyện đó không có bất kỳ quan hệ nào với nàng. Ôi, văn nhân Đình lão gia thở dài nói, chẳng lẽ đứa cháu gái bảo bối này của ông không thể xuất giá sao? Cái này, Tần Lạc toát mồ hôi lạnh, nói, ông không nên nghĩ vậy. Mục Nguyệt là cô gái xuất chúng. Những người đàn ông theo đuổi Mục Nguyệt có thể xếp hàng từ cổng tới tận cửa Huyền Vũ. Cháu nói thật, một người đàn ông bình thường không xứng với Mục Nguyệt. Cháu nghĩ Mục Nguyệt là người xuất chúng, tại sao cháu là từ chối nó? Văn nhân lão gia giận dữ nói.
Cơn tức giận này là nửa giả nửa thật, Tần Lạc liên tục hai lần từ chối Văn Nhân Mục Nguyệt làm Văn Nhân Đình có chút không hài lòng với hắn. Những người đàn ông khác đều coi cháu gái của ông như báu vật. Tại sao chàng trai này lại từ chối? Bởi vì cháu là người máy, Văn Nhân Mục Nguyệt đột nhiên lên tiếng. Tần Lạc cảm thấy như hắn đang đập đầu vào tường, đó chỉ là một câu nói vô tình, bông đùa của hắn tại sao Văn Nhân Mục Nguyệt lại nhớ kỹ thế? Người máy gì? Văn Nhân Đình ngạc nhiên hỏi. Chỉ là nói đùa thôi, Tần Lạc xấu hổ giải thích. Tần Lạc sợ Văn Nhân Đình vẫn còn dây dưa tới vấn đề này nên hắn vội vàng nói lảng sang chuyện khác, ông không phải sốt ruột. Cháu nghe nói Mục Nguyệt của chúng ta là đệ nhất mỹ nữ ở Yến Kinh. Những người đàn ông thích Mục Nguyệt đếm không hết, ngoài ra còn có Tần Túng Hoành tuổi trẻ tài cao. Tần Lạc cố ý lôi Tần Túng Hoành ra để nghe qua điểm của Văn Nhân Đình lão gia về người này. Tần Túng Hoành, cho dù gia đình họ có nguyện ý, ông cũng không bao giờ đồng ý, Văn Nhân Đình cười nhạt nói. Chẳng lẽ Tần Túng Hoành không đủ ưu tú? Trong lòng Tần Lạc như hoa nở nhưng hắn vẫn giả vờ không hiểu. Văn Nhân Mục Nguyệt liếc nhìn Tần Lạc một cái nhưng nàng cũng không vạch trần tiểu xảo của Tần Lạc. Rất ưu tú, chính là bởi vì nó rất ưu tú ông mới không dám gả Mục Nguyệt cho nó, Văn Nhân Đình nói. Ông chỉ muốn gả Mục Nguyệt cho một chàng trai bình thường. Ông tuyệt đối không thể gả Mục Nguyệt cho hai nhà Tần, Bạch. Chẳng lẽ bọn họ có âm mưu gì xấu? Tần Lạc kinh ngạc hỏi. Hắn đã tiếp xúc qua với Bạch Phá Cục một lần, vì vậy hắn không hiểu rõ con người của Bạch Phá Cục, nhưng Tần Lạc hiểu Tần Túng Hoành thực sự thích Văn Nhân Mục Nguyệt. Có thể có mà cũng có thể không, nhưng ông không thể đánh cuộc hạnh phúc cả đời của Mục Nguyệt và tương lai gia tộc, Văn Nhân Đình nói. Cháu có biết tại sao ông một mực thúc đẩy chuyện hôn nhân của cháu và Mục Nguyệt không? Tần Lạc lắc đầu, hắn thầm nghĩ không phải là vì báo ân sao? Từ 4 năm trước ông đã quyết định giao tương lai của gia tộc vào tay Mục Nguyệt. Vào lúc đó Mục Nguyệt chỉ mới 18 tuổi, Văn Nhân Đình nhìn Văn Nhân Mục Nguyệt nói. Sau đó đợi khi Mục Nguyệt hoàn toàn trưởng thành, ông sẽ xúc tiến chuyện hôn nhân của hai cháu. Tới khi đó tương lai của gia tộc Văn Nhân hoàn toàn nằm trong tay hai cháu. Đồng thời ông cũng giải quyết được gánh nặng trong lòng ông bao năm qua, báo đáp đại ân 23 năm trước của ông cháu. Cháu nên biết Bạch gia vì ngăn cản ông cháu chữa bệnh cho ông đã đồng ý xuất ra rất nhiều tiền bạc và những điều kiện vô cùng hấp dẫn. Trong gia tộc của ông còn có mấy đồ cặn bã, chúng muốn cho ông ra đi sớm, chúng thậm chí còn tìm người ra tay với ông cháu, nhưng cuối cùng ông cháu đã quyết định cứu ông. Chỉ dựa vào điểm này, gia tộc Văn Nhân của ông cho dù thế nào đi nữa cũng phải ghi nhớ mối ân tình này. Còn có một nguyên nhân chính nữa, đó là ông thấy lo lắng khi giao Mục Nguyệt cho những người đàn ông khác. Quả thật Tần Túng Hoành là một người kiêu ngạo, trong số người trẻ tuổi ở Yến Kinh ông chỉ thấy có Bạch Phá Cục của Bạch gia là có thể so với Tần Túng Hoành. Ông cũng nhận thấy Tần Túng Hoành có ý tứ với Mục Nguyệt, nhưng nó có mục đích gì hay không thì ông không nhận ra. Con người đó ông không thể hiểu được. Tần Lạc cười gượng hỏi, vậy ông có thể nhìn thấu con người cháu? Ông cũng không nhìn thấu cháu, nhưng ông tin tưởng cháu, Văn Nhân Đình nói. Người khác chỉ cần có cơ hội sẽ cố gắng tận dụng cơ hội đó. Trong khi đó cháu có cơ hội rất lớn nhưng cháu lại từ bỏ cơ hội đó. Chỉ cần so sánh hai điểm đó ai hơn ai kém là hiểu ngay. Có thể nói không chút khoang trương rằng trong giới thương nhân Trung Quốc, Bạch gia đứng đầu, Văn Nhân gia đứng thứ hai, Tần gia đứng thứ ba. 23 năm trước vốn không gia tộc nào so bì được với Bạch gia, nhưng Bạch gia đã sa sút rất nhiều sau thất bại năm đó, trong khi đó Tần gia là thế lực mới nổi lên. Ông vẫn hoài nghi bọn họ chính là người đứng sau trong sự kiện năm đó. Tần gia cũng tham gia vụ việc thâu tóm đó. Tần Lạc kinh hãi. Hắn đã từng nghe Vương Cửu Cửu nói về bí mật của ba đại gia tộc đó, nhưng hắn không nghe nói về chuyện Tần gia có tham gia vụ thâu tóm gia sản đó. Chỉ là nghi ngờ của ông thôi, Văn Nhân Đình nói. Dù sao Tần Lạc cũng là người ngoài, đương nhiên có những chuyện không thể nói với hắn. Lúc này ba đại gia tộc đang ở điểm xuất phát trong cuộc chiến cùng với nhau này. Không ai làm gì được ai. Cho dù nói về công hay tư, Bạch gia cùng Văn Nhân gia đều không thể hóa giải mâu thuẫn này, thế nhưng Bạch gia không thể làm gì được Văn Nhân gia. Văn Nhân gia cũng không thể làm gì được Bạch gia. Công việc làm ăn của Tần gia rất thuận lợi. Bạch gia và Văn Nhân gia cũng không thể động vào. Tần Lạc cười gượng gạo. Điều này chứng tỏ tại sao Tần Túng Hoành có địa vị cao như thế. Chỉ dựa vào vị trí bây giờ của Tần gia hắn cũng đủ tư cách kiêu ngạo. Bởi vì lần trước Bạch gia quý ê liệt thu mua gia sản của Văn Nhân gia nên bây giờ hai nhà có mối thù không đội trời chung. Hai nhà đương nhiên không thể chung sống hòa bình với nhau. Nếu đả thương đối thủ 10 phần thì bản thân mình cũng trọng thương 8 phần. Mà vô luận là con cọp nào bị thương thì Tần gia cũng là ngư ông đắc lợi.
bây giờ Tần gia chưa làm gì được, bọn họ đang ngồi chờ cuộc chiến giữa hai nhà Bạch gia và Văn Nhân gia có kết quả cuối cùng. Cho dù không có kết cục cuối cùng nhưng đương nhiên vẫn có xung đột với nhau. Điều này sẽ kìm hãm sự phát triển của hai gia tộc. Đương nhiên Bạch gia và Văn Nhân gia có những rào cản nhất định, bọn họ xung trận với những nỗi lo trong đầu. Nói tóm lại bọn họ có những mối uy hiếp thực sự. Tần Lạc nghiêm mặt nói, xem ra Tần gia chính là nguy hiểm nhất. Nếu như Mục Nguyệt và Tần Túng Hoành kết hôn, gia tộc Văn Nhân sẽ lâm vào nguy hiểm. Cho dù chuyện này xảy ra thế nào người đàn ông đều được lợi. Tần Lạc biểu hiện như hắn đang lo lắng cho người của gia tộc Văn Nhân nhưng trên thực tế hắn cũng chỉ thi hành một kế nhỏ mọn báo thù Tần Túng Hoành mà thôi. Lệ Khuynh Thành từng nói muốn tâm trạng mình tốt hãy làm cho tâm trạng của đối thủ không tốt. Trên thực tế Tần Lạc đã nhiều lần trải qua chuyện này nên hắn cũng nghĩ như nàng. Văn Nhân Mục Nguyệt liếc xéo nhìn Tần Lạc, đôi môi mềm mại của nàng khẽ cong lên một đường cong rất đẹp mắt. Tần Lạc cảm thấy ánh mắt Văn Nhân Mục Nguyệt sáng ngời, nàng chăm chú nhìn hắn nhưng lúc này hắn chỉ có thể giả bộ không biết gì hết. Vì thế nhiều lần ông mới từ chối lời mời uống trà của lão hồ ly Tần gia. Văn N. Hân Đình cười ha hả nói. Muốn cháu gái của ông ư? Không đời nào. Tần Lạc gật đầu nói, nhưng cháu vẫn không hiểu tại sao ông lại nói cho cháu nghe điều này. Cho dù cháu một lần nữa từ chối cuộc hôn nhân này ông vẫn không coi cháu là người ngoài. Văn Nhân Đình nhìn Tần Lạc cười nói. Còn nữa cháu cũng thấy đó còn có mấy người lớn mà không có khôn của gia tộc Văn Nhân, bọn chúng đã buông lơi cảnh giác với hai nhà kia. Sau này nếu gia tộc Văn Nhân xảy ra chuyện gì cháu phải giúp đỡ cho Mục Nguyệt. Tần Lạc cười bối rối nói, ai cũng biết Mục Nguyệt là thiên tài kinh doanh. Cháu có thể giúp gì cho Mục Nguyệt đây? Văn Nhân Đình lắc đầu nói, cháu đừng tự hạ thấp mình. Một khi hiểu ra cháu, không ai dám coi thường thực lực của cháu. Sau này có chuyện gì khó khăn chắc chắn cháu phải ra tay trợ giúp. Ngày mai là Tết Nguyên Tiêu, những thành viên trong gia tộc Văn Nhân đều muốn ở lại nhà cũ ăn Tết, Văn Nhân Mục Nguyệt đương nhiên cũng phải ở lại, vì vậy chỉ có một mình Tần Lạc ra về. Thế nhưng Văn Nhân Mục Nguyệt đã sắp xếp xe đưa Tần Lạc về, vì vậy Tần Lạc không phải ra cổng đón xe. Văn Nhân Mục Nguyệt tiễn Tần Lạc ra cổng, nàng đứng trước cửa, ngập ngừng như muốn nói gì với Tần Lạc. Gió lạnh thổi mạnh, mái tóc đen của nàng bay lòa xòa, cả người nàng toát ra nét duyên dáng nhưng cô quạnh. Những chuyện ông nói anh không nên để tâm, Văn Nhân Mục Nguyệt khẽ nói. Tần Lạc biết ý nàng muốn nói việc Văn Nhân Đình lại đưa ra chuyện hôn nhân của hai người. Tần Lạc cười nói, tôi không sao đâu, tôi cũng hy vọng cô không bận tâm về điều đó. Văn Nhân Mục Nguyệt gật đầu, nàng chăm chú nhìn Tần Lạc ngồi vào trong xe. Chị cứ để anh ấy đi như vậy sao? Văn Nhân Chiếu chạy tới bên người Văn Nhân Mục Nguyệt, hắn nhìn chiếc xe chở Tần Lạc đi xa và hỏi. Chuyện tình cảm em không hiểu đâu, Văn Nhân Mục Nguyệt nhìn chân trời mờ mờ phía xa thì thào nói. Dạ, Văn Nhân Chiếu gật đầu, hắn suy nghĩ một lát rồi cảm thấy không cam lòng nên hỏi lại, thế chị có hiểu chuyện tình cảm không? Văn Nhân Chiếu biết Văn Nhân Mục Nguyệt chỉ là một người con gái ngây thơ trong tình trường. Chẳng lẽ chuyện tình cảm cũng giống như chuyện kinh doanh sao, phải có ai đó hiểu biết hơn về chuyện này chứ? Chương 248, tiền lễ hậu binh. Mỗi một lần tưởng rằng bản thân mình đã nhìn rõ mặt nàng thì lần gặp sau lại phát hiện ra gương mặt nàng vẫn bao phủ một màn sương mù. Mỗi lần cứ tưởng đó là con người thật sự của nàng thì lần sau gặp lại nàng lại mang tới cho bạn một cảm giác rực rỡ, tươi mới. Phụ nữ có 72 phép thần thông biến hóa. Lệ Khuynh Thành chính là một người phụ nữ như vậy. Một cái váy dài tới gối, bó sát làm nổi bật kiều đồn đầy đặn, hấp dẫn mê người của nàng. Một cái tê, sớt vô cùng nóng bỏng, toát ra vẻ xinh đẹp, sắc sảo. Nàng không mặc áo khoác, tay áo sắn tới khủy, dây lưng da màu đen, đồng hồ đeo tay có gắn kim cương lập lòe ánh sáng. Toàn bộ là trang phục đắt tiền của OL. Cả người nàng là một sự quý ên rũ mê hoặc vô ngần. Ông chủ, ngài có vừa lòng với công việc của tôi không? Lệ Khuynh Thành nhẹ nhàng đặt chén rượu hồng trong tay xuống. Ánh mắt long lanh như nước hồ thu, cười khanh khách hỏi Tần Lạc đang ngồi trên ghế xa. Tần Lạc bỏ tập tài liệu trong tay xuống, hắn ngẩng đầu liếc nhìn Lệ Khuynh Thành, một lần nữa hắn lại cảm nhận được sự xinh đẹp, quý ên rũ chấn động lòng người của nàng. Ánh mắt Tần Lạc bối rối, hắn làm ra vẻ chăm chú xem tài liệu rồi nói, rất hài lòng. Chị là đối tác làm ăn tốt nhất. Sao Tần Lạc có thể không hài lòng đây? Từ khi thuốc bột kim dung còn chưa chính thức lưu hành trên thị trường, Lệ Khuynh Thành đã chuyển trước vào tài khoản của hắn 3 triệu tệ. Tuy nhiên phần lớn số tiền đó hắn đã sử dụng vào hoạt động của nghiệp đoàn Trung Y Trung Quốc và quỹ trợ giúp khó khăn Tần Lạc do Vương Cửu Cửu điều hành.
nhưng hiện tại trong tài khoản của hắn vẫn còn hơn 1 triệu tiền mặt dự trữ. Bởi vì quảng cáo, cả đời vẽ lông mi cho em đã gây xôn xao khắp nơi, người người bàn tán, bột phấn Kim Dũng vừa đưa ra thị trường tiêu thụ đã lập tức xảy ra hiện tượng cháy hàng. Mặc dù Lệ Khuynh Thành đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng trong giai đoạn chuẩn bị nhưng nàng vẫn không có cách nào thỏa mãn nhu cầu của thị trường. Biện pháp duy nhất có thể làm đó là khẩn cấp mua lại một nhà máy, sản xuất liên tục 3K, tăng sản lượng bột phấn, cuối cùng mới có thể miễn cưỡng đáp ứng nhu cầu tiêu dùng nội địa. Đối với thị trường Hồng Kông và Đài Loan do Trần Tư Tuyền phụ trách bây giờ chỉ có thể cung cấp với số lượng rất hạn chế. Theo kế hoạch phát triển của Lệ Khuynh Thành, sẽ tập trung phát triển thị trường ở hai khu vực đó. Trong thời gian Tết âm lịch, lượng tiêu thụ của bột phấn Kim Dũng vẫn rất cao. Lệ Khuynh Thành một mực ở lại để điều hành hoạt động. Sản phẩm Kim Dũng của công ty không ngừng từ các xí nghiệp được trở ra ngoài thị trường. Lợi nhuận của công ty tăng lên nhanh chóng. Việc hợp tác ký kế với bên quân bộ từ năm trước cũng bắt đầu được tiến hành. Lô Vĩ, trợ thủ đắc lực của Lệ Khuynh Thành phụ trách việc này. Không biết có phải vì Long Vương hay không hay do thói quen làm việc dứt khoát nhanh chóng của quân bộ, khoản tiền đầu tiên đã được chuyển tới công ty. Nói cách khác bây giờ trong tài khoản của Khuynh Thành Quốc tế có một lượng tiền rất lớn. Tần Lạc là cổ động lớn nhất của Khuynh Thành Quốc tế nên đương nhiên hắn được hưởng phần lợi nhuận cực kỳ lớn. Tần Lạc ngẩn ngơ, khi hắn nghĩ tới con số khổng lồ đó. Kiếm tiền cũng dễ dàng vậy sao? Cảm ơn đã khen tôi, Lệ Khuynh Thành hớn hở nói, cậu chuẩn bị chia tiền lợi nhuận hay là tiếp tục đầu tư vào Khuynh Thành Quốc tế? Chị có ý kiến gì? Tần Lạc cười hỏi. Đương nhiên là đầu tư vào Khuynh Thành Quốc tế, Lệ Khuynh Thành cười nói. Bởi vì thời gian quá gấp gáp nên thị trường Hồng Kông và Đài Loan do Trần Tư Tuyền phụ trách rất khan hiếm hàng. Tư Tuyền đã nhiều lần gọi điên thúc giục. Sang năm nay tôi định đầu tư phát triển hai thị trường này, sẽ tăng cường quảng cáo và các hình thức tuyên truyền. Mời một số ngôi sao quốc tế là người phát ngôn cho sản phẩm. Hơn nữa cũng đã tới lúc chúng ta phải tiến vào thị trường mỹ phẩm Hàn Quốc và Đông Dương. Trước kia mỹ phẩm của Nhật Bản và Hàn Quốc đều tràn ngập thị trường mỹ phẩm Trung Quốc. Bây giờ là lúc chúng ta phản công mạnh mẽ. Liệu các đối thủ của chúng ta có phản công lại không? Tần Lạc hỏi. Hắn đương nhiên hiểu một số quốc gia châu Á không có thiện ý với Trung Quốc. Cừu hận dân tộc có thể kéo dài hàng trăm năm, không? Vậy thì đã sao? Lệ Khuynh Thành kiêu ngạo nói. Cho dù là thượng đế thì cũng không thể nào cưỡng lại sự xinh đẹp. Nếu không tại sao bên người ông ta các thiên sứ đều là mỹ nữ? Người phụ nữ này không tin quỷ thần, không tin vào Chúa, khi nói chuyện luôn nói thẳng không kiêng dè gì, luôn nói chúng tim đen người khác. Hay chỉ có phụ trách việc này? Tần Lạc cười nói. Trong năm nay tôi bận rất nhiều việc. Cậu bận lắm sao? Vẫn đi dạy ở lớp trung y của cậu sao? Lệ Khuynh Thành cười trêu chọc Tần Lạc. Nhiều lúc nàng không thể nào hiểu nổi người đàn ông đang ngồi trước mặt nàng. Phong cách hành xử của hắn luôn làm người khác kinh ngạc. Trái tim hắn thoạt nhìn có vẻ nhỏ, rất nhỏ nhưng khi làm việc thì rất lớn, vô cùng lớn. Một người đàn ông như hắn lại cam tâm ở lại trường học làm một giảng viên. Đó không phải là chuyện kỳ quái nhất hay sao? Không phải? Tần Lạc lắc đầu. Vậy là chuyện gì? Lệ Khuynh Thành kinh ngạc nhìn Tần Lạc hỏi. Tôi đánh cuộc với một người, Tần Lạc nói. Mặc dù anh ta đã rút lui, anh ta cũng xin lỗi tôi nhưng tôi quyết tâm phải thực hiện cho được việc này. Tần Lạc đứng dậy nói, đương nhiên cho dù không có lần đánh cuộc đó tôi cũng nhất định phải làm việc này. Đây không phải là việc một mình tôi muốn làm. Hay chỉ mình ông nội tôi muốn làm mà là việc bất kỳ thầy thuốc trung y nào cũng muốn làm. Điều Tần Lạc đang nói chính là chuyện đánh cuộc giữa hắn và phó đoàn trưởng phái đoàn trường đại học Deut Hemmer. Cho dù Hemmer đột nhiên bị dị ứng phấn hoa và được Tần Lạc cứ ư chữa nhưng trong lòng Tần Lạc vẫn luôn ghi nhớ lời hứa hẹn lúc đánh cuộc của hắn, tôi cuộc là trung y sẽ không biến mất. Hơn nữa trong vòng 3 năm trung y sẽ phát triển rộng khắp nước Mỹ. Cứu vớt trung y sao? Ánh mắt Lệ Khuynh Thành long lanh. Nàng rất thích cách nói chuyện tự tin kiêu căng của Tần Lạc. Khi đó trong tâm hồn nàng thực sự có rung động. Nàng giống như cây hoa bồ công anh bị gió thổi qua. Dù gió đã thổi qua hết nhưng cánh hoa nhỏ bé, yếu ớt vẫn còn lay động một hồi lâu. Không, phát triển trung y, Tần Lạc nói. Muốn cứu vớt trung y thì phải phát triển trung y. Chỉ cần có nhiều người sử dụng trung y hơn, tin tưởng trung y hơn là đã có thể cứu vớt trung y. Tôi tin tưởng cậu, Lệ Khuynh Thành nâng chén hướng Tần Lạc. Khẽ nói. Tần Lạc gật đầu nói, để chị ở lại ăn Tết một mình ở Yến Kinh thực sự là thiệt thòi cho chị quá. Đi, hôm nay tôi mời chị ăn cơm. Lệ Khuynh Thành cười khúc khích nói,
nếu như cậu không để tôi ở lại Yến Kinh ăn Tết một mình chẳng lẽ cậu cũng muốn đưa tôi cùng về Tần gia với mọi người. Cái này, Tần Lạc bối rối, nhưng hắn lại thầm nghĩ điều này có thể không? Lệ Khuynh Thành cảm thấy thú vị khi nhìn ánh mắt trốn tránh của Tần Lạc, nàng khẽ nói, tôi quen rồi. Thói quen ăn Tết một mình, thói quen tự mình làm tất cả mọi chuyện. Tần Lạc cảm thấy thương cảm khi nghe Lệ Khuynh Thành nói. Hắn nói, khi tôi quay về Yến Kinh, chị ấy đã nhờ tôi chúc sức khỏe chị. Lệ Khuynh Thành lắc đầu nói, có mâu thuẫn có thể giải quyết nhưng cũng có mâu thuẫn sống để dạ chết mang theo. Sau đó không để Tần Lạc tiếp tục khuyên nhủ mình, Lệ Khuynh Thành cười híp cả mắt hỏi hắn, tại sao cậu lại nổ súng? Nổ súng, nổ súng cái gì? Tần Lạc giả bộ ngơ ngác không hiểu. Anh ta mắng tôi tại sao cậu lại nổ súng? Lệ Khuynh Thành biết Tần Lạc đang giả bộ ngu ngơ, nàng tiếp tục truy hỏi. Ồ, chị nói anh ta hả? Tần Lạc suy nghĩ một lát rồi nói, bởi vì anh ta nổ súng uy hiếp tôi nổ súng đánh trả. Cậu có biết như vậy rất nguy hiểm không? Lệ Khuynh Thành nhìn chằm chằm vào gương mặt điển trai của Tần Lạc và nói. Nguy hiểm, là anh ta nguy hiểm á? Tần Lạc đắc ý nói. Bây giờ anh ta vẫn đang ngồi xe lăn, tôi vẫn an toàn đi lại. Xem ra kỹ thuật bắn súng của anh ta cũng xoàng thôi. Ý tôi muốn nói nguy hiểm là cậu rất nguy hiểm. Lệ Khuynh Thành khẽ cắn môi nói. Tôi có gì nguy hiểm? Tần Lạc càng ngơ ngác. Cậu đối xử tốt với tôi như vậy, nếu tôi lại nảy sinh tình cảm với cậu thì phải làm sao? Lệ Khuynh Thành cười nói. Chắc cậu hiểu rõ nếu nói về tranh đoạt đàn ông, chị Lâm của cậu căn bản không phải là đối thủ của tôi. Chúng tôi đã, Tần Lạc căng thẳng nói. Tôi biết, không phải cũng chỉ làm cái chuyện đó thôi sao? Có gì hơn người đâu? Lệ Khuynh Thành cắt ngang lời nói của Tần Lạc, đôi mắt xinh đẹp, quyến rũ của nàng nhìn chằm chằm vào Tần Lạc. Nàng không chịu buông tha cho bất kỳ biểu hiện nào trên mặt hắn. Nàng cười nói, cậu đang căng thẳng phải không? Không có. Cậu đang căng thẳng. Không có. Tần Lạc tức giận quá to. Lặng lẽ. Một lát sau Tần Lạc thở dài nói, đi thôi, chúng ta đi ăn cơm. Tôi đói rồi. Cậu đang căng thẳng bởi vì cậu sợ bản thân mình sẽ phát sinh tình cảm với tôi, đúng không? Lệ Khuynh Thành hỏi. Tần Lạc bị Lệ Khuynh Thành uy hiếp đến khóc dở mếu dở, hắn buồn bực nói, chúng ta không nói tới chuyện đó nữa có được không? Được. Lệ Khuynh Thành gật đầu, cậu yên tâm đi, tôi không thích cậu, tôi bây giờ chỉ cần nhấc tay là có được bất kỳ người đàn ông anh tuấn nào. Tôi sao có thể thích một người xấu xí như cậu chứ? Tần Lạc thầm thở dài trong lòng nhưng trong lòng hắn lại có cảm giác mất mát. Tần Lạc ngẩng đầu nhìn biển hiệu màu vàng tỏa tòa nhà hỏi, chúng ta tới đây làm gì? Trong khi ăn cơm, Lệ Khuynh Thành đã yêu cầu Tần Lạc phải đi cùng với nàng tới một chỗ. Hắn không ngờ nàng lại dẫn hắn tới Trung Quốc danh y đường. Đương nhiên tìm bọn chúng tính sổ. Lệ Khuynh Thành cười nhạt nói. Tôi đã cho người điều tra xong, công ty làm nhái sản phẩm của chúng ta tung ra thị trường có trụ sở ở đây. Tôi đã liên lạc với người đứng đầu công ty nhưng bọn chúng đã phớt lờ. Tôi đã tiến hành đủ các hình thức lễ nghi, bây giờ là xung đột vũ trang. Chính là bọn họ, danh y đường Trung Quốc, Tần Lạc hỏi. Đúng vậy, cậu cũng biết danh y đường Trung Quốc sao? Tôi đã kể cho cậu rồi à? Tần Lạc nhíu mày, hắn nhớ tới lần trước hắn và Vương Cửu Cửu tới đây dò xét. Lúc ở cửa thang máy đã ngẫu nhiên gặp quản tự. Quản tự ở trong này, anh ta lại đóng vai nhân vật gì nữa đây? Rốt cuộc là Trung Quốc danh y đường muốn làm gì? Chương 249, không bao giờ được xúc phạm phụ nữ. Xin chào, tôi có thể giúp gì cho anh chị? Cô gái ngồi ở bàn đón tiếp của danh y đường cung kính hỏi khi nhìn thấy một người đàn ông mặc trường bào đen và một phụ nữ kiểu diễm đi tới. Cô gái đó không nhận ra thân phận của hai người này nhưng nàng nhận ra cái đồng hồ đeo ở cổ tay của người phụ nữ. Nàng đã xem quảng cáo của loại sản phẩm này trên tạp chí. Chỉ cần liếc mắt nhìn qua cũng bị nó hấp dẫn. Đây là kiểu mẫu có giá trị nhất được tung ra thị trường trong năm nay. Loại đồng hồ dây đeo tay bằng da cá sấu đen này hoàn toàn được làm thủ công. Phải đặt hàng từ 1 tới 3 năm mới được nhận hàng. Đó là trong trường hợp bạn may mắn để có thể đặt được hàng. Vì thế giọng nói của cô gái vô cùng nhã nhặn. Giám đốc Lý của cô có nhà không? Lệ Khuynh Thành nhìn xung quanh rồi hỏi. Xin lỗi, hai người có hẹn trước không? Cô gái đón tiếp hỏi. Có. Lệ Khuynh Thành nói. Tần Lạc kinh ngạc liếc nhìn Lệ Khuynh Thành. Hắn thầm nghĩ không hiểu nàng đã hẹn gặp lúc nào. Lúc ăn cơm nàng còn lo lắng không biết người phụ trách có mặt ở công ty hay không. Xin hỏi quý tính của tiểu thư là gì? Họ Lệ. Lệ Khuynh Thành nói.
xin chờ một lát, tôi sẽ vào thông báo cô gái đón tiếp. Nói xong nàng liền đi vào phòng làm việc bên trong. Chị hẹn gặp lúc nào? Tần Lạc khẽ thì thào vào tai Lệ Khuynh Thành. Tôi chỉ thử thăm dò xem giám đốc của bọn họ có nhà không thôi. Lệ Khuynh Thành cười tủm tỉm nói. Nếu chúng ta nói không có hẹn trước, nhất định cô ta sẽ không vào thông báo hộ chúng ta. Dù sao không phải chúng ta tới đây để chuyển tiền cho bọn họ. Tần Lạc cười gượng gạo. Hắn thầm nghĩ bản thân hắn cũng phải thật sự cẩn thận khi có quan hệ với một phụ nữ như nàng. Nếu không bất kỳ lúc nào cũng có thể rơi vào bẫy của nàng. Quả nhiên ngay sau đó cô gái đón tiếp đó đã quay lại. Sắc mặt cô ta có vẻ không vui, ánh mắt oán hận nhìn Lệ Khuynh Thành, rõ ràng cô ta đã bị cấp trên của mình trách mắng. Cô ta nói, Lệ tiểu thư, rất xin lỗi. Giám đốc của chúng tôi không ở đây. Không có ở đây sao? Vậy vừa rồi cô đi xin ý kiến của ai? Lệ Khuynh Thành cười nhạt. Đi thôi, hãy dẫn chúng tôi đi gặp Lý Lệnh Tây. Anh ta tưởng rằng cứ trốn trong phòng làm việc làm con rùa rụt cổ là có thể tránh được mọi chuyện sao? Lệ tiểu thư, thật sự rất xin lỗi. Giám đốc của chúng tôi. Cho dù cô có nói một câu nói dối 1000 lần thì nó vẫn là lời nói dối. Lệ Khuynh Thành cá ngang. Thôi được, không cần làm phiền cô vào thông báo. Tự tôi sẽ đi tìm. Vừa nói Lệ Khuynh Thành vừa kéo tay Tần Lạc đi vào bên trong. À, tiểu thư, cô không thể tự tiện xông vào công ty của chúng tôi. Tôi sẽ gọi điện báo cảnh sát. Cô gái chặn lại nói. Hai gã đàn ông ngồi ở bàn đón tiếp thấy có người dám xông vào công ty cũng chạy tới hỗ trợ cản lại. Cô có biết số điện thoại khẩn cấp gọi cho cảnh sát không? Nếu cô không biết tôi có thể gọi giúp cô. Lệ Khuynh Thành đẩy tay cô gái ra và nói. Nàng khăng khăng tiến vào bên trong. Nàng đương nhiên không sợ cảnh sát tới. Các anh, mau gọi bảo vệ. Hãy gọi điện gọi bảo vệ. Cô gái hô to. Cô gái vừa kêu lên có rất nhiều nhân viên trong công ty chú ý tới mấy người. Một số đồng nghiệp nam cậy bản thân cao lớn, cường tráng, muốn nhân cơ hội này thể hiện một phen trước cô gái đón tiếp liền cùng nhau xông tới quát, hai người muốn làm gì? Đây là trụ sở công ty của chúng tôi. Ai cho phép hai người tự tiện xông vào? Hai người mau ra ngoài. Tần Lạc vẫn chưa kịp thị uy, Lệ Khuynh Thành với bộ mặt lạnh như băng tiến lên từng bước một. Nàng trừng mắt lạnh lùng nhìn, ánh mắt sắc bén như dao cạo, cái miệng nhỏ nhắn của nàng thốt ra một câu, âm thanh vô cùng uy lực, cút đi. Cô sao có thể, một người đàn ông đeo kính thẫn thờ khi nhìn lướt qua gương mặt nhỏ, xinh đẹp khuynh quốc khuynh thành của Lệ Khuynh Thành. Giọng nói của anh ta nhỏ dần đi, không biết nửa câu sau là gì nữa. Có chuyện gì cần nói sao? Cô muốn gặp ai? Anh không nghe thấy câu nói của tôi sao? Ánh mắt Lệ Khuynh Thành càng lúc càng lạnh lẽo. Như thể chỉ cần như qua ánh mắt của nàng có thể đóng băng cả người bạn. Tôi, người đàn ông lại liếc trộm Lệ Khuynh Thành, có vẻ anh ta cảm giác đã đủ rồi nên lập tức đứng tránh sang một bên. Người phụ nữ xinh đẹp này gây cho người khác một áp lực cực lớn. Nàng căn bản làm cho anh ta không có bất kỳ sự phản kháng nào. Hãy để Lệ Tổng vào đi. Lý Lệnh Tây đứng lối vào hành lang, cười nói. Dẫn đường Lệ Khuynh Thành trừng mắt nhìn cô gái đón tiếp nói. Cô gái đón tiếp vừa rồi còn nói dối nàng bây giờ không dám phản ứng gì. Cô gái xấu hổ dẫn Lệ Khuynh Thành và Tần Lạc đi tới phòng làm việc của giám đốc. Lệ Khuynh Thành khẽ cười nhạt, dáng vẻ cao ngạo như nàng đã giành một chiến thắng quan trọng, bước đi qua mặt những người đang đứng xem. Tần Lạc cười thầm trong lòng cô gái này đúng thật rất thú vị. Khi nàng đóng vai một tri thức, nàng có dáng vẻ tao nhã, thanh lịch, giống như đó bản chất thực sự của con người nàng. Khi nàng đóng vai chua ngoa, đanh đá, người khác phải run sợ khi đối mặt với nàng. Không ai dám bước hơn đối diện trực tiếp với nàng. Vừa bước vào phòng làm việc của Lý Lệnh Tây, Lệ Khuynh Thành đã cười hỏi, không phải Lý giám đốc không có mặt ở đây sao? Sao quay về nhanh thế? Tôi biết ý định của cô khi tới đây. Lý Lệnh Tây ngồi sau bàn làm việc, hắn không nói câu nào mời Lệ Khuynh Thành và Tần Lạc ngồi. Lý Lệnh Tây nâng cặp kính lên trên sống mũi, hắn ngẩng đầu nhìn hai người khách trước mặt. Cười nói, thế nhưng ý của tôi cũng rất rõ ràng. Lệ Tổng là người thông minh, chắc chắn không cần phải hỏi lại, đúng không? Ý của anh là vẫn tiếp tục kế hoạch làm hàng nhái. Lệ Khuynh Thành hỏi, một việc có thể kiếm ra tiền tại sao tôi không làm chứ? Lý Lệnh Tây mặt dày nói, tôi sẽ kiện các anh tội vi phạm bản quyền. Lệ Khuynh Thành nhìn Lý Lệnh Tây, sắc mặt nàng như chuẩn bị đánh người nói. Nếu nói như vậy tại sao cô còn tới đây tìm tôi nói chuyện? Lý Lệnh Tây vô cùng đắc ý nói, tôi đã sao chép sản phẩm của các người, ăn cắp ý tưởng sáng tạo nhưng thế thì sao nào? Các người hẳn hiểu rõ hơn tôi,
việc bảo vệ quyền sở hữu sản phẩm của luật pháp Trung Quốc vô cùng yếu kém. Nếu như tố cáo chúng tôi sản xuất một sản phẩm tương tự, cùng quảng cáo, cùng tên với sản phẩm của hai người, đương nhiên hai người không thể thắng. Bên tòa án chắc chắn ra phán quyết có lợi cho chúng tôi. Chúng tôi không mất gì cả mà ngược lại có biết chúng tôi được lợi gì không? Lý Lệnh Tây vuốt ve cái bút trong tay và nói, nếu như việc này đưa ra tòa, nhất định sẽ bị giới truyền thông chú ý. Bây giờ chính là lúc sản phẩm bột phấn Kim Dũng của các người đang thu lợi nhuận khổng lồ. Sản phẩm của chúng tôi chỉ thơm lây, nhờ hơi của nó. Liệu có nhờ vụ việc này mà nó nổi tiếng hơn không? Lý Lệnh Tây chuyển ánh mắt sang nhìn Tần Lạc, ánh mắt hắn như vẻ châm biếm, nói, nếu như người khác tìm tới gặp tôi, có thể lúc đó tôi sẽ cảm thấy lo lắng. Thế nhưng đây là công ty của hai người, tôi lại càng không bao giờ nhượng bộ. Một bước cũng không lùi. Tần tiên sinh, anh thực sự là người mà người khác không thể yêu mến được. Tần Lạc gật đầu, hắn cười nói, tôi cũng không thích đàn ông. Đây không phải là lần gặp đầu tiên của Tần Lạc và Lý Lệnh Tây. Lần nào gặp mặt cũng thấy hắn ở cùng một chỗ với quản tự. Dù có dùng đầu gối để nghĩ cũng biết mối quan hệ của hắn và quản tự hoàn toàn không bình thường. Mối quan hệ của Tần Lạc và quản tự không tốt, hơn nữa cả hai đã xảy ra xung đột vài lần. Hơn nữa lần trước ở trụ sở của danh viện hội, chính mình đã bắt hắn muối mặt xin lỗi mọi người. Bây giờ Tần Lạc cũng không bất ngờ khi thấy hắn căm thù mình như vậy. Bây giờ tốt nhất là Lý Lệnh Tây nói, các người không tố cáo chúng tôi ra tòa mà lựa chọn phương pháp đàm phán cùng chúng tôi chứng minh rõ ràng tình hình hiện tại của các người. Tôi khuyên hai người hãy quay về đi, hai người buôn bán kiếm lời vô số, chúng tôi chỉ hưởng bát súp thừa ở sau lưng thôi. Một người có lòng tham vô đáy, chắc chắn sẽ không có kết cục tốt. Tôi đương nhiên sẽ cho người khác ăn súp, Lệ Khuynh Thành nói. Thế nhưng tôi sẽ nuôi một con chó biết nghe lời. Những con chó này không nghe lời, lại thường cắn trộm chủ nhân, là con chó điên. Tôi không quen nuôi loại đó, đương nhiên tôi chỉ muốn đuổi nó đi. Nụ cười trên mặt Lý Lệnh Tây vụt tắt, hắn cười nhạt nói, cô nghĩ rằng tuôn ra mấy câu thô tục đó là có thể làm thay đổi gì sao? Chỉ làm xấu đi hình ảnh của bản thân thôi. Tôi có thể một lần nữa nhắc lại cho các người biết, tôi tuyệt đối không buông tha cho các người ở phi vụ kiếm tiền này. Hai người hãy về đi. Không tiễn. Lệ Khuynh Thành tức giận, nàng quay sang nhìn Tần Lạc hỏi, cậu có thể dễ dàng tha thứ cho chuyện này không? Không thể, Tần Lạc lắc đầu nói. Lời nói của Lý Lệnh Tây giống như của một kẻ vô lại, gây cho người khác cảm giác vô cùng giận dữ. Tôi cũng không thể, Lệ Khuynh Thành nói. Đột nhiên Lệ Khuynh Thành đi tới. Nàng cầm mô hình quả địa cầu trên bàn làm việc của Lý Lệnh Tây rồi giơ tay nhắm đầu của hắn ném tới, miệng la lớn, mày là một kẻ háo sắc, mày muốn làm gì? Mày đừng tới đây, tao sẽ không đáp ứng đâu, đồ biến thái. Loảng xoảng. Quả địa cầu nện vào giá sách phía sau, mặt kính của giá sách bị quả cầu đập nát. Sau một hồi rạn nứt, tiếng thủy tinh rơi xuống kêu loảng xoảng. Lệ Khuynh Thành, cô điên rồi à? Lý Lệnh Tây rất vất vả mới thoát khỏi một đòn của Lệ Khuynh Thành. Hắn sợ hãi đến toát mồ hôi lại, ả này thực sự dám ra tay vô cùng tàn nhẫn. Háo sắc, biến thái, mặt người giả thú hình như Lệ Khuynh Thành không nghe thấy lời nói của Lý Lệnh Tây, nàng cầm tài liệu trên bàn làm việc của hắn ném vào mặt hắn. Hai chân Lý Lệnh Tây đạp vào bàn làm việc, cái ghế của hắn trượt mạnh về phía sau, lại một lần nữa tránh được một đòn nữa của Lệ Khuynh Thành. Nhìn mày hào hoa phong nhã như vậy mà dám nhân lúc người khác không chú ý động chân động tay. Tao tuyệt đối sẽ không để mày hạ nhục như vậy. Lệ Khuynh Thành vừa quát vừa rút một bên giày cao gót của mình ra. Lúc này cô gái này đã coi giày cao gót của mình là vũ khí sát thương hiệu quả nhất. Cô là ả đàn bà điên. Cô điên rồi, tôi động chân, động tay với cô lúc nào. Cô ăn nói hồ đồ thế tôi nhất định phải báo cảnh sát. Lý Lệnh Tây giơ tay chống đỡ. Giày cao gót nện vào cánh tay hắn, hắn đau đớn há miệng kêu. Tần Lạc cảm thấy khá thất vọng khi hắn thấy mấy lần Lệ Khuynh Thành ra tay đánh trượt mục tiêu, không lưu lại cho đối thủ một vết thương chí mạng. Cùng lúc đó, cánh cửa phòng mở ra, cô gái thư ký bên ngoài bưng cốc cà phê tiến vào nói, Lý Tổng, ngài muốn uống cà phê sao? Có chuyện gì vậy? Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Tần Lạc, hắn đón ly cà phê trong tay cô thư ký, mặt đỏ bừng, đôi mắt ngấn lệ, hàm chứa sự oan ức, hắn chỉ vào mặt Lý Lệnh Tây mắng to, mày là đồ cặn bã. Hạ lưu, ti tiện. Mày muốn tao làm trai bao, tao liều mạng với mày. Nói rồi hắn cầm ly cà phê nóng hất vào người Lý Lệnh Tây. Trốn đi, tao để mày trốn đó. Audio điện tử Võ Tấn Bền.
Chương 250, chúng không chết thì tôi chết. Cô gái thư ký tròn mắt, mồm chữ O, kinh ngạc nhìn Lý Lệnh Tây. Nàng vừa cảm thấy kinh ngạc vừa cảm thấy có gì đó mất mát, cảm giác thần tượng trong lòng đã tan vỡ. Trong công ty người đàn ông được trông đợi nhiều nhất là ông chủ quản tự, nhưng ông chủ quản tự rất ít khi tới danh y đường, vì thế Lý Lệnh Tây với vai trò người tổng phụ trách được coi là người được nhiều cô gái để ý nhất. Mặc dù Lý Lệnh Tây không khôi ngô, đẹp trai như quản tự, cũng không có phong thái tự nhiên, hấp dẫn, mê người, nhưng hắn cũng là người đàn ông ưa nhìn. Dù hắn hơi kiêu ngạo nhưng đối xử với nhân viên cũng khá nhã nhặn. Mà cho dù hắn không có những điều đó, bản thân hắn cũng là một công tử trẻ tuổi, giàu có đương nhiên cũng hấp dẫn rất nhiều cô gái trẻ. Sau khi người đàn ông kia hô lên như vậy, nàng đã hoàn toàn hiểu. Điều này có thể giải thích vì sao giám đốc Lý không bao giờ có bất kỳ cử chỉ thân mật với bất kỳ nữ nhân viên trong công ty. Cư xử bình đẳng với tất cả nhân viên nữ, cho dù kể cả với một số nữ nhân viên khá xinh xắn, vẫn là cách cư xử lãnh đạm, không có gì mập mờ, thì ra là do giám đốc thích đàn ông. Một phụ nữ xinh đẹp, hấp dẫn cũng không là gì trong mắt giám đốc. Nếu Lý Lệnh Tây biết suy nghĩ của nàng, chắc chắn hắn sẽ trừ hết tiền lương của nàng và đuổi nàng ra khỏi công ty. Sở dĩ hắn giữ gìn bản thân trong con mắt nhân viên không phải là để chiếm được lòng tin của họ sao? Nếu hắn để cho nàng biết hắn có quan hệ mập mờ với 3, 4 cô gái trong công ty thì sau này hắn còn cơ hội không? Đương nhiên bây giờ không có bất kỳ dấu hiệu thành công nào. Vì thế trong lúc cô thư ký đó còn đang ngây người suy nghĩ, nàng đã quên mất chức trách của một thư ký. Khi giám đốc bị hất cà phê, nàng cần phải lên tiếng ngăn cản. Sau khi giám đốc bị hất cà phê, nàng phải nghĩ ra biện pháp xử lý kịp thời. Nhưng sắc mặt nàng trắng bệch, nàng đứng ngây người tại chỗ. So với Lệ Khuynh Thành, đương nhiên Tần Lạc ra tay chính xác hơn nhiều. Dù sao vị giảng viên trung y này cũng đã có một khoảng thời gian luyện tập kỹ thuật bắn súng cùng phi châm. Vì vậy chén cà phê nóng bỏng, còn bốc hơi cùng mùi thơm của hương cà phê liền biến thành một dòng nước đen, đặc quánh nhằm thẳng mặt Lý Lệnh Tây bay tới. Lý Lệnh Tây cực kỳ hoảng sợ, hắn không kịp kêu lên một tiếng, định bỏ chạy khỏi phạm vi ảnh hưởng của nước cà phê, nhưng vấn đề là Lý Lệnh Tây đang ngồi trên ghế xoay. Hắn hoảng hốt đứng dậy nhưng không ngờ cả người và ghế xoay ngã nhào xuống nền nhà. Ai? Từ sau chiếc bàn làm việc khảm đá cẩm thạch vang lên tiếng kêu đau đớn của Lý Lệnh Tây. Sau đó Lý Lệnh Tây nhảy chồm chồm lên giống như con khỉ bị lửa đốt đuôi. Áo khoác trên người hắn nhanh chóng bị lột ra, rồi hắn điên cuồng xé rách áo sơ mi và áo lót bên trong. Cú ngã của hắn đã cứu hắn, nước cà phê nóng bỏng không dính vào mặt hắn và chỉ rơi vào lưng của hắn. Chất lỏng nóng bỏng nhanh chóng thấm qua quần áo của hắn, sau đó ngấm vào da thịt yếu ớt của hắn. Đôi lông mày hắn cau lại, cả người hắn uốn éo dữ dội. Mau lấy khăn bông, mau lấy khăn bông, Lý Lệnh Tây hét lên một tiếng chói tai. Cuối cùng cô thư ký cũng khôi phục lại trạng thái tinh thần của mình, hàng mi dài của nàng chớp chớp, nàng ngơ ngác hỏi, cái gì ạ? Tới khi nàng nhìn thấy vẻ mặt đau đớn của Lý Lệnh Tây, động tác cuống cuồng cởi áo của hắn, nàng mới kinh hãi nói, giám đốc. Tôi đi lấy khăn bông cho giám đốc có bị bỏng không, có cần tôi lấy thuốc bôi mỡ cho giám đốc không? Đi nhanh lên, Lý Lệnh Tây tức giận quát lên. Cô thư ký không nói thêm câu nào, nàng hung hăng trừng mắt nhìn Tần Lạc một cái rồi đi vội ra ngoài. Hai người chờ đấy, tôi sẽ báo cảnh sát bắt hai người. Hai người cố ý gây thương tích cho người khác, ngón tay Lý Lệnh Tây run run chỉ vào Lệ Khuynh Thành, tim hắn đập liên hồi. Sắc mặt hắn tức giận đến tái nhợt. Báo cảnh sát, anh còn dám báo cảnh sát sao? Lệ Khuynh Thành không tin. Người cần báo cảnh sát phải là tôi mới đúng chứ. Anh động chân, động tay với tôi trong phòng làm việc của anh. Tôi sẽ tố cáo anh tội quấy rối phụ nữ. Tôi động tay, động chân với cô lúc nào? Cô có chứng cứ gì? Lý Lệnh Tây quát to. Trên trán hắn gân xanh nổi lên, giật giật. Chứng cứ ư, anh nói tôi cố ý đả thương anh, vậy chứng cứ đâu? Lệ Khuynh Thành cười nhạt hỏi. Trên người tôi còn vết cà phê, trên mặt đất còn quả cầu mô hình, kính vỡ, các kẹp tài liệu của tôi. Hơn nữa còn có thư ký của tôi làm chứng. Cả người nữa, họ Tần kia. Hai người hãy chờ ngồi tù đi, Lý Lệnh Tây gào lên đến khàn cả giọng. Trong căn phòng làm việc xa hoa, hiện đại của hắn. Lý Lệnh Tây cởi trần, thân thể hắn gầy gò, không có bắp thịt. Hắn trông giống như một con gà bị người ta tách hết thịt chỉ còn trơ xương, gây cho người xem một cảm giác rất hài hước. Cho dù là đàn ông hay phụ nữ thì khi cởi quần áo đều để lộ những khiếm khuyết của cơ thể. Khi mặc quần áo thì trông như một công tử hào hoa phong nhã.
khi cởi quần áo ra thì trông không khác gì một gã hành khất trên đường. Người khác người đơn giản chỉ là do quần áo mà thôi. Nếu như anh không giở trò vô lễ với tôi sẽ không dùng mô hình quả cầu đánh anh, tôi cũng không cả kẹp tài liệu đánh anh. Hơn nữa cà phê không phải do tôi hất, Lệ Khuynh Thành cười tủm tỉm nhìn Tần Lạc nói, là do anh muốn bao cậu ấy. Cậu ấy thấy bản thân mình bị sỉ nhục nên cậu ấy mới hất cà phê vào người anh. Tần Lạc cười gượng nói, những câu đó là tôi chỉ nói thay cho chị thôi. Thôi được, Lệ Khuynh Thành gật đầu, nàng cầm chén cà phê trong tay Tần Lạc và nói, cũng coi như tôi hất cà phê lên người anh. Nếu như không phải anh làm chuyện vô lễ với tôi cũng sẽ không làm thế với anh đúng không? Tôi điên rồi sao? Tôi hành động vô lễ với người khác ngay trong phòng làm việc của tôi sao? Cô nói vậy liệu có ai tin cô không? Lý Lệnh Tây nhìn chằm chằm vào Lệ Khuynh Thành, hai mắt hắn như tóe lửa. Tôi tin rằng sẽ có, Tần Lạc cười tủm tỉm nói. Dù gì thế nào đi nữa bản thân mình cũng là đồ đệ của Long Vương. Nếu nói về phương diện quan hệ đương nhiên sẽ vô cùng đơn giản. Tần Lạc thầm nghĩ hôm nay Lý Lệnh Tây may mắn là Tần Lạc hắn không có thẻ bài, nếu không mình sẽ cho hắn biết tay. Lý Lệnh Tây sửng sốt, lúc này hắn mới nhớ tới xuất thân của Tần Lạc. Tần Lạc có quan hệ với Vương Cửu Cửu, có quan hệ với Văn Nhân Mục Nguyệt, có quan hệ với bà chủ của Danh Viện Hội. Trong khi đó bản thân hắn cũng được coi là một công tử của đất Yến Kinh này. Nhưng không phải cứ là công tử là giống nhau. Những người đó rất có thế lực, căn bản bọn hắn không thể dây vào. Cái cảm giác bị người khác áp bức mà vô phương phản kháng luôn gây ra một cảm giác uất nghẹn. Hai người đã chơi xấu sau khi Lý Lệnh Tây suy nghĩ cẩn thận về các mối quan hệ, hắn không vội vã báo cảnh sát. Hắn đi tới tủ ở cạnh đó lấy ra một cái áo sơ mi trắng rất đẹp mặc vào. Tuy sau lưng hắn rất đau rát nhưng nó vẫn không thấm gì so với nỗi đau nội tâm của Lý Lệnh Tây. Anh cũng vậy, Tần Lạc cười nói. Mặc dù tôi là người có tính cách điềm đạm nhưng tôi không cho phép bất kỳ ai coi thường tôi, vì thế anh hãy tự thu xếp đi. Nếu như anh không gọi điện thoại báo cảnh sát thì chúng tôi có thể đi được chưa? Lệ Khuynh Thành nhìn Lý Lệnh Tây cười tủm tỉm hỏi hắn. Tôi sẽ không dừng tay, Lý Lệnh Tây âm trầm nói. Lệ Khuynh Thành gật đầu nói. Hy vọng là sau 3 tháng nữa tôi vẫn còn có thể nghe thấy anh nói câu này. Nói xong Lệ Khuynh Thành và Tần Lạc nhìn nhau cười rồi cả hai sóng vai nhau đi ra ngoài. Người thư ký lấy khăn bông và thuốc bôi mỡ tới, nàng đứng trước cửa dè dặt hỏi, giám đốc, khăn lông và thuốc mỡ tôi để ở trên bàn của giám đốc. Nói xong nàng di tới để lên bàn rồi xoay người đi như chạy trốn. Nếu là trước kia nàng sẽ chủ động đưa ra lời đề nghị được lau và bôi thuốc mỡ hộ cho giám đốc của nàng, nhưng khi nàng biết tính cách quái dị của hắn, nàng thực sự không dám chạm vào người hắn. Lý Lệnh Tây cầm thuốc mỡ, hắn định bôi vào vết bỏng nhưng lúc này hắn mới nhớ ra là vết bỏng nằm ở sau lưng trong khi hắn thư ký của hắn đã đi ra ngoài. Lý Lệnh Tây giận dữ ném hộp thuốc mỡ vào cánh cửa. Dường như cơn giận dữ vẫn chưa tiêu tan, vì thế hắn ném tất cả những vật gì ở trước mặt hắn ra cửa. Choang, bịch, từ trong phòng làm việc của Lý Lệnh Tây không ngừng truyền ra âm thanh của đồ đạc bị vỡ. Tất cả nhân viên trong công ty kinh hãi, mọi người nhỏ to dì tai nhau suy đó ẩn tại sao giám đốc lại nổi cơn thịnh nộ như vậy. Chỉ người thư ký của Lý Lệnh Tây biết nguyên nhân của sự việc, vẻ mặt kỳ lạ, nàng lặng lẽ thu nhặt đồ đạc của mình. Nàng đã biết được bí mật quan trọng của giám đốc, chắc chắn nàng sẽ bị công ty sa thải. Quản tự đẩy cửa bước vào. Hắn khẽ cau mày khi thấy khung cảnh hỗn loạn bên trong như thể vừa bị cướp bóc. Nhưng vẻ mặt tức giận của hắn chỉ thoáng hiện lên rồi biến mất. Hắn khôi phục lại vẻ mặt bình thường, cực kỳ bình thản, không chút tức giận. Bọn chúng đi rồi hả? Quản tự hỏi. Đi rồi, Lý Lệnh Tây tức giận trả lời. Tay hắn lấy một điếu thuốc lá châm lửa hút rồi hắn hung hăng nói tiếp, tôi sẽ không để bọn chúng sống yên ổn. Quản tự gật đầu hỏi, thế có bị thương không? Khá nặng. Bị thương vào sau lưng, Lý Lệnh Tây nhếch miệng nói. Quản tự nhặt ống thuốc mỡ dưới đất lên rồi hắn đi ra sau lưng Lý Lệnh Tây và nói, hãy cởi áo ra, tôi bôi thuốc cho anh. Lý Lệnh Tây để điếu thuốc hút sở vào gạt tàn rồi hắn cởi áo ra, một mảng da đỏ ửng hiện ra trước mặt quản tự. Lý Lệnh Tây cười nói, cảm phiền quản thiếu gia. Sao anh còn khách khí với tôi như vậy? Quản tự bóp thuốc mỡ ra tay mình rồi hắn nhẹ nhàng bôi vào vết thương trên lưng Lý Lệnh Tây. Bọn chúng ra tay quá tàn nhẫn, xem ra anh phải liên tục bôi thuốc mấy ngày liền mới khỏi. Nói cách khác anh cần phải kiêng nước. Quản thiếu, cho dù thế nào đi nữa anh cũng phải giúp tôi báo mối thù này, Lý Lệnh Tây nghiến răng nghiến lợi nói. Từ nhỏ tới giờ chỉ có tôi ức hiếp người khác, chưa từng có ai dám ra tay với tôi.
Ôi, cảm giác bị người khác lăng nhục không dễ chịu chút nào. Quản tự cười nói, chúng ta nên chủ động hơn một chút. Nếu bọn chúng không muốn làm việc đó chúng ta hãy tự mình làm. Nói tóm lại chúng ta sẽ không để anh chịu thiệt thòi khi bị chúng ức hiếp như vậy. Quản thiếu, phải làm thế nào anh hãy nói cho tôi biết. Tôi sẽ phụ trách việc đó, gương mặt Lý Lệnh Tây cau lại. Bây giờ đây, nếu không phải là chúng chết thì là tôi chết, tôi muốn giải quyết bọn chúng. Quản tự lắc đầu nói, chúng ta không thể chết nhưng nhất định bọn chúng phải biến mất trên thế gian này. Tần Lạc và nghiệp đoàn trung y của hắn chính là rào cản lớn nhất. Chương 251, con đường trở thành một huyền thoại. Quản thiếu gia có cách tiêu diệt bọn chúng. Lý Lệnh Tây mừng thầm, cười hỏi. Trong lòng hắn tràn đầy sự giận dữ, làm như hắn muốn băm vằm Tần Lạc ra làm trăm mảnh mới cam lòng vậy. Quản tự lắc đầu, nói, không có. Nụ cười trên mặt Lý Lệnh Tây lập tức ngưng lại, trầm ngâm rút một điếu thuốc ra rồi đốt lên. Phấn dưỡng da kim dũng của bọn chúng hiện giờ đang tiêu thụ rất đắt hàng trên thị trường, mỗi ngày đều thu về cả đống tiền. Quốc tế Khuynh Thành cũng trong chốc lát đã lập nên uy tín và danh tiếng, trở thành một trong những công ty mỹ phẩm làm đẹp trong nước có thực lực và sức ảnh hưởng lớn nhất. Quản tự liếc nhìn một bên sườn mặt của Lý Lệnh Tây, hy vọng tin tức mà mình đem đến không làm cho hắn bị kích động. Quản tự nói, hơn nữa, tôi còn nghe được một tin nữa từ chỗ Lăng Vẫn. Đó là quốc tế Khuynh Thành gần đây có một hợp tác rất lớn cùng bên quân đội. Lông mày của Lý Lệnh Tây nhướn nhướn lên, tức giận nói, cái gì? Quân đội thì hợp tác cái gì với bọn chúng cơ chứ? Lẽ nào bộ đội cũng muốn làm đẹp? Mặc dù hắn nói với giọng điệu không được thiện cảm cho lắm, cách ăn nói cũng vô cùng châm chọc, nhưng quản tự cũng chỉ cười cười, không tỏ ra tức tối gì cả, rồi nói, chẳng lẽ anh quên công hiệu của sản phẩm này của bọn họ là gì rồi sao? Không phải là tiêu trừ thẹo sao? Công hiệu mà bọn họ đưa ra ngoài thị trường là khử thẹo. Nhưng, nếu dùng nó để cung cấp cho bộ đội thì sao? Tất yếu sẽ có những công hiệu khác nữa. Ví dụ như, cầm máu nhanh chẳng hạn. Lý Lệnh Tây lại trầm ngâm một lần nữa, hung hãn hút điếu thuốc ở trên tay mình. Lúc này bọn họ có thế lực, có quan hệ, có thị trường, lại có sản phẩm vô cùng đặc biệt. Chúng ta thật sự là không biết phải bắt đầu từ đâu. Quản tự nói với giọng tiếc nuối. Thế quản thiếu gia vừa xong nói chúng ta phải chủ động ra tay phải không? Cơ hội để chúng ta ra tay ở đâu? Lý Lệnh Tây khó hiểu hỏi. Nếu bọn họ đã biết chúng ta làm hàng nhái, vậy sao bọn họ không trực tiếp khởi tố mà lại muốn tìm anh đến để đàm đạo cơ chứ? Bởi vì bọn chúng sợ bị giới truyền thông biết, nếu như vậy thì không những không thể kiện thắng chúng ta, mà ngược lại còn làm cho danh tiếng sản phẩm của chúng ta lớn thêm nữa. Lý Lệnh Tây cười nói. Nghĩ đến việc mình có thể ép bọn chúng vào bước đường cùng, thì sự tức giận và tủi nhục trong lòng cũng giảm đi đáng kể. Tại sao chúng ta không trực tiếp nói với giới truyền thông? Quản tự cười nói. Chúng ta tự nói với giới truyền thông. Lý Lệnh Tây ngẩn người một lát, liền sau đó thì cười phá lên. Đúng đấy, chiêu này quả là cao minh. Sao ta lại không nghĩ đến điều này cơ chứ? Nếu bọn chúng đã không muốn làm, thì chúng ta làm giúp chúng cũng được mà. Bất kể là ai tiết lộ ra ngoài, thì sản phẩm của chúng ta không phải vẫn nổi luôn theo sao? Bọn chúng không muốn sản phẩm của mình có liên quan gì đến chúng ta, thì chúng ta lại cứ bám chặt lấy chúng. Quản tự gật gật đầu, nói, tôi tin là anh có thể làm tốt việc này. Một lời nói của quản thiếu gia thôi đã đánh thức người trong mộng như tôi rồi. Vẻ mặt Lý Lệnh Tây bừng sáng một cách lạ lùng, nghĩ đến việc mình lại có thể đâm cho Tần Lạc một nhát, thì những tức giận trong lòng hắn lại giảm nhẹ đi được phần nào. Đang trong lúc hai người đang nhìn nhau nói chuyện, thì trước cửa phòng làm việc lại một lần nữa vọng lên tiếng gõ cửa. Vào đi, Lý Lệnh Tây hét lên. Cô thư ký ôm một tập văn kiện đi vào, nhìn thấy Lý Lệnh Tây không mặc gì ngồi ở đó, còn ông chủ của công ty thì tay cầm dược cao cẩn thận giúp hắn lau chùi những vết thương ở sau lưng. Bất giác, mặt nàng đỏ lựng lên, giống như vừa đúng lúc bắt gặp người ta đang tình tự, hú hí với nhau vậy, nàng ấp a ấp úng nói, giám đốc, đây là bản báo cáo mà bộ tài vụ đưa tới. Đây là bản báo cáo kinh doanh và bảng tiền lương của tháng này. Cần anh ký tên vào đây. Đem đến đây, Lý Lệnh Tây liếc nàng một cái rồi nói. Cô thư ký tiến đến với vẻ mặt lo lắng, đặt tập hồ sơ, văn kiện trong tay mình lên bàn làm việc của Lý Lệnh Tây. Đợi đến khi Lý Lệnh Tây đã ký xong xuôi đâu đấy, nàng liền ôm luôn tập văn kiện lên, nói, giám đốc, hai người cứ làm gì làm đi, em không làm phiền mọi người nữa. Nói xong, liền bước nhanh ra ngoài. Cô ta có vấn đề à? Lý Lệnh Tây nhìn theo bóng cô thư ký nói.
Quản tự cười cười, không nói câu gì. Cũng bắt đầu từ hôm nay trở đi, tin tức giám đốc Lý Lệnh Tây và ông chủ quản tự là đồng tính luyến ái đã được loan khắp danh y đường Trung Quốc. Có người nói, đúng đấy, tôi cũng nghĩ như thế. Anh đã bao giờ thấy hai người bọn họ có quan hệ thân mật với một cô gái nào chưa? Hai cô gái lần trước đem đến đây, đó là dùng để che mắt người khác mà thôi. Anh đã hiểu chưa? Còn có người nói, hai người đàn ông mà lúc nào cũng cùng ra cùng vào, chẳng lẽ còn không đáng để hoài nghi sao? Nghe nói ông chủ của chúng ta từ Mỹ về đây cũng chính là vì giám đốc của chúng ta đấy. Gạch dưới có một công ty trả lương 500 vạn USD cho ông ấy mà ông ấy không chịu đấy. Lại còn có người nói, lần trước tôi nhìn thấy giám đốc của chúng ta đích thân bưng một tách cà phê vào trong phòng làm việc của ông chủ, khi ông chủ đỡ lấy tách cà phê thì lén sờ vào tay giám đốc một cái đấy. Mọi người đều dì tai nhau bàn tán như vậy, ai cũng dùng những chứng cứ mà mình cho là đúng để chứng minh rằng tin tức này là có thật. Bất kể là đàn ông hay đàn bà, mỗi người đều vô cùng cố chấp giữ lấy ý kiến riêng của mình. Sau khi đi ra khỏi tòa nhà Nam Phương, Tần Lạc và Lệ Khuynh Thành cũng không gấp gáp lên xe quay về, mà lại đi tìm một quán cà phê ở gần đó ngồi nói chuyện. Lệ Khuynh Thành một tay chống lên má, còn một tay thì cứ khuấy đều cà phê ở trong tách. Con người đưa tình chớp chớp rồi nhìn chằm chằm vào Tần Lạc, tựa như trên mặt Tần Lạc bị người ta vẽ lên một cái hình thằng ngốc vậy. Nhìn cái gì thế? Tần Lạc hỏi. Nhìn anh chứ nhìn gì nữa? Lệ Khuynh Thành thẳng thắn nói. Son môi bóng màu đỏ chót, làm cho cả đôi môi nàng trở nên kiều diễm ướt át lạ thường. Cô lại định giở trò à? Tần Lạc mỉm cười e thẹn. Hắn có chút gì đó sợ hãi khi bị một người phụ nữ nhìn chằm chằm vào hắn mà không hề kiêng nể gì. Không ngờ anh cũng phối hợp ăn ý đấy chứ. Lệ Khuynh Thành cười hì hì nói. Tôi tưởng tôi đã ghê lắm rồi, không ngờ anh còn ghê gớm hơn tôi. Tôi chỉ là muốn giúp cô một chút thôi. Tần Lạc giải thích nói. Lần này thì danh tiếng của Lý Lệnh Tây đã được lan truyền đi khắp nơi. E rằng hắn có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không gột rửa hết được. Lệ Khuynh Thành hung dữ nói, trông giống như con hồ ly tinh đang tức giận vậy. Cái này vẫn chưa đủ đâu. Tần Lạc lắc đầu nói. Nếu như thế này đã được coi là báo thù, thì kiểu báo thù như vậy có vẻ hơi giống với trò chơi con nít. Đối với Lý Lệnh Tây mà nói thì chẳng hề gây tổn thương gì đến hắn cả. Anh giận rồi à? Lệ Khuynh Thành nheo nheo mắt, cười tủm tỉm nhìn Tần Lạc nói. Đúng thế, Tần Lạc đáp, bất kể ai khi bị bắt nạt đến mức độ như vậy thì tâm trạng đều không tốt cả. Hắn thể hiện rõ ra bộ mặt hèn hạ của mình, ta cứ bắt nạt mày đấy, mày làm gì được tao nào? Nếu anh giận dữ như vậy, thì mọi việc sẽ trở nên đơn giản thôi. Lệ Khuynh Thành nói. Cô có dự định gì vậy? Tần Lạc hỏi, hắn biết. Lệ Khuynh Thành nếu mà chỉ là nổi điên muốn vui đùa thì quốc tế Khuynh Thành tuyệt đối không thể chỉ trong vòng vài tháng ngắn ngủi mà đã một phát bay lên trời như thế được, tổng doanh thu gần đạt đến 1 tỷ nhân dân tệ tương đương với 300 tỷ Việt Nam đồng. Con số này, đối với rất nhiều công ty, à không, đối với 99% các công ty của Trung Quốc mà nói, thì đều là một con số khó có thể vượt qua trong vòng 10 năm. Anh có biết vì sao mà tôi muốn anh đi cùng tôi đến đây không? Lệ Khuynh Thành nhìn Tần Lạc hỏi. Vì sao thế? Bởi vì tôi muốn anh tức giận. Lệ Khuynh Thành vừa cười vừa nói. Cho đến giờ tôi vẫn chưa ra tay với chúng, là bởi vì tôi vẫn chưa tìm thấy lý do gì có thể để thuyết phục tôi cả. Chẳng lẽ tôi tức giận lại trở thành cái cớ của cô sao? Tần Lạc hoài nghi hỏi. Không sai, Lệ Khuynh Thành đáp, việc tôi muốn làm có thể sẽ tổn hại đến công ty trong thời kỳ đầu. Hơn nữa, cần phải bỏ một đống tiền vào trong đó để chiến đấu với cuộc chiến giá cả với bọn chúng. Thế nhưng, công ty này là của anh, tôi không thể vì chuyện cá nhân và tình cảm riêng tư của một mình mà làm chuyện ảnh hưởng đến lợi ích của công ty được. Đây là một thao tác cơ bản nhất mà một giám đốc chuyên nghiệp cần phải có. Công ty này cũng là của cô nữa mà, Tần Lạc nói. Tôi chỉ chiếm một phần nhỏ trong đó thôi. Nói thế nào thì nói, nó vẫn là của anh. Tần Lạc cười cười, nói cho tôi biết suy nghĩ của cô đi. Tôi chuẩn bị lập thêm một công ty nữa. Công ty này là một công ty hoàn toàn độc lập, sẽ không nằm dưới sự quản lý của quốc tế Khuynh Thành. Sau đó thì công ty này cũng sẽ nhái lại sản phẩm kem dưỡng da Kim Dũng, chủ yếu sẽ tiêu thụ ở những nơi hẻo lánh. Lệ Khuynh Thành cười nói. Cùng rằng có giá cả với bọn chúng. Đúng vậy, Lệ Khuynh Thành nói, bọn chúng bán một hộp là 1.000 tệ, còn tôi sẽ bán 500 tệ một hộp. Nếu bọn chúng chịu bán một hộp với giá 10 tệ, thì tôi sẽ tặng miễn phí luôn cho khách hàng. Nụ cười động lòng người hiện ra trên khuôn mặt của Lệ Khuynh Thành,
nhưng nội dung nàng đang nói thì lại đầy mùi chết chóc. Mục tiêu của bọn chúng là kiếm tiền, còn mục tiêu của chúng ta thì lại là đánh bại bọn chúng. Lệ Khuynh Thành nhấc chiếc tách sứ có đế màu trắng rồi đưa lên miệng nhấp từng ngụm nhỏ, nói, chúng ta có thể dùng tiền kiếm được từ việc bán kem dưỡng da Kim Dũng ở chỗ đó để bù trừ vào khoản thua lỗ ở đây. Bọn chúng thì lấy đâu ra mà bù chứ? Nếu cứ phải đền bù mãi thì bọn chúng còn có thể kiên trì để tiếp tục nữa không? Khi nãy cô nói là thời kỳ đầu có thể tổn hại đến lợi ích công ty, ý muốn nói chính là đổ tiền vào trong này phải không? Đúng vậy, một khi cuộc chiến giá cả nổ ra, thì thời gian đầu chắc chắn sẽ gặp phải tổn hại. Còn cụ thể là lỗ bao nhiêu, thì phải xem bọn chúng kiên trì đến khi nào mới biết được. Có điều, nếu bọn chúng không kiên trì được nữa, thì tất cả thị trường đó đều bị chúng ta chiếm lĩnh hết, đến lúc đó chỗ vốn mình bỏ ra cũng có thể được thu lại hết thôi. Lệ Khuynh Thành nói, tôi đã cho người ước tính lợi nhuận của bọn chúng rồi, khoảng chừng trên dưới 1 tỷ nhân dân tệ. Con số này quả thực là tương đối cao, và đây cũng là lý do vì sao mà tôi tức giận. Tần Lạc cười cười, nói, nếu đã như vậy, sao không lấy tên nó dưới trướng quốc tế Khuynh Thành chứ? Chàng ngốc, nếu có thể làm được như vậy, thì tôi đã làm từ lâu rồi. Lệ Khuynh Thành cười nói, kem dưỡng da Kim Dũng chủ yếu hoạt động trong các thị trường trọng điểm, khách hàng chủ yếu là nhân viên văn phòng hoặc tầng lớp quý tộc. Nếu bây giờ mà dùng sản phẩm này tấn công vào thị trường thấp hơn thì chỉ có thể làm tổn hại danh tiếng của chúng ta mà thôi, cái được không bù lại được cái mất. Anh đã bao giờ thấy sản phẩm xe hơi nào của công ty Ferrari có giá dưới 10 vạn tệ tương đương với 300 triệu Việt Nam đồng chưa? Vẫn còn một câu hỏi nữa. Tần Lạc hỏi giống như một học sinh vậy. Thế nếu bọn chúng có đủ tiền để giữ vững trận địa thì sao? Nụ cười trên khuôn mặt quyến rũ của Lệ Khuynh Thành bỗng nhiên biến mất, đôi mắt đẹp như hoa anh đào nở của nàng hơi cúp xuống, được che bởi một đôi mi dài như chiếc quạt. Còn âm thanh thì đanh lên như tiếng kim loại chạm vào nhau phát ra những tiếng leng keng vậy. Nàng nói, lẽ nào, anh vẫn không rút ra được chút kinh nghiệm nào từ vụ thực phẩm thân tâm bị trúng độc sao? Vì vậy mà tôi muốn giới thiệu một số thủ đoạn phi thường cho anh biết. Tôi đã từng nói với anh rằng, tôi sẽ giúp anh lập nên một thị trường của riêng mình, và anh sẽ là ông hoàng của cái thị trường rộng lớn đó. Trở thành một nhân vật huyền thoại trong nền kinh tế thị trường Trung Quốc, nếu muốn trở thành ông hoàng trong lĩnh vực này, thì có trà đạp lên cả vạn người cũng không bao giờ là đủ cả. Chương 252, gió thổi lăn tăn làn xuân thủy. Bỗng thấy con mắt tinh khiết đến trong suốt của Tần Lạc đang chăm chú nhìn mình, lông mi của hắn đẹp như của một cô gái trẻ, có chút gì đó hao hao tựa như một cánh bướm đang uốn lượn trên không, mỗi đường bay của nó đều vẽ lên những đường cong tuyệt mỹ. Lệ Khuynh Thành đích thị là một con yêu tinh, có thể nhìn ra được sự kinh ngạc cùng với ánh mắt thăm dò trong con mắt Tần Lạc. Nàng nở một nụ cười đầy quyến rũ, làn da đã trải qua không biết bao nhiêu là năm tháng mà vẫn không thấy được vết tích của sự thô ráp, đôi môi luôn được duy trì đẹp như cánh hồng, mỏng chín, ướt át, đầy đam mê. Hai bàn tay đặt lên trên mặt bàn, những ngón tay thon dài đan xen vào nhau. Có phải anh đang nghĩ, trên thế giới này làm sao vẫn có người phụ nữ nào lại bạc tình bạc nghĩa, tàn nhẫn như tôi đây, phải không? Lệ Khuynh Thành mở miệng hỏi. Vì sao cô lại muốn làm như thế? Tần Lạc hỏi, hắn có gì đó không được hiểu rõ cho lắm, mặc dù làm người xấu thì dễ hơn làm người tốt rất nhiều, nhưng, không có lý do nào để nàng làm như vậy cả. Bởi vì tôi biết, anh không bao giờ làm thế. Lệ Khuynh Thành cười lớn, Tần Lạc, tôi hiểu anh, còn anh thì lại không hiểu tôi. Tần Lạc nheo mắt cười, nói, cô tự tin đến vậy sao? Không sai, tôi hiểu anh, Lệ Khuynh Thành gật đầu khẳng định, nhưng, anh dám nói giống tôi, rằng anh hiểu tôi không? Tần Lạc ngẩn người, sau đó lắc đầu nói, có những lúc, tôi cũng thử nghĩ xem cô là người như thế nào, nhưng mỗi lần lại cho tôi một kết quả khác nhau. Con người cô như lúc nào cũng phơi bày dưới ánh mặt trời vậy, khi cẩn thận tỉ mỉ tìm kiếm, thì lại luôn được bao bọc bởi một lớp sương mù dày đặc. Tính cách Lệ Khuynh Thành nóng bỏng, thẳng thắn, có một nói một, quyết không giấu giếm. Dường như ở bất cứ khi nào, bất kỳ lúc nào, nàng cũng đều là một người trong suốt không có một bí mật gì vậy. Nhưng khi bạn thực sự muốn tìm hiểu xem nàng là người thế nào, thì lại phát hiện ra những thứ đó đều là những giả tượng được nàng tạo ra nó mà thôi. Sự lẳng lơ của nàng cũng là giả, tính thẳng thắn của nàng cũng là giả, sự nhiệt tình, kiên cường của nàng cũng là giả. Tất cả những tính cách đó của nàng đều là giả cả. Vậy thì, bộ mặt nào mới đúng là Lệ Khuynh Thành đây? Tôi hiểu tính cách của anh, chính vì quá hiểu nó, nên, có những lúc tôi có chút lo lắng.
Lệ Khuynh Thành nhìn Tần Lạc nói, anh giống như một viên ngọc vậy, đừng có cười, tôi nói thật đấy. So với cái xã hội như bẩn này thì anh quả thật là quá ư là trong sạch. Anh còn là một người theo chủ nghĩa lý tưởng, có y đức cứu rỗi chúng sinh, anh còn có lòng cao thượng muốn cứu vớt, phục dậy nền trung y. Anh tốt với tất cả mọi người trên thế giới này. Nhưng, anh có hiểu không? Anh có dám chắc là mình đã hiểu được cái xã hội này chưa? Hiểu, Tần Lạc có chút mơ hồ hỏi. Đây là một thế giới điên cuồng. Lệ Khuynh Thành không đợi Tần Lạc trả lời đã liền nói tiếp. Nhơ nhuốc, bẩn thỉu, tham lam, ganh ghét, hận thù, bạc tình, đua đòi, hám tiền, vì đồng tiền, hoặc vì được lưu danh sử sách, tất cả mọi người đều dở hết mọi thủ đoạn làm cho người ta phải há hốc mồm ngạc nhiên. Huynh đệ tương tàn, chị em gái thì trở mặt thành thù, cha con cạnh tranh, bằng mặt không bằng lòng, bạn bè so bì, hãm hại. Những người hôm nay chịu ân huệ của anh, rất có thể chỉ trong nháy mắt đã đi bêu xấu anh rồi. Có những người bề ngoài thì ngọt ngào xưng huynh đệ với anh, nhưng sau lưng thì lại đâm cho anh một nhát. Còn danh tiếng hiện nay của anh, cái danh tiếng mà anh đã phải cố gắng hết mình mới có được, nếu có người nào giáp tâm chia rẽ, thì rất có thể trong nháy mắt nó đã biến thành những đám nước bọt cùng những viên gạch lớn đạp đổ anh. Đám đông là những người mù quáng không biết gì cả, bọn họ không có được một con đường đúng đắn. Cho dù anh có gào lên rách cổ họng, biện bạch đến khản giọng, moi tim mình cho bọn họ xem, thì họ cũng chỉ coi đó là mưu đồ, là cái cớ để trốn tránh sự thật, thối thác trách nhiệm mà thôi. Giết người đốt nhà cướp của, rồi lại đem số tiền đó ra để giả nhân giả nghĩa đi làm việc thiện. Những người một lòng vì việc công, thì đã chết từ sớm rồi. Đối thủ của họ chỉ cần đẩn nhẹ một cái, liền sau đó, những người mà được họ trợ giúp và cứu rỗi lại xông lên, đánh cho họ rơi xuống lòng địa ngục. Vĩnh viễn không bao giờ có thể trỗi dậy được nữa. Kinh khủng như vậy sao? Tần Lạc nheo nheo đôi lông mày. Hắn cho rằng Lệ Khuynh Thành nghĩ về thế giới này thật là đen tối. Lệ Khuynh Thành nhẹ nhàng nói ra hai cái tên, Tần Lạc liền im lặng. Anh muốn làm một người tốt, một người thuần túy là tốt. Anh có biết đây là một thế giới thế nào không? Anh không hề hài lòng một chút nào về thế giới này cả, và anh muốn dùng hành động và lời nói của mình để thay đổi một số thứ. Nhưng, nếu anh đọc kỹ Nhị Thập Tứ Sử, thì anh phải hiểu rằng, có được mấy người thử thay đổi thế giới mà có kết quả tốt đẹp chưa? Lẽ nào tôi lại từ bỏ? Trong lòng Tần Lạc buồn bã vô cùng, hắn cho rằng, một người phụ nữ có thể nhìn thấu hết sự đời, giống như một con yêu tinh nghìn năm. Không nên bộc lộ rõ vấn đề một cách thấu triệt ra như vậy. Người ta sống ở đời đều ít nhiều có những hy vọng tốt đẹp, không phải vậy sao? Không, anh càng nên kiên định tiến bước về phía trước. Lệ Khuynh Thành lắc lắc đầu. Tôi chỉ muốn nói với anh, trên cái thế giới này, có đến 99% mâu thuẫn là không thể giải quyết ngay lập tức được. Cho nên, anh cần đến tôi, cần đến một người phụ nữ lòng dạ hiểm ác, việc gì cũng có thể làm được, để ở bên cạnh anh. Những việc anh không thể làm thì tôi sẽ giúp anh làm. Những việc anh không muốn làm, tôi cũng giúp anh làm. Những việc mà anh không thể làm, không muốn làm hoặc không đành lòng làm, thì tôi đều giúp anh làm rồi đó. Tần Lạc hoảng hồn hỏi, tại sao cô lại muốn làm như vậy? Lệ Khuynh Thành cười khổ nói, nếu tôi nói rằng, tôi cũng giống anh, cũng đích thị từ đầu đến chân là một người theo chủ nghĩa lý tưởng, tôi cũng muốn thay đổi một số thứ, thì anh có tin không? Tôi tin. Tần Lạc trả lời mà không cần suy nghĩ gì cả. Lần này đến lượt Lệ Khuynh Thành kinh ngạc, nàng không dám chắc hỏi, anh thật sự tin tưởng sao? Tại sao lại không tin chứ? Tần Lạc cười lớn, trên thế giới này, nói gì thì nói cũng phải có vài người ngốc nghếch như tôi chứ. Nếu không như vậy thì một mình tôi chẳng phải là quá buồn hay sao? Trong lòng Lệ Khuynh Thành vui như hạn hán lâu ngày gặp mưa xuân vậy, vùng đất hoang vu khô cứng như sa mạc đó bắt đầu trở nên mềm nhuyễn, thư thái hơn rất nhiều, biến thành hàng nghìn hàng vạn mẫu đất phì nhiêu, màu mỡ. Chỉ cần ai đó vứt con giống xuống, thì sẽ có thể mọc rễ, nảy mầm, nở ra những bông hoa đẹp nhất thế gian này. Cảm ơn anh, Lệ Khuynh Thành nói. Người phải nói cảm ơn là tôi mới đúng chứ. Tần Lạc lắc đầu cười nói. Hôm nay cô đưa tôi đến đây, không phải để nói với tôi về chuyện hàng nhái, bắt chước của danh y đường, mà là muốn nói với tôi những điều này phải không? Không sai. Lệ Khuynh Thành gật đầu thừa nhận, chỉ trong vòng nửa năm mà quốc tế Khuynh Thành đã có bước tiến khổng lồ như vậy. Nếu năm nay thành công khai thác phát triển thêm thị trường hãng nhất như Hồng Kông, Đài Loan cùng với vùng Đông Dương, Hàn Quốc, v.v., thì doanh thu hàng năm có thể đạt đến một con số động trời. Hơn nữa, chúng ta lại hợp tác một hạng mục lớn như vậy với bên quân đội,
đây quả thực là một miếng thịt lớn mà người ta đích thân đem đến tận miệng mình vậy, lẽ nào lại không ai cảm thấy rung động hay sao? Trò chơi cá lớn nuốt cá bé không chỉ xuất hiện ở ngoài sông, ngoài biển, mà trên thương trường cũng như vậy cả thôi. Tôi bắt buộc phải nói trước với anh, trên thế giới này, có rất nhiều người chán sống. Anh có nói chuyện với người ta tử tế thế nào thì người ta cũng không thèm để ý đến anh buộc phải đánh cho họ cảm thấy đau đớn, thì họ mới chịu lùi bước, mới biết thế nào là sợ hãi. Bây giờ thì tôi đã hiểu rồi, Tần Lạc nói, cô muốn làm thế nào thì cứ làm như thế đi. Tôi hy vọng rằng, khi tất cả mọi người trên toàn thế giới này đều hiểu lầm tôi, thì anh vẫn kiên định đứng về phía tôi. Lệ Khuynh Thành nhìn thẳng vào Tần Lạc, nhấn mạnh từng chữ một. Đây cũng là mục đích mà nàng hôm nay nói ra những lời này. Nàng không hy vọng sau khi mình lén lén lút lút làm một số việc mà bị Tần Lạc biết, thì hắn sẽ hiểu lầm nàng, rồi sẽ oán trách nàng, thậm chí còn oán hận nàng nữa. Vì thế mà nàng muốn nói trước cho hắn biết tất cả những khả năng có thể xảy ra. Người ta nói, đằng sau một người phụ nữ thành công, nhất định là có một hàng người đàn ông thành công. Tôi là một trong những người trong số đó vậy, Tần Lạc gật đầu cười nói. Không, Lệ Khuynh Thành lắc đầu, chỉ cần một người là đủ rồi. Nói ra hết rồi, nếu còn tiếp tục đề tài có vẻ nặng nề này thì khó tránh khỏi ai cũng không vui. Tần Lạc gọi ra một ít điểm tâm, hai người vừa ăn vừa nói chuyện, không khí vui vẻ hòa nhã. Bởi vì người ngồi đối diện là thiên kiều đại mỹ nhân Lệ Khuynh Thành, nụ cười của nàng tươi như hoa nở mùa xuân, âm thanh rộ lên rộn rã vui tai. Dường như làm cho toàn bộ nữ nhân trong quán cà phê đều phải im lặng không nói lên lời. Cho nên, không ít phụ nữ thực sự vô cùng đau khổ vì không thể chịu được bị người khác làm lơ không để ý đến. Họ kéo người yêu, người tình hay chồng đang lưu luyến không muốn rời của mình rời khỏi nơi đây. Chỉ trong chốc lát, ngoài đôi Tần Lạc, Lệ Khuynh Thành ra thì trong quán cà phê chỉ còn có mấy bàn toàn là đàn ông vẫn giữ vững trận địa, không muốn rời đi. Cho dù không thể có ý gì với người đẹp, nhưng thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn trộm một cái cũng không cảm thấy có lỗi với giá tiền của tách cà phê này. Đẹp cũng là có tội đấy, Tần Lạc cười chọc ghẹo. Khêu gợi là vô tội, đôi mắt quyến rũ của Lệ Khuynh Thành liếc nhìn Tần Lạc một cái, thấp giọng nói. Sắc mặt Tần Lạc đỏ lựng lên, hắn liền giả bộ cúi đầu uống tách cà phê trong tay mình. Hắn biết nàng đang nói đến chuyện khi hắn ở lại nhà mấy người này, hắn đã nhìn trộm nàng. Nhưng mà, có phải tôi muốn nhìn trộm đâu cơ chứ? Trong lòng Tần Lạc cũng thấy tủi thân vô cùng, nàng mặc bộ đồ ngủ vô cùng khêu gợi rồi đi đi lại lại trước mặt người ta, nếu không nhìn trộm vài lần, thì quả là không nể mặt nàng chút nào phải không? Tư Tuyền gọi điện thoại đến muốn anh đi Đài Loan một chuyến. Lệ Khuynh Thành lên tiếng. Đến Đài Loan làm gì? Kem dưỡng da Kim Dũng sắp được mở ra ở thị trường Đài Loan. Anh phải qua đó làm một số công việc phụ trợ. Cô đi không phải là thích hợp hơn hay sao? Tôi còn chẳng biết mình có thể làm được gì. Tần Lạc cười nói. Anh đến đó trị bệnh là được rồi. Lệ Khuynh Thành nói. Giống như khi trị bệnh cho Tư Tuyền vậy đó. Tần Lạc gật đầu, nói, rõ rồi. Cách tuyên truyền đơn giản như vậy thì tôi hiểu. Là một người đàn ông rất có phong độ, lần này Tần Lạc rằng lấy thanh toán. Sau đó hai người rời khỏi quán cà phê dưới ánh mắt cảm kích của người phục vụ, rồi vẫy một chiếc taxi chuẩn bị quay về quốc tế Khuynh Thành. Một chiếc xe taxi 7 chỗ đến 70% vẫn còn mới, màu trắng, đi theo sát phía sau, nhìn có vẻ như không có liên quan gì đến chiếc taxi đi phía trước cả. Tựa như gió lạnh thổi lăn tăn làn xuân thủy, bắt đầu từ ngày hôm nay, cuối cùng thì cuộc sống bình lặng của Tần Lạc ở Yến Kinh cũng bị người ta đến quấy phá. Cuối cùng thì Tần Lạc cũng bắt đầu bước lên sân khấu ở Yến Kinh, vào vai một nhân vật vô cùng quan trọng trong vở kịch đặc sắc này. Ngày trước hắn là một nhân vật vô tình bị người ta lãng quên. Chương 253, ám sát.